Cuồng bạo hung mãnh sát lục kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chém xuống, muốn đem bệnh ách ma quân triệt để chém giết. Diệp thần biết, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, nếu như không nhanh chóng giải quyết đi bệnh ách ma quân, vậy hắn phần thiên đại kiếp bị câu dẫn bạo phát đi ra, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn mặc dù kế thừa trụ thần quyền chui, nhưng trụ thần đồ đằng còn không có thắp sáng, hắn cũng không phải thật sự là trụ thần, không cần thời thời khắc khắc tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn, chỉ cần hắn không quá phận thường xuyên sử dụng trụ lực lượng của thần, không bị người dùng gian ác thủ đoạn câu dẫn, cái này phần thiên đại kiếp cũng sẽ không bộc phát. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chém giết bệnh ách ma quân. Bệnh ách ma quân huyết nhục đã nhanh cháy hết, bây giờ lấy hắn còn sót lại thực lực, đã không thể cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Nhìn xem Diệp Thần vô cùng hung mãnh chém xuống một kiếm, hắn vội vàng lấy một cái bánh gạo cắt chiên tư thế, có chút chật vật lăn đất né tránh. Mặc dù chật vật, nhưng bệnh ách ma quân biểu lộ lại là giữ tợn bộ dáng, cười hắc hắc nói. Luân hồi chi chủ, ta hôm nay là muốn chết, nhưng ở trước khi chết, ta nhất định phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Phần thiên đại kiếp đau đớn, đủ để đem ngươi bao phủ. Nhe răng cười bên trong, bệnh ách ma quân hai tay liên tục kết ấn, vô tận virus tai ách khí tức như nộ trào tuôn ra, điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần xung kích đi qua. Bệnh ách ma quân biết, Diệp Thần thủ đoạn phòng ngự lợi hại, chính mình các loại virus tai ách khí tức đều không thể xâm hại đến hắn, vốn lấy virus câu dẫn, hắn có cơ hội dẫn bạo trong cơ thể của Diệp Thần núi lửa, để cho phần thiên đại kiếp bộc phát. Từ trên bản chất nói, phần thiên đại kiếp cũng là một loại virus A, là giòi trong xương, in vào trụ thần trên thân không cách nào hóa giải, không thể thoát khỏi, vĩnh hằng bất diệt virus. Dừng tay cho ta. Diệp Thần cảm thấy mình thể nội đại kiếp có bộc phát dấu hiệu, khẽ cắn môi, tuyệt mệnh thiên kiếm điên cuồng chém giết ra từng cái kiếm quang, chỉ muốn cấp tốc đem bệnh ách ma quân giết chết. Bệnh ách ma quân liên tục né tránh, nhưng ở trên Diệp Thần dày đặc thế công, cũng là không tránh kịp, rất nhanh bị chém nứt một cánh tay. Cánh tay hắn rớt xuống đất, nhưng lại hư thối thành virus huyết thủy, rót vào bên trong lòng đất, để cho giữa thiên địa tràn ngập ôn dịch virus khí tức, trở nên càng kinh khủng thảm thiết. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, chúng ta hôm nay đồng quy vu tận chính là. Gãy một cánh tay bệnh ách ma quân, gương mặt tái nhợt, tổn thương nguyên khí nặng nề, đã là trạng thái sắp chết, hắn cắn răng chống đỡ lấy, còn sót lại tay nắm quyết kết ấn, tiếp tục thúc giục virus tai khí, điên cuồng xung kích Diệp Thần. Cách đó không xa Ma Phi Thiên thấy thế, lập tức tế ra một trong tứ đại chí cao thần khí Thiên Ma Tinh Hải, quát lên. Bệnh ách ma quân, ta pháp bảo này mượn ngươi. Hắn sợ bệnh ách ma quân chết quá nhanh, lập tức liền tế ra Thiên Ma Tinh Hải, cấp cho đối phương. Một mảnh minh mông hắc ám, lại tràn ngập dơ bẩn hải dương, liền rơi xuống bệnh ách trong tay ma quân, đồng thời một chút chống ra, ầm ầm biển động bộc phát, toàn bộ không pháp cốc đều bị cuốn vào trong hải triều. Luân hồi trận doanh rất nhiều võ giả vội vàng đằng không mà lên, miễn cho gặp Thiên Ma Tinh Hải ăn mòn. Thanh Đồng Cổ Thiềm, Diệt Không Thiên Đế nhóm cường giả, tại Lâm Thanh Xương cùng Huyết Đồ Xương đánh nhau thời điểm, đã sớm tiến lên đem Vũ Tổ cứu viện đi ra, bây giờ cũng đằng không mà lên. Chỉ thấy Vũ Tổ đã tỉnh táo lại, thể phách giống như dĩ vãng cường tráng khôi ngô, đại hiền giả giọt kia trụ thần huyết, đã để hắn khôi phục, nhưng trên người hắn kim quang khí tượng, đã hoàn toàn tán đi. Vốn là có đột phá siêu phẩm thiên đế hy vọng, nhưng bị bệnh ách ma quân virus ôn dịch tấn công một đòn, hy vọng này liền bị chặt đứt. Khục, khụ khụ. Vũ Tổ không ngừng ho khan, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là lọt vào virus nhập thể, bất quá nhìn hắn khí tức, cũng không có cái gì đáng ngại, trụ thần huyết hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Chỉ cần hóa giải mất virus trong cơ thể, hắn thực lực liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, chỉ là siêu thiên cảnh là đừng suy nghĩ, loại này thời cơ đột phá. Mỗi lần bị đánh gãy, sẽ rất khó một lần nữa kế tục. Ngoài ra, hắn trước đó quanh năm ở tại sụp đổ di tích cổ, cơ thể lọt vào sụp đổ khí ăn mòn, không cách nào thoát ly sụp đổ di tích cổ sinh tồn, nhưng bây giờ hấp thu trụ thần huyết, thể nội các loại tai ách phá vỡ, không còn cần Diệp Thần siêu độ, trong cơ thể hắn sụp đổ khí đã hóa giải. Đây là hấp thu trụ thần huyết sau, cho cơ thể mang tới thuế biến. Nếu như không có bệnh ách ma quân ngăn cản, Vũ Tổ có thể có càng lớn thuế biến. Đáng tiếc, hiện nay thiên đạo bên dưới, chứng đạo siêu thiên, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, không có đại khí vận trèo trống, người khác một chút nhiễu loạn, đột phá liền muốn thất bại. Vũ Thiên Nhai, ta muốn giết ngươi. Huyết Đồ Xương nhìn thấy Vũ Tổ hiện thân, lập tức nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy nộ khí, muốn chém giết tới, nhưng bị Lâm Thanh Xương cản lại.
Lâm Thanh Sương sầm mặt lại, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta tối đa chỉ có thể dừng lại thêm thời gian một nén nhang. Nàng không phải người của thế giới này, là trong anh linh điện anh linh, tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, nàng không cách nào lâu dài dừng lại tại không không lúc nào giữa không trung. Một nén nhang sao, đầy đủ. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía Bệnh Ách Ma Quân. Bệnh Ách Ma Quân nhận được Thiên Ma Tinh Hải trợ lực, tiểu tụy huyết nhục khôi phục, trong con ngươi lập lòe màu đỏ thẫm ánh sao, cười gằn nói, như thế nào, người nghĩ tại một nén nhang bên trong giết chết bản tọa. Chỉ sợ không thể a. Thiên Ma tai biến ung thư lớn. Một tay kết ấn, Bệnh Ách Ma Quân điều động Thiên Ma Tinh Hải hắc ám ma khí, cùng tự thân virus khí tức phối hợp, ký kết ra một khỏa vô cùng tanh hôi dịch bệnh ung thư lớn. Như tâm tạng giống như phanh phanh ửng ực lấy, chảy ra đỏ tươi cùng hắc ám dơ bẩn huyết, hô một tiếng, hướng Diệp Thần bay qua. Viên này ung thư lớn, phảng phất là vật sống, không ngừng ngọ nguậy, muốn đem Diệp Thần bao khỏa, nếu là Diệp Thần bị u ác tính bao khỏa, vậy hắn chỉ có thể tại vô tận virus cùng trong bóng tối trầm luân. Bệnh Ách Ma Quân đã khóa chặt Diệp Thần khí thế, cả mảnh trời Ma Tinh Hải, cũng là địa bàn của hắn, vô luận Diệp Thần chạy tới nơi nào, đều khó có khả năng thoát khỏi. Ô, nhưng, một màn kinh người xuất hiện, mắt thấy Diệp Thần liền bị cái kia u ác tính bao khỏa, thân hình của hắn, lại đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Nói đúng ra, không phải tiêu thất, là giống một tòa sụp đổ sa mạc pho tượng, cơ thể đột nhiên nát tán thành thiên vạn khỏa hạt cát, bay là tả rơi xuống đến thiên ma tinh trong biển. Ân, Bệnh Ách Ma Quân ngẩn ngơ, vô cùng kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần khí tức biến mất, hắn bắt giữ không đến Diệp Thần khí tức. Hoặc nói đúng ra. Diệp Thần khí tức còn tại, nhưng đã phân tán đến cả mảnh trời ma tinh trong biển, bàng bạc mênh mông thiên ma tinh hải, mỗi một giọt nước biển, cũng là Diệp Thần. Đây là có chuyện gì? Bệnh Ách Ma Quân dùng mình. Liền nghe suy một tiếng, một đạo tuyệt mệnh kiếm quang, như trong đêm tối sấm sét, từ thiên ma tinh biển sâu chỗ giết ra, một kiếm liền đem viên kia virus ung thư lớn chém chết. Đó là Diệp Thần thân ảnh, hắn rút kiếm chém chết u ác tính, thân thể lại nát tán thành ngàn vạn mảnh vụn. Dung nhập thiên ma tinh trong biển, trong nháy mắt lại không thấy. Suy suy suy. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần lại giết đi ra, thân giống như quỷ mị, vây quanh Bệnh Ách Ma Quân, không ngừng thoáng hiện lại biến mất, mỗi một lần thoáng hiện, đều vung chém ra một kiếm, tại Bệnh Ách Ma Quân trên thân lưu lại tê liệt vết thương. Trong khoảnh khắc, Bệnh Ách Ma Quân liền bị Diệp Thần mũi kiếm, chảm bổ đến mình đầy thương tích, máu tươi chảy đầm đìa, vết thương sâu đủ thấy xương, mà hắn liền Diệp Thần góc áo đều sờ không tới. Diệp Thần thân pháp nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn phảng phất chính là thiên ma tinh hải một bộ phận, thiên ma tinh hải chính là cơ thể của hắn, hắn tùy thời tùy chỗ xuất hiện, như quỷ mị thoáng hiện giết người, lệnh Bệnh Ách Ma Quân căn bản không thể nào phòng bị, cũng không cách nào phản kích. Là, Dạ Hoàng trải qua, bóng tối chi chủ bí pháp. Bên trên bầu trời, Ma Phi Thiên bất an lớn tiếng hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lập tức liền nhận ra. Hắn kế thừa nửa đường trụ thần quyền chui, tầm mắt kiến thức cũng là đại đại mở rộng, đã nhìn ra Diệp Thần chiêu pháp, chính là Dạ Hoàng trải qua, cùng hắc ám hòa làm một thể. Thiên Ma Tinh Hải chính là hắc ám nhất trí cao thần khí, Diệp Thần thi triển Dạ Hoàng trải qua, cả người cùng trời Ma Tinh Hải hòa làm một thể, như cá gặp nước. Ma Phi Thiên đem Thiên Ma Tinh Hải, cấp cho Bệnh Ách Ma Quân, vốn còn nghĩ dùng để đối phó Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần đã miễn dịch hắc ám, thậm chí chúa tể hắc ám. Là hết thảy hắc ám cùng đêm tối đế hoàng, là vì Dạ Hoàng, Thiên Ma Tinh Hải ngược lại thành hắn sát khí, có thể nhẹ nhõm đối phó Bệnh Ách Ma Quân. Đáng chết, Thiên Ma Tinh Hải, trở về. Ma Phi Thiên tức giận, lập tức vẫy tay một cái, đem Thiên Ma Tinh Hải thu hồi lại. Ầm ầm, Thiên Ma Tinh Hải cuồn cuộn nước biển, hóa thành một đạo vòi rồng trùng thiên, cuối cùng toàn bộ trở lại Ma Phi Thiên tay bên trong không pháp cốc nước biển rút đi, để lại đầy mặt đất ô uế cùng nước bùn. Diệp Thần thân ảnh không còn Thiên Ma Tinh Hải che lấp, cũng lộ ra ngoài. Bất quá, không quan trọng, bởi vì, thời khắc này Bệnh Ách Ma Quân, đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Thân thể của hắn, bị Diệp Thần cắt chém đến máu thịt be bét, nếu như không phải là bởi vì hắn thiên đế nội tình thâm hậu, hắn đã sớm chết. Bất quá bây giờ coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Táng hư luân hồi, trừ bệnh trừ ách, tận thêm thân ta. Diệp Thần không nói nhảm. Một chút liền sử dụng táng hư luân hồi pháp, một cái óng ánh trong suốt luân hồi bàn tại sau lưng bày ra, ùng ùng bắt đầu chuyển động, truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Bệnh Ách Ma Quân máu thịt be bét thân thể,
bộp một tiếng, liền bị hút tới luân hồi bàn phía trên đi, theo luân hồi bàn chuyển động, thân thể của hắn gân cốt cũng dẫn đến linh hồn, đều bị thảm thiết xay nghiền. A a a, xấu thần đại nhân. Bệnh ách ma quân thê thảm đau đớn kêu lên, thân thể cùng linh hồn từng chút một bị luân hồi bàn xay nghiền thành cặn bã. Diệp thần cũng không có giữ lại thi thể của hắn, hắn đã đáp ứng nhân tổ Nam Hoa lão quân, muốn cung cấp 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, nhưng bệnh ách ma quân toàn thân cũng là virus tai khí, cầm lấy đi chế tạo sáng sinh chi trụ mà nói, chỉ sợ không thể nào thích hợp. Diệp thần liền vận chuyển luân hồi pháp, nghiền nát bệnh ách ma quân thi thể, lại đem bên trên bầu trời, phía dưới mặt đất, trôi nổi cùng lắng đọng lấy virus tai khí, toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình, lại lấy hóa hư pháp cùng độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc tịnh hóa. Diệp thần tại kế thừa nửa đường trụ thần quyền chui sau, tu vi nội tình đại đại cường hóa, coi như bây giờ hấp thu bệnh ách ma quân tất cả virus dịch khí, lại toàn bộ hóa giải mất, hắn cũng không chịu đến bao nhiêu phản phệ, hết thảy đều trong phạm vi chịu được. Đối với Diệp thần tới nói, thế gian này không thể tiếp nhận đồ vật, chỉ còn lại một cái, đó chính là phần thiên đại kiếp. Phốc phốc, Lâm Thanh Sương cùng huyết đồ xương bên kia chiến đấu, theo bệnh ách ma quân chết đi, huyết đồ xương cả người đều run rẩy một chút, một cái phân tâm, bả vai liền bị Lâm Thanh Sương trường thương xuyên qua. Đau đớn kịch liệt truyền đến, huyết đồ xương ánh mắt, ngược lại cởi ra táo bạo vẻ cừu hận, trở nên mờ mịt, lại có chút thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Vũ Tổ, như mộng nghệ giống như kêu một tiếng. Thiên nhai đại ca. Vũ Tổ thấy thế, cực kỳ vui mừng, nói, Sương Nhi, người thanh tỉnh. Huyết đồ xương toàn thân rung động, mắt doanh nước mắt, nói, thật xin lỗi, thiên nhai đại ca, ta. Nàng lúc này thanh tỉnh, đã biết chính mình nhướng xuống sai lầm ngất trời, lại bị bệnh ách ma quân mê hoặc, thiếu chút nữa thì sát hại Vũ Tổ. Mặc dù nàng đối với Vũ Tổ, giữ gìn Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt một chuyện, lòng có lời oán giận, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải trước đây Vũ Tổ hiện thân, nàng sớm đã bị Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt sát chết. Trong nội tâm nàng, đối với Vũ Tổ cũng là cảm kích nhiều hơn lời oán giận, nhưng chưa từng có phản bội ý niệm, lần này là lọt vào bệnh ách ma quân mê hoặc, ủ ra thiên đại mầm tai vạ. Thiên nhai đại ca, ta xông ra đại họa như thế, đánh gãy người đột phá siêu thiên chi lộ, ta sau đó lại có gì diện mục gặp lại ngươi. Huyết đồ xương tiếng nói bi thiết, nếu như không phải nàng và bệnh ách ma quân ngăn cản, Vũ Tổ đã có thể đột phá đến siêu thiên cảnh. Cái này siêu thiên chi lộ mỗi lần bị đánh gãy, về sau lại nghĩ kế tục, cơ hồ không có khả năng. Nàng cảm giác sâu sắc tội nghiệt, trong lòng áy náy, khoanh chân ngồi xuống, chợt đem huyết đồ phá quân thương ném đến bầu trời, mũi thương chỉ mình đầu bay thấp xuống, thổi phù một tiếng, nàng thân thể liền từ đỉnh đầu bị phá quân thương xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Vũ Tổ chỉ dọa đến hồn phi phách tán, kêu to, Sương Nhi. Huyết đồ xương vừa chết, nàng thân thể liền hóa thành cuồn cuộn kim quang, còn có ngàn vạn võ đạo phù văn, đều hướng Vũ Tổ quán chú mà đi. Nàng trước đó cùng Vũ Tổ kiểm chứng võ học, sớm đã học được Vũ Tổ rất nhiều võ kỹ, hai người võ đạo tương thông, lần này, nàng lại hy sinh chính mình, lấy thân là tế, hóa thành thuần túy nhất võ đạo tinh hoa, quán chú vào trong cơ thể của Vũ Tổ, tự thân hôi phi yên diệt, phá quân thương bịch một tiếng rớt xuống đất. Hô hô hô! Vũ Tổ nhận được huyết đồ xương khí huyết tinh hoa, võ đạo tinh hoa quán chú, trong thoáng chốc, vốn đã đoạn tuyệt siêu thiên chi lộ, lại lần nữa kế tục, tương đương với đạp huyết đồ xương thi cốt, một lần nữa đạp vào siêu thiên. Ông! Tiếp theo sát, một cỗ kim quang sáng chói, liền hóa thành thẳng cột sáng, từ trên thân Vũ Tổ bộc phát ra, xông thẳng bầu trời, trực tiếp đem thiên khung đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đây là siêu thiên cảnh khí tượng, Vũ Tổ lại nhanh muốn đột phá nhập siêu thiên cảnh. Đậm đà kim quang, đem Vũ Tổ toàn bộ thân hình đều bao lại, đã không nhìn thấy thân hình của hắn, đám người chỉ thấy cái kia ngất trời kim quang, chỉ cảm thấy một cỗ không ngừng bão táp võ đạo khí thế. Diệp thần, Ma Phi Thiên, Lá Khô Ma Tôn, Diệt Không Thiên Đế, thiên nữ mấy người mắt thấy một màn này, đều là kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Tổ lại còn có trọng đẳng siêu thiên cơ hội, mà đại giới là huyết đồ xương tính mệnh. Nếu là Vũ Tổ bước vào siêu thiên cảnh, ta nhất định phải chết. Bên trên bầu trời, Ma Phi Thiên nhìn xem Vũ Tổ sắp đột phá khí tượng, lập tức liền khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn mặc dù kế thừa nửa đường trụ thần quyền chuôi, nhưng dù sao còn không có chân chính tiêu hóa, trụ thần quyền chuôi rất nhiều sức mạnh cũng không thể phát huy, mà nhìn Vũ Tổ bộ dáng, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, hắn liền bị Vũ Tổ giết chết,
thể nội nửa đường trụ thần quyền chui, cũng muốn bị cướp đi. Siêu. Trong lúc nguy cấp, Ma Phi Thiên thân hình một cái thiểm lược, liền hướng Vũ Tổ Bạo Trùng mà đi. Thiên Ma Loạn Vũ Trảm. Trong tay hắn Cửu Thiên Đồ Long Đao, bộc phát vạn trọng ma quang, đen hy diễm diễm, thiên ma tinh hải năng lượng đều quán trú trong đó, một đao cuốn lên kinh thiên phong bạo, đao quang nổ tung như loạn mưa, phô thiên cái địa hướng Vũ Tổ chém giết mà đi. Vũ Tổ đột phá quan đầu, từ không thể động đậy, mà Lâm Thanh Xương vừa mới cùng Huyết Đồ Xương chiến đấu hoàn tất, khí tức tiêu hao quá lớn, cũng vô lực ngăn cản. Đến nỗi thiên nữ, Diệt Không Thiên Đế bọn người, càng không ngờ tới Ma Phi Thiên lại đột nhiên mãnh liệt tập kích xuống, hơn nữa khí thế hung mãnh như vậy, bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi. Dừng tay, mắt thấy Vũ Tổ liền muốn lọt vào công kích, Diệp Thần hét lớn một tiếng, tiếng như hồng lôi, muốn uống chỉ Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên ngẩn ngơ, lại cảm giác tay chân cứng ngắc, không cách nào hoạt động, thần thức một cảm ứng, liền phát hiện cái bóng của mình, cư nhiên bị Diệp Thần cái bóng cuốn lấy, thân thể cũng đi theo không thể động đậy. Toàn trường tất cả mọi người kinh hãi, ánh mắt nhao nhao hội tụ tại trên thân Diệp Thần, liền thấy Diệp Thần hai mắt, lại hóa thành đen nhánh màu sắc, tựa như năng chủ làm thịt chư thiên hết thảy bóng tối cùng hắc ám, đêm tối trở thành ánh mắt của hắn lại trở thành bóng tối ma nhãn. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, lập tức đại hỉ, lại là sùng bái khâm phục, nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng, chúc mừng. Người dạ hoàng trải qua tu luyện viên mãn. Bóng tối ma nhãn là bóng tối chi chủ ánh mắt, đôi mắt này là có thể hậu thiên tu luyện ra được, thông qua tu luyện dạ hoàng trải qua, không ngừng dung luyện hắc ám, đến cuối cùng chúa tể hắc ám, liền có thể ngưng tụ ra bóng tối ma nhãn, tiến tới khống chế hết thảy hắc ám cái bóng. Vừa mới Ma Phi Thiên muốn ra tay công kích Vũ Tổ, Diệp Thần liền bộc phát ra bóng tối ma nhãn, khống chế lại cái bóng của hắn, từ đó khống chế thân thể của hắn, để cho hắn không thể sống động. Ma Phi Thiên kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát Diệp Thần gò bó, hai người cái bóng quấn giao nổi không ngừng lôi kéo, Diệp Thần cảm thấy mình một đôi mắt, cơ hồ đều muốn bị kéo túm đi ra, máu tươi không ngừng dọc theo hốc mắt chảy xuôi xuống. Ma Phi Thiên thực lực cường đại, Diệp Thần muốn khống chế hắn, tự nhiên cần trả một cái giá thật là lớn, Ma Phi Thiên cũng không phải tốt như vậy khống chế. Giết hắn, nhanh! Diệp Thần biết mình không chống được bao lâu, liền quát to. Diệt Không Thiên Đế phản ứng cấp tốc, lập tức xiết kiếm nơi tay, hướng Ma Phi Thiên chạm đi. Bảo hộ Ma Tôn Đại Nhân. Bên trên bầu trời, Thiên Khải Chí Tôn thấy thế, lập tức mang theo tử thần giáo đoàn vô số cường giả phi tập xuống, hắn huy kiếm keng một tiếng ngăn trở Diệt Không Thiên Đế, cùng thủ hạ đám người vây quanh ở Ma Phi Thiên bốn phía bảo hộ. Bất quá nơi này chính là Diệp Thần địa bàn, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Lãnh Nguyệt Tịch, Thiên Nữ bọn người, nhao nhao mang theo số lớn nhân thủ xông lên. Lâm Thanh Sương cũng nghĩ trợ chiến, nhưng nàng chịu thiên địa quy tắc có hạn, không cách nào lại lưu lại nữa, hướng Diệp Thần hạ thấp người nói, luân hồi chi chủ, xin lỗi, ta cần trước tiên đi, chúc các ngươi may mắn. Thân thể hóa thành một tia khói nhẹ tán đi. Diệp Thần liền cảm thấy, chính mình đạo kia triệu hoán phủ chiếu, tia sáng lại ảm đạm đi, thậm chí sắp băng liệt, hắn biết, sau này mình chỉ còn lại một lần triệu hoán cơ hội. Bất quá bây giờ mà nói, coi như không có Lâm Thanh Sương, hắn luân hồi trận doanh đông đảo cường giả, đã đem Ma Phi Thiên trọng trọng vây quanh, cái sau chắp cánh khó thoát. Lá Khô Ma Tôn gặp Ma Phi Thiên bị vây, lấy làm kinh hãi, lúc này không người quản hắn, hắn muốn đi, đại khái có thể rời đi. Nhưng nghĩ tới cái kia đoạn khô cành liễu còn tại trên thân Diệp Thần, hắn không được đến tay, lại không cam tâm cứ vậy rời đi. Ma Phi Thiên thấy mình lâm vào trọng trọng vây quanh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng hắn một đời kiêu hùng, gặp nguy không loạn, cười hắc hắc nói. Luân hồi chi chủ, người nghĩ vây giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ác mộng nước suối, sôi trào a, xấu thần, đến lượt ngươi phủ xuống. Ma Phi Thiên lộ ra hai khỏa răng nanh. Tiếng cười xâm nghiêm lạnh lùng, huyết dịch khắp người như sôi đằng giống như phát ra suy suy âm thanh, trên thân không ngừng có hơi khói xuất hiện. Hắn sôi trào, không phải huyết dịch, mà là ác mộng nước suối. Hắn dùng qua ác mộng nước suối, cái này nước suối, có thể tăng lên rất nhiều lực lượng của hắn, đại giới là hắn muốn trở thành bảy ác mộng từng trận mắt một trong, rất có thể bị xấu thần khống chế, tương lai biến thành xấu thần linh hồn vật chứa. Lần này, Ma Phi Thiên thân hãm trong trùng vây. Cũng không lo được nhiều như vậy, lại trực tiếp thiêu đốt ác mộng nước suối, đồng thời câu thông xấu thần, muốn triệu hoán sửu thần giáng lâm. Đôm đốp, theo ác mộng nước suối thiêu đốt, Ma Phi Thiên toàn thân làn da đều băng liệt,
từ băng liệt trong da thịt không ngừng chảy ra máu tươi cùng dơ bẩn hắc ám dịch nhờn, thậm chí, còn có chút quỷ dị xúc tu, từ hắn băng liệt da thịt chỗ sâu rút ra, trong khoảnh khắc liền để hắn biến thành một đầu quái vật khủng bố, mang theo điên cuồng điên dại một dạng tiếng cười. Một cỗ cực kỳ khủng bố quỷ dị khí tràng, từ trên thân ma phi thiên bộc phát ra, phảng phất có thể thẳng lay nội tâm của người, so tâm ma phi kiếm còn muốn hung mãnh. Vây khốn ma phi thiên diệt không thiên đế, thiên nữ bọn người, lập tức kinh hãi lui lại, nhao nhao vận công hộ thể, chỉ sợ lọt vào cái kia cỗ kinh khủng quỷ dị khí tràng xung kích. Diệp thần lập tức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ma phi thiên điên cuồng như vậy, thế mà chủ động thiêu đốt ác mộng nước suối, thậm chí muốn triệu hoán sử thần giáng lâm. Từng sợi ma khí, không ngừng tại trên thân ma phi thiên hội tụ, cuối cùng từ trên đỉnh đầu hắn phiêu khởi, ngưng kết ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không, đồng thời dần dần tạo thành một tấm xấu xí mặt người. Đó chính là xấu thần nhân khuôn mặt. Vô biên dơ bẩn, vô cùng vặn vẹo, vô biên ghê tởm, tràn ngập tại trương này trên mặt người, xấu sắc mặt mạo thiên biến, nhưng không đổi chính là xấu xí cùng kinh khủng. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp. Trương này trên mặt người, da thịt nứt ra, xuất hiện từng khỏa con ngươi màu đỏ ngòm tử, trăm ngàn con ngươi bố tại trên mặt người, tạo thành làm cho người rợn cả tóc gáy hình ảnh. Luân hồi chi chủ, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Xấu thần cái kia thê lương, xâm nghiêm, giọng khàn khàn, từ bên trong hư không phát ra, trăm ngàn con ngươi, ánh mắt đều bắn về phía Diệp thần. Diệp thần lập tức dùng mình, tê cả da đầu, bóng tối ma nhãn không cách nào lại duy trì, con mắt hắc ám thu liếm, khôi phục bình thường, trong con mắt phản chiếu lấy xấu thần mặt dữ tợn cho. Ma phi thiên lấy được tự do, nhưng hắn ác mộng nước suối thiêu đốt phía dưới, tự thân đang thừa nhận cực lớn dày vò cùng đau đớn, hắn đã không có bao nhiêu hoạt động năng lực. Chỉ muốn xấu thần nói, xấu thần, giết hắn. Hắn biết, xấu thần mặc dù không am hiểu sát lục công phạt, nhưng đối nhân tâm mê hoặc, đối với người tinh thần xung kích thủ đoạn, vô cùng lợi hại. Bản lãnh giết người, xấu thần không sánh được không không lúc nào khoảng không mấy cái kia đỉnh cấp cự đầu, nhưng chu tâm bản sự, thế gian vô suất kỳ hữu. Diệt không thiên đế, thiên nữ, lãnh nguyệt tịch bọn người, căn bản không dám nhìn thẳng xấu thần gương mặt, vừa lui lui nữa, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Tại trước mặt xấu thần, bọn hắn 10 thành thực lực không phát huy ra 5 thành. Ma phi thiên biết, xấu thần nhất định có biện pháp, có thể đối phó Diệp thần. Xấu thần nghe ma phi thiên mà nói, cười hắc hắc nói, ta cũng không có bản sự giết chết luân hồi chi chủ, thế gian này, có thể giết chết luân hồi chi chủ, chỉ có một dạng đồ vật. Ma phi thiên nói, đồ vật gì? Xấu thần híp mắt cười nói, phần thiên đại kiếp. Ánh mắt của hắn lại quan sát nhìn xem ma phi thiên. Ta nghĩ không đến ngươi lại dám ăn diêm ma tử thần cơ thể, ngươi thân thể này, cũng muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp, thực sự là đáng tiếc a, ta là không thể lại mưu toan đem ngươi hóa thành khôi lỗi. Xấu thần một tiếng thở dài, hắn sắp đặt 7 ác mộng trận, chế tạo 7 cái trận nhãn, là muốn tương lai có thể đánh tạo một bộ khôi lỗi vật chứa đi ra, dùng để dung nạp linh hồn của hắn. Bây giờ, ma phi thiên cái vật chứa này, đã không thích hợp hắn. Bởi vì... Ma phi thiên ăn diêm ma tử thần cơ thể, coi như chỉ là kế thừa nửa đường trụ thần quyền chuôi, đối với xấu thần tới nói, cũng là không thể tiếp nhận. Trụ thần quyền chuôi sau lưng, là vô cùng kinh khủng phần thiên đại kiếp, xấu thần chỉ có để cho người ta đau đớn bản sự, xưa nay sẽ không tự tìm đau đớn, càng không khả năng đi tiếp nhận phần thiên đại kiếp. Cái kia như thế tính ra, thế gian này, 7 ác mộng trận còn có thể dùng trận nhãn, chỉ còn lại Hồng Quân lão tổ một người. Hồng Quân lão tổ cũng uống qua ác mộng nước suối, là xấu thần mục phía trước có thể trông cậy vào duy nhất một đạo vật chứa. Ma phi thiên cười nói, ha ha, vậy ngươi trốn qua một kiếp, xấu thần, ngươi nếu là mưu toan đoạt xá ta, chỉ có thể bị ta phản sát. Xấu thần cười nhạt nói, thôi, không nói cái này, hôm nay trước hết giải quyết đi luân hồi chi chủ, hắn lại dám ăn diêm ma tử thần đầu người, thực sự là không sợ chết a. Đáng tiếc luân hồi cùng thân thể của hắn huyết mạch. Còn có rất nhiều luân hồi chí bảo, đều muốn bị phần thiên đại kiếp đốt thành cho. Nói đi, xấu thần trăm ngàn con ngươi, liền cùng nhau nhìn chăm chú Diệp thần, đột nhiên quát lên. Tâm ma lên, đại kiếp sôi trào. Một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần sóng xung kích, liền từ xấu thần nhãn trong hạt châu bắn ra, trong nháy mắt liền phóng tới Diệp thần. Ngô! Diệp thần chịu đến cỗ này tinh thần xung kích, lập tức kêu lên một tiếng, cảm thấy nội tâm có cái gì tâm ma bị câu dẫn đi ra. Hắn đạo tâm trong vắt, vốn cũng không tồn tại cái gì tâm ma, nhưng ở ăn diêm ma tử thần đầu người sau, hắn liền có tâm ma,
có sợ hãi, đối với phần thiên đại kiếp sợ hãi. Mà xấu thần am hiểu nhất, chính là khống chế nhân tâm. Khống chế nhân tâm so tử vong càng kinh khủng. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy, trong cơ thể mình núi lửa bạo phát, một cỗ khó mà hình dung hừng hực đại kiếp, một chút sôi trào lên, đốt cháy Diệp Thần toàn thân. Hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều phun ra hỏa diễm, cực lớn kịch liệt đau nhức sắc bén phỏng, để cho hắn trong nháy mắt liền tê liệt trên mặt đất. Phần thiên đại kiếp bạo phát. Tại xấu thần dưới sự cổ động, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, lại một lần bộc phát. Luân hồi chi chủ. Diệt không thiên đế, minh khiếu thiên, thanh đồng cổ thiềm v.v. Là hoảng hốt. Nếu là luân hồi chi chủ xảy ra chuyện, bọn hắn mọi người tại đây cũng không thể sống yên ổn. Diệp Thần, sư phụ, thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần gặp nạn, theo bản năng liền tiến lên muốn cứu viện binh, nhưng dựa vào một chút gần Diệp Thần, các nàng liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi sóng nhiệt gào thét mà đến, cước bộ lập tức bị bức lui. Riêng khí tức, liền như thế kinh khủng. Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, cái kia cỗ phần thiên liệt hỏa, không ngừng dâng lên, ngay cả thiên đế đều không thể tới gần hắn, nếu như dám đến gần mà nói, cũng muốn cùng nhau bị liệt hỏa thiêu chết. Ngươi được lắm đấy, xấu thần. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần đại kiếp sôi trào bộ dáng, cũng không nhịn được lộ ra một vòng tàn khốc cùng vui sướng biểu lộ, nội tâm vừa âm thầm kiêng kỵ. Xấu thần cỗ này cổ động nhân tâm, xung kích người tinh thần thủ đoạn, thật là quá mức lợi hại. Hắn hẳn là muốn bị thiêu chết, ngươi chuẩn bị đề phòng luân hồi trận doanh trả thù a. Xấu thần dữ tợn nở nụ cười, khuôn mặt tán loạn thành màu đen lưu quang tiêu tán. Ma Phi Thiên cũng biết, Diệp Thần vừa chết, luân hồi trận doanh nhất định phải trả thù. Nhưng, hắn cũng không sợ, bởi vì, hắn đã kế thừa nửa đường trụ thần quyền chuôi, cho Diệp Thần bị thiêu đến hôi phi yên diệt, trong cơ thể của Diệp Thần nửa đường quyền hành, liền sẽ lưu chuyển đến trên người hắn. Đến lúc đó, hắn kế thừa hoàn chỉnh trụ thần quyền chuôi, coi như đối mặt Nhậm Phi Phàm cũng không sợ. Chỉ bất quá bây giờ mà nói, hắn ác mộng nước suối còn tại sôi trào, hắn tiếp nhận đau đớn, cũng không so Diệp Thần nhẹ bao nhiêu. Đi! Ma Phi Thiên không do dự, lập tức xé mở một đầu vết nứt không gian, mang theo Thiên Khải Chí Tôn chờ thủ hạ người rời đi. Mặc dù hắn rất muốn nhìn Diệp Thần bị đốt thành tro, nhưng bây giờ chính hắn cũng không chịu nổi, nếu như dừng lại thêm đi xuống, chung quanh Diệt Không Thiên Đế, Thiên Nữ, Minh Khiếu Thiên bọn người quần khởi công chi, hắn cũng không chịu nổi. Huống chi Diệp Thần vừa chết, luân hồi trận doanh nhất định phát động trả thù, hắn cũng nhất định phải nhanh chóng trở về Tử Thần giáo đoàn bên trong, bố trí phòng ngự, trèo chống kéo dài thời gian. Thiên Nữ, Diệt Không Thiên Đế đám người cũng không có ngăn cản Ma Phi Thiên rời đi, tinh thần của bọn hắn toàn bộ đặt ở trên thân Diệp Thần, tràn đầy hoảng sợ vẻ lo lắng, nhìn Diệp Thần bộ dáng, phần thiên đại kiếp bộc phát, chỉ sợ thật muốn bị đốt thành tro, mà bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Một bên Lá Khô Ma Tôn thấy thế, vội nói, luân hồi chi chủ, người chết thì chết, cũng không thể để cho ta bảo đệ cho ngươi chôn cùng. Liễu thần cây, thần cành liễu, trở về. Hắn phát một tiếng ngâm sướng, bàn tay cách không một chảo, một đoạn khô cành liễu, liền từ trong cơ thể của Diệp Thần bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Chính là cành khô thiền sư sau khi chết biến thành cái kia đoạn cành khô. Lá Khô Ma Tôn cuối cùng lấy được cái này đoạn khô cành liễu, lập tức đại hỉ, quay người muốn đi. Ngăn lại hắn. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết Lá Khô Ma Tôn lấy đi khô cành liễu sau, nhất định phải thôn phệ luyện hóa, đến lúc đó cành khô thiền sư liền triệt để vẫn diệt, cũng không còn phục sinh khả năng. Hắn không thể nhìn một màn này phát sinh. Diệt Không Thiên Đế hừ một tiếng, lập tức rất kiếm đi chặn lại đi Lá Khô Ma Tôn. Hắc hắc, các ngươi ai có thể ngăn đón ta? Lá Khô Ma Tôn lạnh lẽo nở nụ cười, linh khí quán chú đến khô cành liễu bên trong, vung tay lên. Cái kia cành khô hiển hóa hào quang, bộc phát ra minh mông khí tượng, trọng trọng thần quang nổ tung sôi trào, một chi trong suốt như ngọc cành liễu từ trong hào quang rút ra, bộc một tiếng đánh về phía Diệt Không Thiên Đế. Diệt Không Thiên Đế lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy chi này cành liễu uy thế bàng bạc, như thiên chi thần liên, mang theo thiên nộ thần phạt, hắn huy kiếm chặn lại, trường kiếm lại bị cành liễu quét xuống, thân thể cũng bị quét bay ra ngoài, máu thịt be bét, bị trọng thương. Thiên Nữ, Minh Khiếu Thiên, thanh đồng cổ thiềm, nếu tường vi v.v. là hoảng hốt, không nghĩ tới cái kia cành liễu lợi hại như thế. Diệp Thần cắn răng, tay run run tế ra một mảnh bạch vũ, đó là Nhậm Phi Phàm trước đây cho hắn bạch vũ. Chỉ cần thiêu đốt mảnh này bạch vũ,
liền có thể lập tức triệu hoán Nhậm Phi Phàm buông xuống. Diệp Thần bị phần thiên đại kiếp quấn thân, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, đều không cần tận lực thiêu đốt, Bạch Vũ sử dụng một cái, liền tại trong liệt hỏa hóa thành cho bụi. Chỉ một thoáng, Lá Khô Ma Tôn cảm thấy giữa thiên địa, có một cỗ mịt mờ khí tức cường đại muốn buông xuống, trên mặt hắn biểu lộ lập tức ngưng kết, không còn dám lưu lại nữa, nói. Cáo từ, chư vị, ta không có ý định cùng các ngươi luân hồi trận doanh là địch, chỉ là muốn lấy lại cái này đoạn khô cành liễu thôi. Tay hắn nắm khô cành liễu, quay người liền muốn xé rách không gian rời đi, nhưng chợt lại kinh ngạc phát hiện, phiến thiên địa này không gian, chẳng biết lúc nào thế mà động lại, hắn hoàn toàn xé rách không mở. Không có ý định là địch, ngươi liền đem cái này cành khô thả xuống. Một đạo thanh lãnh lại nghiêm nghị âm thanh, từ trên bầu trời truyền tới, kèm theo một cỗ cực kỳ khủng bố siêu thiên uy đè, làm cho thời không ngưng kết, thiên địa nhật nguyệt thất sắc, khí lưu oanh minh. Lá Khô Ma Tôn choáng váng. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế mấy người cũng choáng váng, ngước nhìn bầu trời, liền thấy ngập trời bạch quang lấp lóe, vạn trọng thánh hy chiếu rọi, một đạo tiên phong ngọc thụ thân ảnh hàng lâm xuống, thiên nhân như ngọc, chính là Nhậm Phi Phàm. Mặc cho, thiên nữ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm, lập tức một hồi ngạt thở. Nhớ ngày đó, tại Thái Thượng Thế Giới thời điểm, nàng còn có thể cùng Nhậm Phi Phàm bình khởi bình tọa. Nhưng giờ này khắc này, Nhậm Phi Phàm đã là đỉnh phong siêu phẩm thiên đế. Nàng vô luận như thế nào đều không đuổi kịp. Nàng trước đó còn có thể gọi Nhậm Phi Phàm một tiếng tiểu phàm, bây giờ là vô luận như thế nào đều gọi không ra miệng. Thân ảnh của ngươi, ta đã ngóng nhìn không thấy. Thiên nữ nội tâm lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút thê lương. Nhậm Phi Phàm lườm thiên nữ một mắt, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt lại nhìn phía Lá Khô Ma Tôn, bàng bạc siêu thiên uy đè, tại chỗ liền đem Lá Khô Ma Tôn ép tới hồn thân cốt cách răng rắc vang dội. Gân cốt như muốn bạo toái. Bịch, Lá Khô Ma Tôn không chịu nổi áp lực, tại chỗ liền quỳ xuống xuống. Nhậm Phi Phàm vẫy tay một cái kia đoạn khô cành liễu, liền từ lá khô trong tay Ma Tôn bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Ta đồ vật. Lá Khô Ma Tôn đại chấn, ngẩng đầu căm tức nhìn Nhậm Phi Phàm, giãy giụa đứng lên. Quỳ a. Nhậm Phi Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể ngăn trở uy nghiêm. Lá Khô Ma Tôn lại bộc một tiếng quỳ xuống, đầu gối răng rắc một chút trực tiếp bạo toái. Mặc cho, Diệp Thần hắn. Thiên nữ đi tới, bây giờ Nhậm Phi Phàm là cứu vớt Diệp Thần hy vọng duy nhất. Nhậm Phi Phàm cau mày, nhìn xem Diệp Thần toàn thân liệt hỏa thiêu đốt bộ dáng, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Đó là phần thiên đại kiếp hỏa diễm, so với bất luận cái gì thiên kiếp đều phải kinh khủng mãnh liệt. Chỉ cần đang thiêu đốt phút chốc, Diệp Thần liền muốn hóa thành cho bụi. Ầm ầm. Lúc này, phương xa phía chân trời, lại có kinh thiên khói lửa bộc phát, kinh động toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Cái kia cỗ khói lửa khí lãng, là từ luân hồi tinh giới bộc phát ra. Có người ở tiến đánh luân hồi trận doanh đại bản doanh. Ha ha, ta chân trước vừa đi, Hồng Quân liền phát động tiến công, thực sự là hung ác a. Xem ra Hồng Quân đối với đánh tan luân hồi trận doanh, một mực canh cánh trong lòng. Nhậm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, nở nụ cười gằn, liền biết là Hồng Quân lão tổ xâm chiếm, phải thừa dịp lấy hắn không tại, công hãm luân hồi đại bản doanh. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần gặp đại kiếp, hắn cũng không cách nào lập tức trở về viện binh, nhất thiết phải trước tiên cứu vớt Diệp Thần. Nhìn xem thiên nữ lo lắng bộ dáng, Nhậm Phi Phàm nói, đừng hoảng hốt, tiểu tử này rất nhiều át chủ bài, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, điểm ấy đại kiếp, vẫn có thể áp chế. Nếu như là hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp, vậy cho dù là cường hãn nhất trụ thần, cũng không cách nào hóa giải, bất quá Diệp Thần trên người kiếp nạn, cùng hoàn chỉnh phần thiên đại kiếp so sánh, chỉ có thể coi là không đáng kể tiểu kiếp, vẫn có thể hóa giải. Ông, Nhậm Phi Phàm vẫy tay một cái, trong cơ thể của Diệp Thần liền bay ra một thanh kiếm, còn quấn ngàn vạn trọng minh mông quang huy, từng trận cường đại pháp tắc năng lượng sôi trào, chính là đạo thiên kiếm. Tại đạo thiên kiếm bay ra sau, lại có một vệt thần quang, từ trong cơ thể của Diệp Thần bay ra, lại là cái kia trụ thần thánh binh tảng sáng cung. Thiên nữ có chút kinh ngạc nhìn xem Nhậm Phi Phàm, không biết ý hắn muốn cái gì là. Nhậm Phi Phàm bàn tay hư không ép xuống, cái kia đạo thiên kiếm bộc một tiếng, liền đâm như Diệp Thần trước người trong đất bùn, thân kiếm hóa thành trăm trượng nguy nga. Tảng sáng thánh binh, coi đây là tế, đúc khắc minh văn, thiên đạo thủ hộ. Nhậm Phi Phàm ánh mắt yên tĩnh. Tựa hồ sớm tính tới Diệp Thần có này một kiếp, hắn ung dung không vội,
tựa hồ cũng sớm chuẩn bị xong cách đối phó. Liền nghe hắn một tiếng ngâm sướng, ngón tay nhất câu, tảng sáng cung dâng lên, ông ông tác hưởng, thần quang không ngừng bắn ra, cuối cùng hắn cong ngón búng ra, tảng sáng cung liền hóa thành một tia tia sáng, bắn vào trong đạo thiên kiếm. Tại Nhậm Phi Phàm thôi động phía dưới, tảng sáng cung thế mà cùng đạo thiên kiếm dung hợp. Hoặc nói đúng ra, là tảng sáng cung lạc ấn đến đạo thiên trên thân kiếm, hóa thành đạo thiên kiếm một đạo phù văn kia ẩn chứa Nhậm Phi Phàm ý chí, đó là mãnh liệt thủ hộ ý chí. Diệp Thần cái này đạo thiên kiếm, trước đó có hai đạo rõ ràng phù văn, nhất viết đạo quân, một là phá thiên, bây giờ liền bị Nhậm Phi Phàm khắc lên đạo thứ ba phù văn, là vì thủ hộ. Cái này thủ hộ phù văn, lấy tảng sáng cung làm tế, lấy đạo này trụ thần thánh binh năng lượng làm nội tình, thủ hộ khí tức 10 phần bàng bạc, lại có ánh sáng của bầu trời tảng sáng diệu pháp, nhưng phá sát hết thảy hắc ám tai kiếp. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Chỉ thấy ngàn vạn đầu thần thánh tảng sáng quang huy, mang theo phá sát cùng bảo vệ khí tức, từ đạo thiên trên thân kiếm bạo phát đi ra, phá sát chính là tai kiếp, bảo vệ là sinh mệnh. Diệp Thần trên người phần thiên đại kiếp, tại đạo thiên kiếm tảng sáng quang huy chiếu rọi xuống, rất nhanh liền giống như dưới ánh mặt trời hạt sương lao nhanh tan biến, hắn bị phần thiên kiếp hỏa làm bỏng cơ thể, cũng đã nhận được từng sợi thánh quang tẩm bổ, nhanh chóng khôi phục. Nhậm tiền bối. Đến cuối cùng, Diệp Thần tỉnh táo lại, cảm thấy mình thể nội phần thiên đại kiếp, đã triệt để bị áp chế, triệt để bị đạo thiên kiếm áp chế trụ. Chỉ cần đạo thiên kiếm còn tại, chỉ cần hắn không đi thắp sáng trụ thần đồ đằng, hắn đại kiếp cũng sẽ không phát tác. Tại lãnh nguyệt tịch nâng đỡ, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, có chút khó có thể tin nhìn xem Nhậm Phi Phàm. Hắn biết Nhậm Phi Phàm chắc có bản sự cứu viện chính mình, nhưng không nghĩ tới thế mà cấp tốc như vậy, dứt khoát như vậy, cũng không lưu lại cái gì hậu di chứng. Duy nhất bất đắc dĩ, chính là tảng sáng cung bị hiến tế. Bất quá cũng không tính hiến tế, chỉ là hóa thành thủ hộ phù văn, bị điêu khắc đến hắn đạo thiên trên thân kiếm. Thiên nữ, Minh Khiếu Thiên, Diệt Không Thiên Đế bọn người, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn vốn là cho là, Diệp Thần là hẳn phải chết, không nghĩ tới Nhậm Phi Phàm vừa hàng lâm, liền đem Diệp Thần cứu sống. Ân, người đã tỉnh. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, lại nhìn thấy phương xa khói lửa sôi trào bộ dáng, hơi có điểm lo lắng nói. Ta phải đi về, luân hồi tinh giới đã luân hãm, Hồng Quân tốc độ thật nhanh a. Diệp Thần toàn thân chấn động, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa sôi trào khói lửa, không hiểu liền cảm thấy một cỗ ngạt thở, có loại cảm giác bị người bóp cổ lại một dạng. Tinh không thần chỉ bị chiếm cứ. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn tại trong luân hồi tinh giới, có một đạo phục sinh nước suối, chính là tinh không thần trì. Hắn hồn huyết, sớm đã ký thác đến tinh không bên trong thần trì, chỉ cần ao nước không khô, linh hồn của hắn cũng sẽ không ma diệt, có thể vô hạn sống lại. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, toàn bộ luân hồi tinh giới đều luân hãm, tinh không thần trì cũng bị chiếm giữ, thậm chí đã bị Hồng Quân lão tổ phong ấn, đã mất đi tác dụng. Theo lý thuyết, nếu như bây giờ Diệp Thần chết đi, hắn đã không thể tại tinh không thần trì trong suối nước phục sinh, tử vong chính là vĩnh hằng yên lặng. Thiên nữ nói, bị Hồng Quân trộm nhà sao? Nhậm Phi Phàm nhếch nhếch miệng, nói, không sao, ta có thể đem mất đất cướp đoạt trở về, các ngươi tiếp tục tiến công cổ tinh môn chính là, không cần cho Hiên Viên Vương cơ hội thở dốc. Phía trước Hiên Viên Vương tiếp thu đại hiền giả quyền hành thất bại, bây giờ chính là tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, là công diệt cổ tinh môn thời cơ tốt nhất, không cho phép bỏ qua. Nhâm huynh. Lúc này, Vũ Tổ cũng tỉnh táo lại, hắn toàn thân kim quang thu liếm, con mắt mở ra, tràn ngập ra một cỗ cường hoành khí tức bá đạo, long hành hổ bộ ở giữa, uy nghiêm trùng thiên. Hắn đã thuận lợi bước vào siêu thiên chi cảnh. Thời khắc này Vũ Tổ, cũng là siêu phẩm thiên đế. Vũ Tổ, chúc mừng đột phá. Nhậm Phi Phàm ánh mắt sáng lên, chắp tay chúc mừng đạo. Vũ Tổ đã bước vào siêu thiên cảnh, cái kia Diệp Thần muốn công diệt cổ tinh môn, thì càng đơn giản. Luân hồi tinh giới không thể thất thủ, chúng ta hay là trước cùng một chỗ thu phục mất đất. Vũ Tổ ngóng nhìn phương xa khói lửa, đôi mắt thâm thúy, đạo. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không cần, ta một người có thể giải quyết, các ngươi tiếp tục công kích cổ tinh môn chính là, ngàn vạn không thể cho Hiên Viên Vương cơ hội thở dốc. Vũ Tổ lập tức trầm mặc, sau đó một tiếng thở dài nói, tốt ha. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, đem cái kia khô cành liễu trả lại cho Diệp Thần, nói, ta đi. Hắn thân thể hóa thành một tia lưu quang, phá không rời đi.
Diệp Thần nắm khô cành liễu, nhìn xem Nhậm Phi Phàm bóng lưng rời đi, suy nghĩ xuất thần. Một bên lá khô ma tôn, tại Nhậm Phi Phàm sau khi đi, toàn thân áp lực liền buông lỏng, nhưng hắn không dám buông lỏng chút nào, bởi vì vũ tổ đột phá, cái kia cỗ kinh khủng siêu thời tiết thế, làm cho người ngạt thở. Hắn vội vàng xoay người liền nghĩ chạy trốn. Phanh! Vũ tổ phản ứng cực nhanh, thân thể khôi ngô nhoáng một cái, đã vọt tới lá khô ma tôn sau lưng, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Lá khô ma tôn hồn thân cốt cách không biết nát bao nhiêu, một ngụm máu tươi xen lẫn một chút bể tan tành nội tạng, cuồng phún mà ra. Diệp Thần, gia hỏa này chân thân, dường như là một mảnh cây liễu diệp a. Cùng trong tay ngươi nhánh cây là nhất thể. Chúng ta giết hắn, cành lá hợp nhất, có lẽ sẽ có thiên đại tạo hóa. Vũ tổ ánh mắt sắc bén, sát khí xâm nghiêm, nắm đấm liền nhắm ngay lá khô ma tôn đầu. Lá khô ma tôn muốn cắn nuốt cái kia khô cành liễu, nhưng ngược lại, nếu như Diệp Thần giết hắn thôn vệ hết, cũng có thể mở rộng thực lực. Không, đừng giết ta. Lá khô ma tôn lập tức luống cuống, hắn thực lực coi như lại cường hãn, cũng không cách nào cùng vũ tổ so sánh, hắn vội vàng hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người đã đáp ứng ta bảo đệ, muốn cứu chuộc ta, lại có thể nào giết ta? Vũ tổ nhíu mày, mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem lá khô ma tôn, tâm niệm chuyển động, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Là, ta không giết ngươi, ta liền thỉnh ngươi đến ta luân hồi thiên quốc ở tạm, về sau ta như phi thăng, ta sẽ dẫn ngươi trở về tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần vươn tay ra, luân hồi thiên quốc hình ảnh, tại hắn lòng bàn tay huyễn hóa hiện lên tới. Lá khô ma tôn nhìn thấy Diệp Thần trong lòng bàn tay thiên quốc, càng là sợ hãi, nói, ngươi muốn phong ấn ta, vậy còn không bằng giết ta. So với sinh mệnh, hắn càng quan tâm tự do, hắn trước đó bị giam giữ tại luân hồi địa ngục, bị qua giam cầm giày vò, bây giờ là vô luận như thế nào cũng không muốn lại bị phong ấn. Tiền bối, ta không có ý định tổn thương ngươi, chỉ là mời ngươi đến ta luân hồi thiên quốc làm khách thôi. Diệp Thần hướng vũ tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vũ tổ hiểu ý, liền muốn đem lá khô ma tôn bắt lại. Lá khô ma tôn cực kỳ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, nói, chậm đã. Vừa phẫn nộ đạo, luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi cứu rỗi chi đạo sao? Diệp Thần không nói chuyện, chỉ phất phất tay, để cho vũ tổ đem lá khô ma tôn bắt giữ. Lá khô ma tôn toàn thân run rẩy, lại vội vàng lui lại, cắn răng nói, không được, các ngươi không thể phong ấn ta. Vũ tổ lộ ra một vòng dữ tợn biểu lộ, nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tại hắn cái này siêu phẩm thiên đế trước mặt, liền xem như ngày xưa hung tàn dữ tợn lá khô ma tôn, cũng tựa như cừu non giống như không có lực phản kháng chút nào. Lá khô ma tôn đạo, các người muốn công diệt cổ tinh môn, ta có thể giúp một tay. Phú tổ con mắt híp lại, giống như mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi nhìn xem lá khô ma tôn, nói, ngươi lại có thể đến giúp cái gì? Ngày xưa ngươi, có lẽ từng ngang dọc một thời đại, nhưng hôm nay, ngươi khí tức đã suy, chỉ có điều so phổ thông thiên đế cường hãn một điểm thôi. Ngươi là tinh không phía trên buông xuống cường giả, nếu có dũng khí, chịu hiến tế tự thân, có thể tổn thương cổ tinh môn, nhưng ngươi có phần dũng khí này sao? Trước kia lá khô ma tôn, bị luân hồi địa ngục giam giữ cầm tù qua, thực lực đã rơi xuống, nếu như hắn dám giống cảnh khô thiền sư như thế, hiến tế tự thân, triệt để bộc phát, vậy dĩ nhiên có thể cho cổ tinh môn tạo thành không thiếu tổn thương. Nhưng nhìn lá khô ma tôn bộ dáng, hắn rõ ràng sẽ không công vì Diệp Thần hy sinh. Diệp Thần nói, tiền bối vẫn là tới trước ta luân hồi thiên quốc nghỉ ngơi a. Lá khô ma tôn đôi mắt thoáng qua một hơi khí lạnh, nói, luân hồi chi chủ, ngươi dám cưỡng ép phong ấn ta, ta liền thì ra bạo, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Hắn từng bị trấn áp tại trong địa ngục, chịu đủ rồi giam cầm nỗi khổ, không cách nào lại tiếp nhận mất đi tự do đau đớn. Diệp Thần nhếch nhếch miệng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Lá khô ma tôn đạo, không dám, chỉ là muốn thương lượng hợp tác thôi. Diệp Thần nói, hợp tác gì, nói nghe một chút. Lá khô ma tôn dù sao cũng là đã từng tinh không bỉ ngạn bên trong người, hắn tất nhiên có điểm đáy bài cùng thủ đoạn, nếu như hắn chịu thành tâm hỗ trợ công diệt cổ tinh môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát huy điểm tác dụng. Lấy lại bình tĩnh, lá khô ma tôn đạo, lão phu có một bức trận đồ, gọi tinh hà diệt thương trận, chỉ cần lấy linh lực thôi động, liền có thể triệu hoán huyền thiên tinh hà buông xuống. Các ngươi cứ như vậy thẳng thắn phóng đi cổ tinh môn, cho dù có một tôn siêu phẩm thiên đế tọa trấn ở trên địa bàn người khác, cũng chưa chắc có thể đánh được,
chính là thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, đại giới cực lớn. Theo lão phu Ngô Kiến, chẳng bằng bố trí tinh hà diệt thương trận, triệu hoán huyền thiên tinh hà buông xuống, dìm nước cổ tinh môn, như thế liền có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia màu sáng, nói, huyền thiên tinh hà. Đây không phải là các ngươi huyền thiên gia tộc sông thần. Tại tinh không bỉ ngạn phía trên, có thể triệu hoán xuống. Lá khô ma tôn đạo, trước kia tinh không bỉ ngạn hắc ám loạn lạc, huyền thiên tinh hà băng liệt, có một đoạn nhỏ dòng sông, rơi xuống đến không không lúc nào giữa không trung, chỉ cần chúng ta thôi động tinh hà diệt thương trận, liền có thể triệu hoán một đoạn kia huyền thiên tinh hà buông xuống, đến lúc đó dìm nước cổ tinh môn, muốn hủy diệt hiên viên vương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần nghe xong lá khô ma tôn lời nói, lập tức nhíu mày suy ngẫm, ngưng thần bấm ngón tay suy tính cát hung cùng khả thi. Phú Tổ cau mày nói, không không lúc nào chỉ có một đoạn huyền thiên tinh hà. Như thế nào ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, càng không bắt được mảy may vết tích. Giống huyền thiên tinh hà loại này cấp bậc sông thần, nếu quả thật rơi xuống đến không không lúc nào khoảng không, nhất định là kinh thiên động địa, lấy Vũ Tổ thực lực, không có khả năng không có chút phát hiện nào. Lá khô ma tôn đạo, cái kia huyền thiên tinh hà, tại Phản Thiên Thánh Địa trong, các ngươi như thế nào có thể bắt được? Diệp Thần nói, Phản Thiên Thánh Địa. Lá khô ma tôn đạo, đúng vậy, chính là thiên đạo ba pha thần bên trong, chí cao vô thượng Phản Thiên Đại Thần, thân thể vị trí. Truyền thuyết tại không biết cỡ nào tuyên cổ trước đó, thiên đạo ba pha thần tướng tranh, thân thể nhao nhao rơi vào không không lúc nào khoảng không, bọn hắn sức mạnh vĩ ngạn vô biên, coi như chỉ là một bộ thể xác, cũng không phải không không lúc nào khoảng không có thể chứa đựng. Bất quá, thiên địa tự nhiên có thiên địa quy tắc, không không lúc nào khoảng không tồn tại huyễn tưởng chiều không gian, thiên đạo ba pha thần nhục thân, đều trốn vào cao duy huyễn tưởng trong không gian, cũng không người nào biết cụ thể ở nơi nào. Cái gọi là Phản Thiên Thánh Địa, chính là Phản Thiên nhục thân vị trí, sáng thế chi thụ cùng sáng thế đạo quả đều ở đó thánh địa trong, Phản Thiên là hạch tâm của thế giới cùng đầu nguồn, từ tinh không bỉ ngạn rớt xuống đổ vật, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, liền sẽ bị hắn thân thể mạnh mẽ lực hút bắt được, cái kia đoạn huyền thiên tinh hà cũng không ngoại lệ, ngay tại Phản Thiên bên cạnh chảy xuôi. Diệp Thần cùng Vũ Tổ nhìn nhau, liền cảm thấy thiên cơ phù hợp, lá khô ma tôn lời nói không ngoa. Không không lúc nào giữa không trung, đích xác tồn tại một khối cao duy huyễn tưởng không gian, vùng không gian kia dính đến vô cùng phức tạp thâm ảo huyễn tưởng pháp tắc cùng không gian pháp tắc, còn có thế giới bản nguyên pháp tắc, liền xem như Vũ Tổ loại này cấp bậc cao thủ, đều không thể nhìn thấy. Vô số kỷ nguyên đến nay, không không lúc nào chỉ có vô số cao thủ, muốn tìm kiếm thiên đạo ba pha thịt thần thân tung tích, nhưng không có bất kỳ người nào có thể bắt được mảy may dấu vết. Thiên đạo ba pha thần, nhục thể của bọn hắn tồn tại, quá bí mật. Phản Thiên nhục thân vị trí, liền kêu Phản Thiên Thánh Địa, cũng là sáng thế chi thụ lớn lên chi địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế giới này là Phản Thiên sáng tạo, sáng thế chi thụ ban sơ từ Phản Thiên huyết nhục tưới nước trưởng thành, cây cùng người nhân quả một thể, Phản Thiên nhục thân ở nơi nào, sáng thế chi thụ liền sẽ cắm rễ ở nơi nào. Lá khô ma tôn nói tới huyền thiên tinh hà, hiện nay cũng có một đoạn dòng sông, vây quanh Phản Thiên nhục thân lưu truyền. Những thứ này hùng vĩ khái niệm, thiên đạo ba pha thần, Phản Thiên, huyền thiên tinh hà, sáng thế chi thụ, cao duy huyễn tưởng không gian các loại, Diệp Thần cùng Vũ Tổ tầm mắt mở rộng, có thể biết rõ, nhưng chung quanh Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên bọn người, chỉ nghe sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Người biết Phản Thiên Thánh Địa ở nơi nào? Diệp Thần nhìn chằm chằm lá khô ma tôn, hỏi. Lá khô ma tôn nói, ta làm sao có thể biết, Phản Thiên Thánh Địa mờ mịt không thể tìm ra, bất quá ta có cái này tinh hà diệt thương trận đồ, chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể đem huyền thiên tinh hà triệu hoán xuống, không cần biết Phản Thiên Thánh Địa ở nơi nào, chỉ cần có thể khởi động trận pháp liền có thể, huyền thiên tinh hà sẽ có được tác động. Nói xong, lá khô ma tôn sử dụng một bức trận đồ lộ ra lục mang tinh, bối cảnh là trời sao mênh mông vô ngần, cả phúc đồ hàm ẩn lấy vô cùng huyền ảo pháp tắc, còn có cực kỳ khủng bố mịt mờ khí tức, phảng phất chỉ cần vừa khởi động, liền có thể hủy diệt thương thiên, cực kỳ bá đạo. Diệp Thần cùng Vũ Tổ ánh mắt trông đi qua, liền cảm thấy mình tinh thần linh hồn, phảng phất đều muốn bị bức kia trận đồ thôn phệ. Cái này tinh hà diệt thương trận đồ, muốn khởi động mà nói, tất nhiên cần hao phí thiên đại tài nguyên. Vũ Tổ nói, muốn khởi động trận này, sợ là phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Lá khô ma tôn cười hắc hắc nói, các ngươi luân hồi trận doanh,
rất nhiều tài bảo, cũng không thiếu a. Có thể dìm nước cổ tinh môn, tiêu diệt Hiên Viên Vương, chỉ là thiên tài địa bảo lại coi là cái gì. Nhưng ta nhất thiết phải cảnh cáo các ngươi, khởi động tinh hà diệt thương đội hình dịch, trưởng khống lại vô cùng gian khổ. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Lá Khô Ma Tôn nói, một đoạn kia huyền thiên tinh hà, quanh quẩn phản thiên đại thần lưu chuyển không biết bao nhiêu năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một tia phản thiên đại thần khí tức. Phản thiên đại thần là sáng thế thần, pháp tắc của hắn, hắn uy áp, khí tức của hắn, biết bao khủng bố, muốn trưởng khống, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, phản thiên thánh địa bên kia, cũng có 10 phần đáng sợ hắc ám ô uế tồn tại, chính là cái kia sáng thế đạo quả hắc ám, chư thiên tinh không tất cả nghiệt chướng, dơ bẩn, âm u, bạo ngược, huyết tinh, hết thảy mặt trái đồ vật, đều biết lắng đọng tới địa mạch bên trong, đồng thời cuối cùng hội tụ đến sáng thế chi thụ bên trong đi. Sáng thế đạo quả là chư thiên hắc ám cùng tiêu cực khí kết tinh, có thể nói là thế gian là hắc ám nhất kinh khủng tồn tại quỷ dị, trước kia đại hiền giả chỉ là ăn một miếng, cường đại trụ thịt thần thân liền lập tức bị bóng tối chống bạo diệt. Một đoạn kia huyền thiên tinh hà, quanh năm tại phản thiên thánh địa lưu truyền, có trời mới biết có thể hay không lây dính sáng thế đạo quả bản nguyên hắc ám. Diệp Thần cùng Vũ Tổ nghe xong, gương mặt đều là trầm xuống. Cái này huyền thiên tinh hà, nếu quả thật giống Lá Khô Ma Tôn nói như vậy, cái kia bao phủ cổ tinh môn là hoàn toàn đầy đủ, thế nhưng nước sông uy năng quá mức kinh khủng, lại có thể phản phệ Diệp Thần bên này. Cái kia huyền thiên tinh hà, năng lượng xác thực kinh khủng, ta áp chế không nổi, nếu có thể triệu hoán xuống, phá tan cổ tinh môn không thành vấn đề, nhưng cũng có thể chúng ta cũng muốn bị bao phủ. Vũ Tổ bấm ngón tay tính toán, trong cõi u minh liền bắt được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, liền xem như lấy hắn siêu phẩm thiên đế sức mạnh, đều khó mà áp chế. Diệp Thần do dự một chút, nói, cái kia huyền thiên tinh hà năng lượng coi như khủng bố đến đâu, cũng sẽ không vượt qua không không lúc nào khoảng không thiên đạo phạm vi chịu đựng, chỉ cần còn tại thiên đạo quy tắc phía dưới, ta có thể áp chế một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, sau lưng Diệp Thần, liền có vô tận khí tượng hiển hóa, 10 khối luân hồi huyền bia, đạo thiên kiếm, thiên đế kim luân, tinh không đỉnh, vĩ thú các loại đỉnh chờ. Dựa vào tự thân rất nhiều thủ đoạn, Diệp Thần có lòng tin, có thể nắm giữ huyền thiên tinh hà một đoạn thời gian. Ta trưởng khống nửa canh giờ, cũng có thể, chỉ cần sau nửa giờ, chúng ta có thể kịp thời rời đi, cũng sẽ không bị huyền thiên tinh hà nuốt hết. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, tính toán lấy thực lực của mình, có thể trưởng khống huyền thiên tinh hà thời gian bao lâu. Cái kia huyền thiên tinh hà nếu là thật triệu hoán xuống, toàn bộ cổ tinh môn, thậm chí toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, đều muốn bị bao phủ, Hiên Viên Vương cũng có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng Diệp Thần bên này, cũng biết lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm, thiên thủy vô tình, huyền thiên tinh hà có thể bao phủ cổ tinh môn, cũng có thể đem bọn hắn thôn phệ. Luân hồi chi chủ, người thật đúng là tự tin a, lại dám nói có thể trưởng khống huyền thiên tinh hà nửa canh giờ. Lá Khô Ma Tôn biểu lộ có chút cứng ngắc, kỳ thực trong lòng của hắn có chút ít tính toán, chính là hy vọng Diệp Thần khởi động tinh hà diệt thương trận sau, cùng cổ tinh môn lưỡng bại câu thương, tốt nhất đều bị huyền thiên tinh hà bao phủ, như vậy hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng nhìn Diệp Thần bộ dáng, lại giống như thật là có thực lực, đi trưởng khống huyền thiên tinh hà một đoạn thời gian, đây là Lá Khô Ma Tôn không có nghĩ tới. Diệp Thần nhìn xem Lá Khô Ma Tôn, nói, tiền bối chịu trợ lực, ta rất là cảm kích, chờ tiêu diệt cổ tinh môn, ta sẽ cứu rỗi ngươi, giúp ngươi tan đi trên thân ma khí, quay về chính đồ. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, dựa vào siêu độ pháp tắc cùng thiên đế kim luân, còn có đạo thiên kiếm các loại thủ đoạn, muốn hóa giải mất Lá Khô Ma Tôn ma khí trên người, cũng không khó khăn. Lá Khô Ma Tôn nghe Diệp Thần lời nói, biểu lộ lại là cứng đờ, lui lại hai bước, nói, không cần, không cần. Ngươi chỉ cần đem ta bảo đệ vẫn lạc sau biến thành khô cành liễu, trả lại cho ta chính là. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, đem khô cành liễu chộp trong tay, nói, tiền bối nhớ mãi không quên, vẫn là cái này đoạn khô cành liễu sao. Lá Khô Ma Tôn nhìn xem Diệp Thần trong tay cành khô, con mắt tỏa sáng, rất muốn tranh cướp, nhưng có Vũ Tổ ở bên cạnh, hắn há lại dám loạn động, nói, chính là, luân hồi chi chủ, lão phu chỉ cầu ngươi lòng từ bi, để chúng ta huynh đệ đoàn viên. Diệp Thần nói, ngươi cầm tới cái này đoạn khô cành liễu, tất phải liền muốn lập tức thôn phệ luyện hóa, cái kia đã như thế, cành khô thiền sư lại không phục sinh khả năng, ta không thể đem cái này cành khô cho ngươi. Lá Khô Ma Tôn vội la lên, lão phu cùng ta bảo đệ là nhất thể, ta thôn phệ hắn, hắn thôn phệ ta, đều là giống nhau. Diệp Thần lắc lắc đầu nói,
Tại hạ nhân vi ngôn nhẹ, không làm chủ được, tiền bối có thể đi theo ở bên cạnh ta, tương lai chờ ta sống lại cảnh Khô Thiền Sư, ngươi có lời gì, nói với hắn chính là. Hắn nếu là chịu cho ngươi thôn phệ, ngươi liền có thể thôn phệ, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Lá Khô Ma Tôn giận dữ, nói, ngươi tiểu tử này. Thực sự là, hắn lời nói mắng một nửa, vũ tổ, thiên nữ, diệt không thiên đế, nếu tưởng vì ánh mắt của mấy người, đã đồng loạt hội tụ ở trên người hắn. Hắn lập tức nghẹn lời, có chút lúng túng cười xòa nói, luân hồi chi chủ, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là. Diệp thần bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi chịu giúp bọn ta công diệt cổ tinh môn, ta luân hồi trên trận doanh phía dưới, cảm kích khôn cùng, ngươi muốn thủ lao gì, cứ mở miệng, ngoại trừ cái này đoạn khô cảnh liễu không thể cho ngươi. Lá Khô Ma Tôn khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo, hắn mong muốn, cũng chỉ là cái kia đoạn khô cảnh liễu. Nhưng thấy Diệp thần bình tĩnh lại kiên quyết bộ dáng, là hắn biết, mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng đem cái kia khô cảnh liễu cướp về. Hảo, luân hồi chi chủ, người thắng. Lá Khô Ma Tôn khẽ cắn môi, nói, lão phu muốn thủ lao, chính là tự do, tự do. Lão phu không cần ngươi cứu rỗi, chỉ cần ngươi không tới quấy rầy ta chính là. Diệp thần khẽ giật mình, nói, tiền bối không cần ta cứu rỗi. Lá Khô Ma Tôn nói, không cần. Lão phu tu luyện ma đạo, không bị ràng buộc khoái hoạt vô cùng, ngươi cứng rắn muốn hóa giải trên người ta ma khí, vậy còn không bằng giết ta. Diệp thần lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới Lá Khô Ma Tôn tự cam rơi vào ma đạo, hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Tất nhiên tiền bối tâm hướng ma đạo, vậy tại hạ liền không ngăn trở, nhưng tiền bối nếu là có cái gì bạo ngược mê thất xa đọa cử chỉ, tại hạ nhất định ra tay can thiệp, không thể phụ cảnh Khô Thiền Sư ủy thác. Lá Khô Ma Tôn cắn răng nói. Biết, biết. Diệp thần nói, nếu đem tới tại hạ phi thăng tinh không bỉ ngạn. Lá Khô Ma Tôn đưa tay đánh gãy hắn nói chuyện, nói, đừng nói nhảm, bằng ngươi cũng nghĩ phi thăng. Phú tổ trừng Lá Khô Ma Tôn một mắt, Lá Khô Ma Tôn biết mình lại lỡ lời, tăng hắng một cái, lay động một chút đầu, nói. Tốt, luân hồi chi chủ, về sau sự tình, sau này hãy nói, cái này trận đồ, lão phu liền giao cho các ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Hắn lập tức liền đem tinh hà diệt thương trận đồ, giao đến Diệp thần trong tay. Diệp thần tiếp nhận trận đồ, cùng vũ tổ nghiên cứu, chỉ nhìn vài lần, liền đại khái thăm dò rõ ràng trận đồ pháp tắc cấu tạo. Cái này tinh hà diệt thương trận, cơ cấu vô cùng đơn giản, ban sơ là huyền thiên gia tộc lấy ra thủ hộ tự thân đại trận, chỉ cần vừa khởi động, liền có thể rút ra huyền thiên tinh hà năng lượng, bao phủ địch nhân. Trận pháp đã bố trí tốt, liền in vào cái này trên trận đồ. Chỉ cần bổ khuyết đầy đủ tài nguyên đi vào, liền có thể khởi động. Tài nguyên, thế gian này trọng yếu nhất, chính là đủ loại tài nguyên tu luyện, đủ loại thiên tài địa bảo. Có tài nguyên, liền có nguồn năng lượng nhiên liệu, có thể thôi động đủ loại thần thông, đủ loại trận pháp, còn có vĩ đại kỳ quan. Mà nghĩ thôi động tinh hà diệt thương trận mà nói, cần thiết hao phí tài nguyên, cực kỳ khủng bố. Phú Tổ yên lặng nhặt lên một khẩu súng, đó là huyết đồ xương sau khi chết. Lưu lại huyết đồ phá quân thương, là ngày xưa thiên tổ chế tạo thần binh lợi khí. Ai? Phú Tổ nhẹ nhàng vuốt ve thanh thương này, vô hạn thở dài, chậm rãi nói, xương nhi thanh binh khí này, hẳn là đầy đủ khởi động cái này tinh hà diệt thương trận đồ. Tay hắn vung lên, phá quân thương liền hóa thành một cỗ lưu quang, trốn vào tinh hà diệt thương trong trận đồ kia liền phảng phất một cái hắc động, có thể thôn vệ hấp thu hết thảy mọi thứ, lập tức liền đem phá quân thương nuốt. Chuyển hóa làm nguyên thủy năng lượng. Ong ong, trận đồ phóng ra một cỗ quang huy, bức họa bên trong lục mang tinh, đang từng chút một sáng lên. Lại bổ khuyết thêm chút thiên tài địa bảo đi vào, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Lại 6 canh giờ, cái này trận đồ liền có thể khởi động. Phú Tổ con mắt híp lại, đoán thời gian. Đám người liền thấy, tinh hà diệt thương trận đồ không ngừng phát sáng, từng sợi tinh quang lượn lờ thăng thiên dựng lên. Tia sáng nhìn cũng không như thế nào hừng hực, nhưng sau lưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, đó là huyền thiên tinh hạ uy áp, còn có phản thiên thánh địa sáng thế chi lực, hắc ám chi lực uy áp, vô cùng mịt mờ lạnh lùng, nhưng cẩn thận bắt giữ liền có thể cảm nhận được. Cỗ lực lượng kia, phảng phất có thể xé nát siêu phẩm thiên đế, quá kinh khủng. Một khi khởi động tinh hà diệt thương trận, dìm nước cổ tinh môn không thành vấn đề, diệp thần bên này cũng có thể là lọt vào phản phệ nuốt hết. Bất quá nghĩ công diệt cổ tinh môn mà nói, khẳng định muốn bốc lên điểm phong hiểm. 6 canh giờ, vạn nhất cổ tinh môn tới quấy rầy.
Diệt Không Thiên Đế nhíu nhíu mày, biểu thị lo nghĩ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, bọn hắn không có thủ bài, không có khả năng lại phái người tới chặn đánh. Bệnh Ách Ma Quân cùng Huyết Đồ Xương, đã là cổ tinh môn sau cùng tiến công thủ bài, bây giờ Vũ Tổ đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, cường hoành vô song, thợ săn cùng con mồi thân phận đã đảo ngược, nếu như cổ tinh môn còn dám phái người tới, cái kia chỉ sợ vừa mới bước vào sụp đổ di tích cổ, liền bị Vũ Tổ phát giác, trực tiếp một trường vỗ chết. Bây giờ cổ tinh môn có thể làm, chỉ có thể là co đầu rút cổ tại bên trong sơn môn, mở ra trọng trọng phòng ngự đại trận, mượn thiên thời địa mạch sắc bén, dĩ giật đãi lao, chờ đợi Diệp Thần bên này khởi xướng tiến công, bọn hắn toàn lực phòng thủ, mới có phòng thủ cơ hội phản kích. Có thể nói, bây giờ Diệp Thần bên này, cùng cổ tinh môn bên kia, song phương nhân mã kéo ra ngoài đụng nhau mà nói, cái kia Diệp Thần bên này tất thắng. Đương nhiên, cổ tinh môn sẽ không như thế ngu xuẩn. Bọn hắn nhất định sẽ dựa vào lấy thiên thời địa mạch ưu thế, chờ đợi Diệp Thần bên này tới cửa. Tại cổ tinh môn trên địa bàn chiến đấu, Diệp Thần bên này tự nhiên là vô cùng ăn thiệt thòi, cho nên cái này tinh hà diệt thương trận, nhất định phải khởi động, triệu hoán huyền thiên tinh hà buông xuống, dìm nước tinh nguyên hạo thổ, Diệp Thần mới có thể đem cục diện bất lợi đè đến thấp nhất. Cũng đúng. Diệt Không Thiên Đế cũng đã minh bạch, phía trước độ chi mảnh vụn tranh đoạt chiến, tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Cổ tinh môn trải qua song trọng thất bại đả kích, kỳ thực liền đã mất đi chiến lược năng lực tấn công. Vừa mới bệnh ách ma quân cùng huyết đồ xương xâm chiếm, đã là bọn hắn sau cùng tiến công, bọn hắn không có thủ bài có thể dùng, chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự. Chiến lược quyền chủ động tại Diệp Thần bên này, nhưng đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, cổ tinh môn công phạt không đủ, phòng thủ lại dư xài, Diệp Thần cái này vừa nghĩ công diệt cổ tinh môn mà nói, tinh hà diệt thương trận là mấu chốt. Diệt Không Thiên Đế lại điều tới một chút thiên tài địa bảo, bổ khuyết đến trong trận đồ đi, bảo đảm tinh hà diệt thương trận thuận lợi khởi động. Vũ Tổ nói, Diệp Thần, người tốt nhất nghỉ ngơi, sau 6 canh giờ, chúng ta liền đánh tới cổ tinh môn, quyết nhất tử chiến. Nghe Vũ Tổ lời này, Diệp Thần trong lòng dâng lên một cỗ lâu ngày không gặp nhiệt huyết, nói, hảo. Sư Tôn, liền cùng cổ tinh môn quyết nhất tử chiến. Còn thừa lại 6 canh giờ. Diệp Thần về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, Vũ Tổ thì tổ chức nhân thủ, sắp sụp hỏng di tích cổ bên trong tất cả có chiến lực võ giả, toàn bộ điều động, chuẩn bị cùng cổ tinh môn quyết chiến. Cổ tinh môn bên kia, cũng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, triệu tập tinh nguyên hạo thổ các phương phiên thuộc đến đây thủ hộ, lại mở ra từng tòa thủ hộ đại trận, sát lục đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong phòng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tức. Trong thức hải của hắn, một cái mênh mông cự kiếm chiếm cứ, phóng ra vạn trọng thần quang, đó chính là đạo thiên kiếm, phía trên một đạo thủ hộ phù văn, đang không ngừng phóng xuất ra từng trận thủ hộ chi lực, bảo hộ lấy kinh mạch toàn thân hắn. Trong đan điền của hắn, một khỏa hắc ám hạt giống không ngừng nảy mầm lớn lên, rút ra cành cùng hắn kinh mạch dung hợp, vì hắn mang đến sức mạnh vô cùng to lớn. Viên kia hắc ám hạt giống, chính là trụ thần quyền chuôi năng lượng ngưng tụ hạt giống, mang theo phần thiên đại kiếp đáng sợ ba động. Bất quá tại đạo thiên kiếm áp chế cùng thủ hộ phía dưới, cái kia phần thiên đại kiếp không tiếp tục phát tác. Chỉ cần Diệp Thần không thường xuyên vận dụng trụ thần quyền chuôi sức mạnh, phần thiên đại kiếp cũng sẽ không phát tác. Viên này hắc ám hạt giống bên trong, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, nếu như Diệp Thần toàn bộ tiêu hóa, hắn thậm chí có thể đưa thân thiên đế chi cảnh. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn, Diệp Thần cũng không khả năng lập tức ăn hết trụ thần quyền chuôi năng lượng, hiện tại hắn tiêu hóa một tia. Liền cảm thấy nội công tu vi, từ cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời trung giai, liền phá 2 cấp, đạt đến tình cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, cách 8 tầng cũng không xê xích gì nhiều. 7 tầng trời đỉnh phong, không tệ, không tệ. Diệp Thần cảm thụ được chính mình tu vi đột phá, có chút hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù từ mặt ngoài tu vi đến xem, hắn cùng Ma Phi Thiên vẫn là không có cách nào so, dù sao cái sau bản thân liền là tinh không bỉ ngạn cường giả, là hỗn độn thiên ma nhất tộc thủ lĩnh. Đồng dạng là thôn phệ nửa đường trụ thần quyền chuôi, Ma Phi Thiên tu vi chịu đến kích phát, có thể khôi phục khi xưa cường đại, nhất cử bước vào thiên đế liệt kê, nhưng Diệp Thần muốn từng bước đi. Nhìn bề ngoài, hai người tu vi chênh lệch cực lớn, nhưng Diệp Thần dựa vào đủ loại át chủ bài cùng cường đại lực bộc phát, còn có luân hồi nghĩa địa trợ lực, cho dù đối mặt Ma Phi Thiên, cũng không phải không có sức đánh một trận. Coi như phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, Diệp Thần cũng sẽ không e ngại người nào. Cho dù đối mặt hồn thiên đế cùng hồng quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, hắn đều có thể đụng tới hai chiêu,
đương nhiên muốn chiến thắng mà nói, trước mắt trên cơ bản không có khả năng nào, nhiều nhất tự vệ. Ầm ầm. Lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa truyền đến chấn động. Tinh thần hắn quan sát xem, liền thấy có một cái mộ bia, đang phát ra chấn động, đây không phải là chín thương cổ hoàng, sụp đổ chi chủ, thiên đấu sát thần ba người mộ bia, mà là một tòa xa lạ mộ bia, dường như là cửu thiên lão tổ chín tòa mộ bia một trong. Chỉ thấy mộ bia phóng xuất ra từng trận linh quang hà khí, lấp đầy luân hồi mộ địa, làm cho Diệp Thần trồng ở luân hồi trong mộ địa địa ngục cây bồ đề, lại kết xuất từng khỏa bồ đề quả. Thấy cảnh này, chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ cũng chấn kinh, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia mộ bia. Chỉ thấy cái kia phía trên mộ bia, lại dần dần hiển hóa ra từng đạo chi tiết ký tự như là kiến hôi nhỏ bé, Diệp Thần tinh thần lực quan sát, liền phát hiện trên bia mộ hiển hóa ký tự, ngàn ngàn vạn vạn, trong đó lại có một vài bức kinh mạch linh khí lưu chuyển đồ hình, càng là một bộ tâm pháp nội công bí quyết tu luyện. Là, huyền thiên tinh lưu quyết. Hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lập tức liền nhận ra. Trên bia mộ hiển hóa bí quyết tu luyện, lại là hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết. Hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết, có 7 tầng, tinh thần hiện, nhật nguyệt thăng, lưu tinh bay xuống, tinh hà tạo hóa, tinh không sinh sôi, vũ trụ sinh hóa, vạn tinh quy tịch. Diệp Thần trước đó tu luyện, chỉ là một điểm gia lông, còn không có đề cập tới chân chính chính tông. Bây giờ trên bia mộ hiển hóa ra ngoài bí quyết, mới thật sự là hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết, có vô cùng tinh không huyền bí, một chút bí quyết sau lưng pháp tắc, ảo diệu, thậm chí vượt ra khỏi không không lúc nào chống không thiên địa quy tắc, mang theo tinh không bỉ ngạn vĩ đại pháp tắc sức mạnh. Lấy Diệp Thần nghịch thiên ngộ tính, lúc quan sát bộ này hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết, cũng cảm thấy đầu một hồi căng đau, bị từng trận minh mông thâm ảo pháp môn chấn động. Chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ cũng là vô cùng kinh ngạc. Chín thương cổ hoàng nói, đây là hoàn chỉnh huyền thiên tinh lưu quyết A, là tinh không bỉ ngạn phía trên, huyền thiên gia tộc truyền thừa bí pháp. Sụp đổ chi chủ nhìn chăm chú khối này mộ bia, nói, chẳng lẽ cái này mộ bia, chính là huyền thiên lão tổ mộ bia. Dưới đây phía trước cảnh khô thiền sư nói tới, cửu thiên môn phiệt chín vị lão tổ, trong khoảng thời gian ngắn lần lượt vẫn lạc nguyên nhân không biết, huyền thiên gia tộc lão tổ cũng không ngoại lệ. Cái kia cửu thiên lão tổ thần hồn, rất có thể ngay tại trong luân hồi mộ địa, bây giờ trên bia mộ hiển hóa ra huyền thiên tinh lưu quyết huyền bí, càng là bằng chứng điểm này. Diệp Thần, chín thương cổ hoàng, sụp đổ chi chủ ba người tương vọng một mắt, đều ngờ tới khối này mộ bia, chính là huyền thiên lão tổ thần hồn chỗ mộ bia. Trên bia mộ hiển hóa ngàn vạn ký tự, không cần đã lâu liền ảm đạm đi, hoàn toàn biến mất, may mắn Diệp Thần đã toàn bộ nhớ kỹ. Đáng tiếc, đây là không không lúc nào khoảng không, không phải tinh không bỉ ngạn, cửu thiên lão tổ không có khả năng khôi phục. Sụp đổ chi chủ lắc đầu, nếu như cửu thiên lão tổ hồi phục mà nói, cái kia có lẽ có thể quét ngang không không lúc nào rỗng. Chỉ có điều, tại không không lúc nào khoảng không thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, bọn hắn cũng không khả năng lộ đầu. Chín thương cổ hoàng nói, nếu có thể để cho thiên đấu sát thần khôi phục, cái kia cũng đủ để quét ngang bát phương. Thiên đấu sát thần, là trong lục đạo cổ thần tồn tại mạnh nhất, thiên đấu lớn đồ kiếm người sáng tạo, nếu là hắn khôi phục, cường hoành sát lục ba động, đủ để dung chuyển toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Ta sao, ta còn không thể hiện thân. Thiên đấu sát thần âm thanh, liền chậm rãi vang lên, mang theo xâm xâm kiêng kỵ. Ba quỷ thần đang ngó chừng ta. Ta nếu là thức tỉnh, bọn hắn người đại diện, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó ta, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Diệp Thần kinh ngạc, nói, ba quỷ thần là ai? Thiên đấu sát thần hình như có kiêng kỵ, không muốn nhiều lời, nói, tính toán, sau này hãy nói, mộ chủ, lần này các ngươi muốn công diệt cổ tinh môn, xin thứ cho ta không cách nào hỗ trợ. Sụp đổ chi chủ nói, không sao, có ta cùng chín thương bệ hạ tại, đầy đủ hủy diệt cổ tinh môn. Hiên viên vương muốn lật bàn, trừ phi hắn có thể kế thừa đại hiền giả quyền hành. Lần này Diệp Thần cùng cổ tinh môn quyết chiến, can hệ trọng đại, chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có hai vị luân hồi đại năng trợ lực, Diệp Thần cảm thấy an bình, nhìn thấy địa ngục cây bồ đề đã kết quả, hắn liền lấy xuống một quả bồ đề quả, nhét vào trong miệng ăn hết. Trong truyền thuyết, địa ngục bồ đề quả có thể đề thăng trí tuệ con người, Diệp Thần ăn sau đó. Quả nhiên liền cảm thấy tinh thần thông suốt, trí tuệ tựa hồ có chỗ để thăng, vừa mới để cho hắn cảm thấy vô cùng phức tạp huyền thiên tinh lưu quyết,
bây giờ cũng giống như trở nên đơn giản. Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết đủ loại biến hóa, ngay tại trong lòng Diệp Thần lướt qua. Môn công pháp này, phối hợp tinh hà diệt thương trận, Huyền Thiên Tinh Sông thi triển, có thể bộc phát ra cường hãn nhất uy lực. 6 canh giờ, vội vàng đi qua. Diệp Thần đã chuẩn bị kỹ càng tất cả át chủ bài thủ đoạn, Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, Luân Hồi Mộ Địa, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, Đạo Thiên Kiếm, Trụ Thần Quyền Chui, Vũ Trụ Mệnh Cách, Bầu Trời Mệnh Cách, Sụp Đổ Kỳ Quan cùng Tuyệt Học, Luân Hồi Mộ Táng Công, Vi Đà Chân Kinh, Si Va Tuyệt Học, Tinh Không Đỉnh, Vĩ Thú Đỉnh, Nhật Chi Thạch, Kính Vạn Hoa Huyết Nhãn, Tinh Không Đạo Thư, Luân Hồi Sách các loại. Một trận chiến này, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Ầm ầm. Khi Diệp Thần từ trong phòng đi ra, hắn liền thấy xa xôi phía chân trời có khói lửa trùng thiên, cuồng bạo siêu phẩm thiên đế va chạm khí chiều cuồn cuộn, đó là Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân lão tổ, tại Luân Hồi tinh giới hình ảnh chiến đấu. Hai tôn siêu phẩm thiên đế chiến đấu, dung chuyển toàn bộ không không lúc nào khoảng không, sơn hà dung chuyển. Đây là đỉnh cấp cường giả đấu tranh. Cũng là Luân Hồi trận doanh cùng Hồng Quân đấu tranh. Luận mặt ngoài tu vi, Hồng Quân lão tổ bất quá vừa vặn bước vào siêu thiên cảnh, mà Nhậm Phi Phàm mượn nhờ Diệp Thần Luân Hồi sách, nghịch thiên cải mệnh, đã sớm là siêu thiên đỉnh phong cường giả. Bất quá, Hồng Quân lão tổ uống qua ác mộng nước suối, ác mộng suối bộc phát, hắn thực lực đủ để tăng vọt, hơn nữa lại là ngoại thần liên minh thủ lĩnh, khí vận thâm hậu. Còn có, cùng Nhậm Phi Phàm dựa vào Luân Hồi sách thâu thiên chứng đạo, kiếm tẩu thiên phong con đường khác biệt, Hồng Quân lão tổ tu vi là chính mình từng bước một cước đạp thực địa tu luyện ra được, nội công căn cơ so với Nhậm Phi Phàm muốn củng cố. Cả hai tranh chấp mà nói, lực lượng ngang nhau, ai thắng ai thua muốn chiến đấu qua mới biết được. Bất quá, tại Diệp Thần Luân Hồi trận doanh đại bản doanh, Luân Hồi tinh giới bên trong chiến đấu, Hồng Quân lão tổ rõ ràng ăn thiệt thòi, coi như vừa mới thừa dịp Nhậm Phi Phàm không ở trong tối bên trong ra tay, chiếm chút lợi lộc, bây giờ cũng rất nhanh bị Nhậm Phi Phàm đoạt lại mất đất. Chỉ là Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận được, trước mắt Luân Hồi tinh giới bên kia, tinh không thần chỉ nước suối vẫn là bị Hồng Quân lão tổ khống chế. Theo lý thuyết, Diệp Thần không cách nào mượn dùng tinh không thần chỉ phục sinh, hắn cùng với cổ tinh môn quyết chiến, nếu là chết, vậy thì thật muốn chết. Thân là Luân Hồi chi chủ, Diệp Thần sinh tử vận mệnh, liên lụy tới thế giới bản nguyên, nếu là hắn chết, cho dù có Luân Hồi sách, cũng không cách nào thay đổi chính mình số chết. Quyết chiến xuống tới. Mưa gió mãnh liệt, Diệp Thần ngửi được khí tức nguy hiểm, tinh thần cơ bắp đều căng thẳng, con mắt như một đầu như dã thú hung quang lấp lóe, dưới áp lực to lớn, nội tâm ngược lại hưng phấn lên. Đi ra khỏi phòng, Diệp Thần liền thấy, Vũ Tổ đã tổ chức hảo nhân thủ, sụp đổ di tích cổ bên trong đại lượng cường giả, phô thiên cái địa trưng bày hội tụ, tràng diện hùng vĩ. Diệp Thần, nên xuất phát. Vũ Tổ nhìn thấy Diệp Thần đi ra, ánh mắt sáng quắc, nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền thấy sau lưng Vũ Tổ, cái kia tinh hà diệt thương trận đồ lục mang tinh đồ hình, đã rực rỡ sáng lên, chỉ cần lại thúc giục linh lực, liền có thể đem in ở phía trên tinh hà diệt thương trận, triệt để bạo phát đi ra. Lá Khô Ma Tôn đứng ở một bên, nhìn xem tinh hà diệt thương trận đồ quang hoa lóe lên khí tượng, hắn biểu lộ có chút cứng ngắc cười cười, nói, Luân Hồi chi chủ, Vũ Tổ, chúc các ngươi thuận thuận lợi lợi, công diệt cổ tinh môn. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh nhạt. Không để ý đến Lá Khô Ma Tôn, liền cùng Vũ Tổ cùng một chỗ, xé rách ra một đầu vết nứt không gian, sau đó mang theo minh mông cuồn cuộn nhân mã, xuyên qua vết nứt không gian, trực tiếp giết hướng cổ tinh môn sơn môn. Hắn biết, Lá Khô Ma Tôn chắc chắn là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, bất quá hắn không có quá quan tâm, hắn cùng cổ tinh môn quyết chiến, nhất định là muốn thiên băng địa liệt, nơi nào đến phiên người bên ngoài kiếm tiện nghi. Diệp Thần, Vũ Tổ, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm mấy người, mang theo sụp đổ di tích cổ tất cả võ giả, mấy chục vạn chi chúng, mênh mông cuồn cuộn xuất hiện buông xuống tại cổ tinh môn trên sơn môn khoảng không. Toàn bộ tinh nguyên hạo thổ không gian, mỗi một cái hạt không gian, đều bị cổ tinh cửa vải đưa pháp tắc giết chóc, không phải cổ tinh người trong môn, vừa xuất hiện ở mảnh này không gian, liền sẽ lọt vào sát lục, rảo sát, ép diệt. Bất quá, Diệp Thần sớm đã có phòng bị, người chưa tới. Ông một tiếng, sau lưng của hắn sụp đổ khí trùng thiên, liền hiện ra một tòa cổ lão lạnh lùng tháp nhọn, đó là sụp đổ chi chủ kỳ quan sụp đổ tháp. Bây giờ, chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ, đều xếp bằng ở trong luân hồi mộ địa, thần hồn của bọn hắn năng lượng,
phảng phất thủy triều như thác nước vô cùng hung mãnh trút xuống đến Diệp Thần trong kinh mạch đi. Diệp Thần có bàng bạc năng lượng trèo trống, cả người khí tức nổ tung, rộng rãi bàng bạc, cái này sụp đổ tháp một mình hắn khó mà trưởng khống, nhưng có chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ trợ lực, thì triển ra liền phải tâm ứng tay. Răng rắc, sụp đổ tháp vừa ra, phương viên mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm cương vực không gian, mỗi một cái hạt không gian, đều lọt vào Diệp Thần cường đại sụp đổ sức mạnh nghiền ép, ẩn chứa ở trong đó pháp tắc giết chóc, toàn bộ bạo liệt phá diệt. Cả bầu trời, vô tận mảnh vụn như tuyết bay rơi, đó là rất nhiều pháp tắc giết chóc phá diệt sau cặn bã, tại Diệp Thần sụp đổ sức mạnh phóng xạ phía dưới, giữa thiên địa thổi lên trước nay chưa có phong bạo, hô hô vang dội, bầu trời rất nhanh liền hóa thành đen kịt màu sắc. Phụ tổ có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, liền cảm thấy Diệp Thần thời khắc này khí tức, thế mà so với mình cái này siêu phẩm thiên đế, cũng không kém bao nhiêu. Hắn biết Diệp Thần sau lưng có khác át chủ bài, nhưng không nghĩ tới lá bài tẩy này khủng bố như vậy. Liền xem như hắn cái này làm sư phụ, cũng nhìn không thấu Diệp Thần. Đều chết đi thôi. Diệp Thần bàn tay đột nhiên nắm chặt quyền, vũ trụ mệnh cách sức mạnh lại chợt bộc phát, thời không pháp tắc phong bạo lấy hắn làm tâm điểm, càn quét hướng toàn bộ tinh nguyên hạo thổ bầu trời. Cổ tinh cửa vải đưa tại thiên không bên trong, từng cái không gian nếp gấp bên trong cường giả, lập tức phát ra trận trận kêu rên, thân thể đôm đốp bạo liệt, từ không gian nếp gấp bên trong rơi ra ngoài, không biết có bao nhiêu cái cường giả, trong nháy mắt hóa thành thi thể huyết nhục mơ hồ, hô hô rơi về phía mặt đất, tạo thành nguy nga thi thể mưa. Những cường giả này, là cổ tinh cửa vải đưa muốn đánh lén ám sát Diệp Thần, bất quá Diệp Thần thực sự quá cường đại, nhìn rõ không gian thời gian huyền bí, bàn tay nắm chặt liền đem cổ tinh cửa vải đưa tất cả ám tử toàn bộ bóp chết. Phụ tổ, thiên nữ, diệt không thiên đế bọn người, đều vô cùng rung động nhìn qua Diệp Thần. Bọn hắn biết Diệp Thần cường đại, nhưng không nghĩ tới thế mà lớn mạnh đến mức này, tại trước mặt cường đại như vậy Diệp Thần, cổ tinh môn hết thảy mánh khóe đều đã mất đi tác dụng, muốn giành thắng lợi chỉ có cứng đối cứng. Diệp Thần con mắt quan sát phía dưới, liền thấy lớn như vậy tinh nguyên hạo thổ, vô số đế quốc phương triều, môn phiệt gia tộc, vô số con dân, đều tại quỳ lạy ngâm sướng, vì cổ tinh môn cầu chúc đảo lấy, vì hiên viên vương cầu nguyện. Mà tại tinh nguyên hạo thổ trung tâm, cổ tinh môn bên trong sơn môn, cũng là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tràng diện. Cổ lão nguy nga sơn môn, phảng phất đứng sừng ở thời không phần cuối, vĩnh hằng bất hủ. Bây giờ, nó đang đắm chìm trong sơ xác tiêu điều trong không khí, phảng phất một tòa sắp núi lửa bộc phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra hủy diệt hết thảy hỏa diễm. Trên sơn môn khoảng không, mây mù nhiễu, mơ hồ có thể thấy được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang du động, đó là cổ tinh môn tất cả trưởng lão, hộ pháp, cùng với vô số đệ tử, bọn hắn cũng đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Khi thấy Diệp Thần xuất hiện, vừa ra tay liền giết chết cổ tinh cửa vải đưa tất cả ám tử, ngàn vạn bộ thi thể từ không trung rơi xuống hình ảnh, cổ tinh môn tất cả mọi người trên mặt, liền lộ ra ngưng trọng sợ hãi biểu lộ, nhưng không có bất kỳ người nào lùi bước. Đến một bước này, song phương chỉ có tử chiến, ai cũng không có lùi bước khả năng. Diệp Thần liền thấy, tại cổ tinh môn cực lớn sơn môn quảng trường, bố trí một tòa đại trận màu đỏ ngòm, đại trận bốn phía là một đám nhóm tù binh nô lệ, tiếng khóc chấn thiên. Sấu viên vương đứng tại đại trận bên cạnh, giống càn quét một mảnh côn trùng giống như, đem từng bầy tù binh quét vào đại trận màu đỏ ngòm bên trong đi. Rất nhiều tù binh nô lệ, bị quét vào cái kia đại trận màu đỏ ngòm sau, thật giống như lọt vào cái gì đáng sợ đồ vật thôn phệ, cả người hòa tan hóa thành huyết thủy, thẩm thấu vào đại trận bên trong. Ong ong ong, cái kia đại trận màu đỏ ngòm, hấp thu đại lượng huyết nhục sau, bắn ra huyết quang, xông thẳng thiên vũ, có chút hùng vĩ. Những tù binh này nô lệ, đến từ tinh nguyên hạo thổ các nơi, Diệp Thần thấy được thiên đế gia tộc người, đều bị bắt làm tù binh. Vị kia thiên đế gia tộc trưởng lão Múa Hàn Yên, cũng thành tù binh, nàng tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một mắt, cặp mắt kia tràn đầy trống rỗng chi sắc. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, Múa Hàn Yên cùng thiên đế gia tộc đám người, đều bị sấu viên vương đẩy vào huyết trận bên trong, hóa thành huyết thủy chôn vùi. Diệp Thần sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn, một bên vũ tổ nói, Diệp Thần, cái này hiên viên vương, dường như đang khởi động lại cái kia trụ thần đại trận A. Ở đó đại trận màu đỏ ngòm bốn phía, sấu viên vương, lôi âm thần điểu, ẩn sơn vân nghê, cốt thiên đế, hiên viên vương nhóm cường giả cũng đứng thẳng, thần sắc nghiêm nghị. Sấu viên vương chủ trì đại trận, đem từng bầy tù binh đẩy vào trong huyết trận, nghe đám người chấn thiên tiếng khóc, nó có chút không nhịn được nói.
đừng khóc, vì Hiên Viên Vương đại nhân hiến thân, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi bây giờ không chết, chờ một lúc luân hồi chi chủ từ trời đánh xuống, cuối cùng cũng chết. Diệp Thần nhìn thấy chúng trong tù binh, lại có Độc Cô Già La cùng Tinh Ẩm Nguyệt tồn tại, trong lòng lập tức chấn động. Sấu Viên Vương cũng nhìn xem hai mẹ con, nói, Uống Nguyệt đại nhân, Già La tiểu thư, các ngươi vẫn là mình đi vào a. Độc Cô Già La nước mắt đổ rào rào rơi xuống, Tinh Ẩm Nguyệt gương mặt nhưng là vô cùng xanh xám, nhìn thẳng Hiên Viên Vương. Hiên Viên Vương ôn thanh nói, Uống Nguyệt, hai người các ngươi mẫu nữ thật tốt nghỉ ngơi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Bàn tay hắn kéo một phát, một cỗ cường đại sức mạnh, cách không phát ra, Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Già La hai mẹ con, lập tức liền bị đẩy vào trong huyết trận, suy một tiếng hóa thành huyết thủy hòa tan hết. Tinh Ẩm Nguyệt nghĩ tại đêm tân hôn, ăn hết Hiên Viên Vương, nhưng Hiên Viên Vương lộ ra nhiên không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh xuống, hắn đã sớm biết, Tinh Ẩm Nguyệt kế hoạch, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lúc này Tinh Ẩm Nguyệt trở thành tế phẩm, cũng tại Diệp Thần trong dự liệu, chỉ tiếc Độc Cô Già La. Hắn cùng Độc Cô Già La, dù sao cũng là bằng hữu, bây giờ trơ mắt nhìn xem nàng bị hiến tế, trong lòng cũng là 10 phần không đành lòng. Bây giờ cổ tinh môn sơn môn, trọng trọng đại trận thủ hộ lấy, lại có vô số cường giả trấn thủ, vừa mới Diệp Thần tự nhiên không có khả năng đi cứu viện. Chờ công diệt cổ tinh môn, ta sẽ đem các ngươi phục sinh. Diệp Thần trong lòng nói thầm. Mà theo rất nhiều tù binh bị huyết tế, cổ tinh môn tòa kia đại trận màu đỏ ngòm, ngất trời huyết quang, cũng là càng nồng đậm lên, giữa thiên địa tràn ngập thật dày mùi máu tươi. Tòa kia đại trận màu đỏ ngòm, chính là đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, là cổ tinh môn câu thông đại hiền giả, dùng để tiếp thu đại hiền giả quyền hành trận pháp. Bây giờ, đối mặt Diệp Thần cùng Vũ Tổ uy hiếp, Hiên Viên Vương khởi động lại trụ thần đại trận, còn muốn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, đây là hắn duy nhất lật bàn khả năng. Nhưng tài nguyên không đủ, tòa trận pháp này, muốn có hiệu lực, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần có thể cảm thấy, mặc dù Hiên Viên Vương huyết tế đại lượng tù binh, nhưng năng lượng còn chưa đủ, còn không cách nào câu thông đến đại hiền giả. Sư tôn, lý do cẩn thận, vẫn là đánh gãy bọn hắn bày trận cho thỏa đáng. Diệp Thần nhìn về phía Vũ Tổ Đạo, mặc dù lấy cổ tinh môn trước mắt tài nguyên, đã rất không có khả năng triệu hoán đại hiền giả, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, Diệp Thần nhất thiết phải đem đối phương tất cả lật bàn hy vọng toàn bộ bóp chết. Đây là tự nhiên. Vũ Tổ gật đầu, cũng giống như nhau ý tứ, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp bày ra tinh hà diệt thương trận đồ, linh lực thôi động, trực tiếp bộc phát. Huyền thiên tinh hà, chôn vùi thương uyên, phi lưu thẳng xuống dưới, thác nước rơi cửu thiên. Vô cùng kinh khủng một màn xuất hiện, chỉ thấy Vũ Tổ hai tay chặp lại, cái kia tinh hà diệt thương trận đồ liền phảng phất bị rót vào vô tận sinh cơ, trong nháy mắt hóa thành một bức chân thực tinh hà tranh cảnh, vắt ngang tại cổ tinh môn trên sơn môn khoảng không. Trong tinh hà, ánh sao lấp lánh, ẩn chứa trong đó, lại là hủy diệt tính năng lượng. Đó chính là huyền thiên tinh hà, Vũ Tổ khởi động tinh hà diệt thương trận sau, lập tức liền đem huyền thiên tinh hà triệu hoán xuống. Diệp Thần con mắt thoáng qua một vòng chấn động chi sắc, hắn có thể cảm nhận được, cái kia huyền thiên trong tinh hà, ngoại trừ bàng bạc tinh không uy năng, còn có một cỗ đủ để sáng thế cùng diệt thế khí tức, đó là nguồn gốc từ Phản Thiên Thánh Địa, sáng thế chi thụ khí tức. Trừ cái đó ra, trong tinh hà có không ít đen như mực tinh sa tại chìm nổi, nhưng từng hạt sơn hắc tinh sa, trên thực tế sáng thế đạo quả hắc ám kết tinh, kinh khủng nhất. Bây giờ, tinh hà diệt thương trận mở ra, huyền thiên tinh hà buông xuống, trước hết nhất chịu đến xung kích, cũng không phải cổ tinh môn, mà là Diệp Thần bên này trận doanh. Diệp Thần trong trận doanh, mấy chục vạn người nhìn xem lơ lửng tại thiên huyền thiên tinh hà, đều lộ ra sợ hãi run rẩy thần sắc, bởi vì bọn hắn từ cái kia huyền thiên trong tinh hà, cảm nhận được từng lớp đủ để chôn vùi thiên đế, xé nát thiên địa năng lượng kinh khủng, tinh không uy áp, thế giới sinh diệt ba động, còn có thế giới bản nguyên hắc ám ba động, làm cho người ngạt thở. Cái này huyền thiên tinh hà nếu là chút xuống, cái kia trước tiên hủy diệt, chỉ sợ cũng không phải cổ tinh môn, mà là Diệp Thần bên này mấy chục vạn người chúng. Cái này huyền thiên tinh hà, thực sự quá kinh khủng, người bình thường căn bản là không có cách trưởng khống, liền Vũ Tổ đều khống chế không nổi, đang triệu hoán ra huyền thiên tinh hà sau, hắn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như huyền thiên tinh hà chút xuống, lấy hắn siêu phẩm thiên đế thực lực, tất nhiên có thể thoát thân, nhưng mọi người chung quanh, liền xem như diệt không thiên đế loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi,
muốn bị Huyền Thiên Tinh Hà sống sờ sờ nuốt hết, nghiền nát, chôn vùi. Giao cho ta a, ta có thể khống chế Huyền Thiên Tinh Hà nửa canh giờ. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng, đạo thiên kiếm triệu hoán mà ra, trên thân kiếm thủ hộ phù văn nở rộ quang huy, ngưng lơ lửng ở giữa không trung, ẩn ẩn áp chế Huyền Thiên Tinh Hà khí tức. Sau đó, Diệp Thần lại thi triển Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, đây là Huyền Thiên gia tộc truyền thừa bí pháp, bản thân liền có thể dùng để điều động Huyền Thiên Tinh Hà năng lượng. Tinh Hà hóa thác nước, đi thôi. Diệp Thần bàn tay vung lên, đem lơ lửng tại trên bầu trời Huyền Thiên Tinh Hà, triệt để triệu hoán xuống. Ầm ầm, chỉ một thoáng, như đập lớn bãi đê, Huyền Thiên Tinh Hà cuồn cuộn nước sông, phảng phất từ cửu thiên chi thượng trút xuống, hóa thành một đạo đạo kinh khủng thác nước, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trùng trùng điệp điệp mà phóng tới cổ tinh môn sơn môn. Tại Diệp Thần dưới thao túng, cái kia từng đạo thác nước, cũng không có thương tổn đến mọi người chung quanh, mà là toàn bộ xung kích hướng cổ tinh môn sơn môn. Diệt Không Thiên Đế, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch mấy người đều lộ ra vô cùng sợ hãi mặt ngoài, thác nước từ bọn hắn bên cạnh cách đó không xa bạo rơi xuống, nếu như quỹ tích thoáng trách đi, vậy bọn hắn liền muốn chịu đến xung kích, muốn bị sống sờ sờ nghiền nát. Bất quá, Diệp Thần tinh chuẩn thao túng hết thảy, tất cả thác nước dòng nước đều mang hoàn mỹ trật tự quy luật, đều phóng tới cổ tinh môn sơn môn. Thác nước những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra, tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái kia cường đại lực trùng kích, làm cho cả tinh nguyên hạo thổ cũng vì đó rung động, phảng phất tại giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tinh không đều phải hủy diệt đồng dạng. Rầm rầm, cổ tinh môn tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng với các đệ tử, bây giờ sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần tinh hà diệt thương trận, vậy mà khủng bố như thế, thác nước kia một dạng tinh hà sức mạnh, để cho bọn hắn đều cảm thấy một loại không cách nào địch nổi tuyệt vọng. Hiên Viên Vương gặp nguy không loạn, hai tay bóp quyết, tự thân linh khí quán chú đến cổ tinh môn từng tòa thủ hộ đại trận bên trong, rất nhiều thủ hộ đại trận tia sáng cực hạn bộc phát, hóa thành từng tầng nghiêm mật vòng bảo hộ, một mực bảo vệ được cổ tinh môn. Ầm ầm, ngàn vạn đạo tinh hà thác nước, tại Diệp Thần dưới thao túng, hung hăng hướng cổ tinh môn trùng kích vào đi, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đem cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ phá vỡ. Nếu như không có tầng này đại trận vòng bảo hộ bảo hộ, cổ tinh môn chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hỏng mất, nhưng một trận chiến này, cổ tinh môn dù sao chiếm cứ lấy địa lợi, dựa vào địa mạch bố trí ra thủ hộ đại trận, lực phòng ngự phi thường cường hãn, liền Diệp Thần tinh hà diệt thương trận đều có thể chống cự. Chỉ có điều, vòng bảo hộ bên ngoài, phụ trách cảnh giới thủ vệ tất cả trưởng lão, hộ pháp cùng với các đệ tử, lại không có may mắn như vậy. Tinh hà thác nước nghiêng rơi, cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc dòng nước xung kích, hung hăng vọt tới trên thân thể bọn họ, trong bọn họ không thiếu cường giả, nhưng ở Huyền Thiên tinh hà thác nước trùng kích vào, đều ngăn cản không nổi, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị thác nước triệt để phá tan nghiền nát. Từng đạo tinh hà thác nước, rơi xuống cổ tinh môn sơn môn trên vòng bảo vệ, dòng nước lại dọc theo vòng bảo hộ hướng bốn phía tràn ngập tàn phá bừa bãi, rất nhanh liền tạo thành hồng tai, tại trên toàn bộ tinh nguyên hạo thổ gào thét rong ruổi. Đây là một hồi kinh khủng tai họa lớn, tinh nguyên hạo thổ mênh mông cương vực, không biết bao nhiêu vương triều đế quốc, bao nhiêu ngàn năm gia tộc, cổ lão truyền thừa, toàn bộ lọt vào Diệp Thần tinh hà thủy tai xung kích, tất cả kiến trúc như giấy mỏng một dạng diệt vong, đếm không hết tinh nguyên con dân, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng khóc thét bên trong bị hồng thủy bao phủ. Diệp Thần tại trong chớp mắt, không biết giết bao nhiêu người, ngập trời huyết nhiệt bộc phát, thậm chí tại phía sau hắn tạo thành một tia huyết sắc mây khói, tôn lên hắn tựa như tử thần đồng dạng. Bất quá Diệp Thần cũng không có nương tay, tiếp tục điên cuồng điều động Huyền Thiên tinh hà, đánh thẳng vào phía dưới đại địa. Mà lơ lửng tại trên bầu trời Huyền Thiên tinh hà, phảng phất liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt đồng dạng, không ngừng chút xuống tiếp theo từng cái bạch long một dạng thác nước. Rất nhanh liền để cho toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, hóa thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Mà cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, tại Diệp Thần mãnh liệt trùng kích vào, cũng là xuất hiện rung động dữ dội. Sư tôn, dẫn người giết tiếp. Diệp Thần không nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tổ Đạo. Hảo! Ha ha ha, ta vừa mới bước vào siêu thiên cảnh, liền lấy cái này cổ tinh môn, thử xem quả đấm của ta. Vũ Tổ ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái. Toàn thân kim quang nổ tung, siêu phẩm thiên đế khí thế đều bộc phát, thậm chí còn có từng sợi thiên đạo chân quang, ở trên người hắn lan tràn ra. Thiên địa đang rung chuyển, một khỏa lạnh lùng như đá chất khối rubik,
tại trên bầu trời xuất hiện, đó là Thiên Ma Đạo Phương. Giờ khắc này, Vũ Tổ gọi ra Thiên Ma Đạo Phương, tại chỗ mấy chục vạn người, đều được thiên đạo chúc phúc. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể triệu hoán Thiên Ma Đạo Phương nhân, ngoại trừ Diệp Thần, cũng chỉ có Vũ Tổ cái này thiên đạo người đại diện. Phía dưới cổ tinh môn chúng người, Hiên Viên Vương, Xấu Viên Vương, Cốt Thiên Đế các loại, nhìn thấy Vũ Tổ bá đạo như vậy khí thế, đều là sắc mặt trầm trọng, vô cùng âm trầm. Dĩ vãng, bọn hắn đem Vũ Tổ coi là con mồi. Nhưng bây giờ, Vũ Tổ bước vào siêu thiên chi cảnh, thợ săn cùng con mồi thân phận, triệt để xoay chuyển. Xuy xuy xuy, chỉ thấy Vũ Tổ một ngựa đi đầu, giống như một khỏa thiên thạch, từ phía chân trời bạo lao xuống, thân thể khôi ngô sát qua không khí, phát ra cực kỳ sắc bén âm bạo thanh. Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Thiên Nữ bọn người, dẫn theo đại lượng võ giả, đi sát đằng sau tại Vũ Tổ đằng sau, cũng là cùng nhau trùng sát tiếp. Cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ bên ngoài, rất nhiều phòng thủ phòng bị trưởng lão các hộ pháp, rất nhiều các đệ tử, đều là chấn sợ. Ngăn lại hắn, Hiên Viên Vương khẽ cắn môi, nếu như bị Vũ Tổ chém giết tới, lại phối hợp Diệp Thần Tinh Hà diệt thương trận, chỉ sợ cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, trong khoảnh khắc liền muốn diệt vong. Hắn trụ thần đại trận còn không có bố trí thành công, một khi bị xáo trộn cắt đứt mà nói, phí công nhọc sức, cổ tinh môn tất cả mọi người đều muốn chết. Cổ tinh chấn thiên ấn. Một đạo hét to âm thanh vang dội, Xấu Viên Vương từ trong vòng bảo hộ bay ra, thúc giục hiền giả đại ấn, khí tức bàng bạc bắn ra, hung hăng hướng Vũ Tổ đánh tới. Vũ Tổ đấm ra một quyền, phịch một tiếng, hắn nắm đấm cùng hiền giả đại ấn va chạm. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất hai ngôi sao chạm vào nhau, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích. Thiên địa đang rung động, Xấu Viên Vương cũng bị ép nhanh chân lui lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vũ Tổ ánh mắt lạnh lùng đạo. Xấu Viên Vương trong mắt lướt qua một tia kiêng kỵ cùng quyết tuyệt, cắn răng nói, Vũ Tổ, ngươi tấn thăng siêu thiên, đích xác vô địch, bản tọa đánh không lại ngươi, nhưng liều chết muốn ngăn cản ngươi phút chốc, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Lần này, Xấu Viên Vương quyết định không để ý tính mạng mình, cũng muốn ngăn cản Vũ Tổ, vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian. Răng rắc, Xấu Viên Vương viễn cổ hung thú huyết mạch, tại thời khắc này sôi trào bốc cháy lên, nó thân thể chịu đại hiền giả khí tức lây nhiễm, vốn là từ vượn đen biến thành vượn trắng, lần này huyết mạch sôi trào, cuồn cuộn sát khí nổ ra, lại khôi phục vượn đen bộ dáng. Giống, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Xấu Viên Vương thân thể cất cao đến vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, từng khối cơ bắp tựa như núi cao nổ tung, trong tay hiện ra một cái to lớn cự phủ, một đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành đỏ tươi màu sắc, răng nanh hiện ra, mười phần dữ tợn. Hô! Tiếp theo sát, Xấu Viên Vương chính là huy động cự phủ, cuồng nhiên hướng về Vũ Tổ bổ tới. Vũ Tổ cảm thấy Xấu Viên Vương khí huyết, sinh mệnh, cốt tủy, tinh thần, pháp tắc, trật tự, toàn bộ hết thảy, đều đang thiêu đốt. Nó hiển nhiên là phải liều mạng, phải dùng mạng của mình, vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian. Xoát! Vũ Tổ một cái lắc mình, né tránh Xấu Viên Vương một búa, trên mặt mang một vòng âm trầm, nói. Nghĩ không đến người đối với Hiên Viên Vương, thế mà trung thành như thế. Xấu Viên Vương nói, Hiên Viên Vương đại nhân cảnh giới, như thế nào ngươi có thể hiểu? Nó gầm thét, không làm mảy may phòng thủ, tất cả lực lượng toàn bộ quán chú tới trong tay lưỡi búa. Mãnh liệt hướng Vũ Tổ bổ tới. Vũ Tổ không chút hoang mang, cũng hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, thân thể một dạng hóa thành cao vạn trượng, bàn tay nắm chặt, thiên chiêu vũ hồn kích hiện ra, một kích đón đỡ ở Xấu Viên Vương cự phủ, mũi kích lại thuận thế đâm một phát, tại Xấu Viên Vương trên bờ vai đâm xuyên một cái lỗ máu. Nhưng Xấu Viên Vương không để ý chút nào cơ thể thụ thương, lại huy động lưỡi búa chém giết đi lên, hoàn toàn là một bộ phong ma bộ dáng. Vũ Tổ sầm mặt lại, Xấu Viên Vương dù sao cũng là cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú bên trong, tồn tại cường hãn nhất, đối phương không muốn mạng chém giết, hắn tất nhiên có thể trấn áp, nhưng ít ra cũng cần thời gian một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vũ Tổ bị ngăn lại, luân hồi trận doanh mấy chục vạn người đội ngũ, ngược lại từ Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm ba dẫn dắt, phóng tới cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, rất nhiều pháp bảo binh khí. Thần thông thuật pháp tia sáng, ầm vang hướng về kia vòng bảo hộ nổ đi. Sơn môn vòng bảo hộ bên trong, Hiên Viên Vương, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, còn có một số thái thượng trưởng lão, cảm thụ được bên ngoài mãnh liệt xung kích,
khuôn mặt đều là vô cùng trầm trọng, có một số trưởng lão sợ hãi run rẩy, tựa như cảm thấy tận thế sắp tới. Theo kế hoạch làm việc, Hiên Viên Vương chắp hai tay sau lưng, gặp nguy không loạn, tựa hồ cũng sớm đã làm tốt mưu đồ. Lôi âm thần điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê lắc mình biến hóa, liền hóa thành hình người, trên trán dần hiện ra một đạo phù chú quang mang chớp động phía dưới, bọn chúng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lại không cách nào ngăn cản, gào rít lên một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Cái này phù chú, hiển nhiên là Hiên Viên Vương khống chế bọn nó phù chú, nhưng cũng cho bọn chúng mang đến có chút lực lượng cường hãn. Lôi âm thần điểu cùng Ẩn Sơn Vân Nghê, tại cái này phù chú sức mạnh chúc phúc phía dưới, một hóa thành hình người, bắp thịt cả người liền răng rắc phồng lên, sát khí mãnh liệt, hai người bạo lao ra, phân biệt hướng Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên phóng đi. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Lôi Âm Thần Điểu hướng mình chém giết tới, nhìn đối phương sát khí sôi trào, hai mắt huyết hồng như điên dại một dạng bộ dáng, hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ kiếm nghênh kích, mũi kiếm chỉ hướng bụng đối phương, muốn buộc nó phòng thủ. Nhưng không ngờ, Lôi Âm Thần Điểu thế mà không làm phòng bị, đón Diệt Không Thiên Đế mũi kiếm chém giết tới, thổi phù một tiếng, nó bụng dưới bị mũi kiếm xuyên qua, nhưng hai tay cũng một mực đem Diệt Không Thiên Đế bóp chặt. Không tốt. Diệt Không Thiên Đế kinh hãi. Phanh. Một cỗ kinh thiên nổ tung vang lên, Lôi Âm Thần Điểu một bóp chặt Diệt Không Thiên Đế, thế mà trực tiếp tự bạo. Giống nó loại này cấp bậc cường giả, coi như muốn tự bạo, cũng cần thời gian xúc tích lực lượng, hội tụ khí tức. Nhưng lần này, nó đột nhiên ngay tại trong nháy mắt tự bạo, Diệt Không Thiên Đế hoàn toàn không ngờ rằng, cũng căn bản không tránh kịp. Cái này hiển nhiên là cái kia phù chú sức mạnh, để cho Lôi Âm Thần Điểu nhưng tại trong nháy mắt tự bạo. Nó thực lực tương đương tại thượng phẩm thiên đế, một chút mãnh liệt tự bạo, uy lực nổ tung có thể xương hủy diệt, Diệt Không Thiên Đế tại chỗ liền bị tạc thành huyết vũ. Lôi Âm Thần Điểu cùng Diệt Không Thiên Đế, song song bạo diệt trở thành huyết vũ, trên thân hai người hết thảy mọi thứ không còn, chỉ có một đạo màu đen phù chú lưu giữ lại, lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát sáng. Đó là vừa mới Lôi Âm Thần Điểu trên trán phù chú, nó mặc dù bạo diệt, nhưng phù chú cũng không diệt, ngược lại giống như ác ma, điên cuồng hấp thu nó cùng Diệt Không Thiên Đế nổ tung sau huyết nhục. Xuy xuy xuy, Lôi Âm Thần Điểu cùng Diệt Không Thiên Đế, hai người bạo diệt sau bắn tung tóe ra huyết nhục, tất cả năng lượng linh khí, toàn bộ bị đạo phù kia chú hấp thu. Cái kia phù chú hấp thu hai tôn thiên đế khí huyết cùng năng lượng, lập tức trở nên vô cùng tinh hồng, lại nở rộ vàng óng ánh quang huy. Ô một tiếng, hóa thành một tia lưu quang, bay trở về cổ tinh môn sơn môn bên trong, rơi xuống cái kia đại trận màu đỏ ngòm bên trong, trở thành tế phẩm tài liệu. Cùng lúc đó, Ẩn Sơn Vân Nghê cũng điên cuồng hướng Minh Khiếu Thiên phóng đi, Minh Khiếu Thiên huy kiếm chống đỡ, không ngờ đối phương cũng là điên dại đồng dạng, hoàn toàn không làm bất kỳ phòng bị nào, liều mạng bị hắn đâm xuyên trái tim, tại sinh mệnh tan biến lấy, xông lại gắt gao đem hắn bóp chặt. Phanh! Ẩn Sơn Vân Nghê cũng tự bảo. Một đóa mây hình nấm đi theo vọt lên, tại hung mãnh trong lúc nổ tung, Minh Khiếu Thiên kết cục cũng cùng Diệt Không Thiên Đế một dạng, bị nổ kịch liệt xé rách trở thành máu thịt vụn. Hắn cùng Ẩn Sơn Vân Nghê nổ tung sau khi chết tiết ra khí huyết năng lượng, toàn bộ bị Ẩn Sơn Vân Nghê phù chú hấp thu, cái kia phù chú cũng bay trở về cổ tinh môn trong sơn môn đi, rơi vào trụ thần đại trận bên trong. Ong ong ong, trụ thần đại trận kịch liệt vù vù, huyết quang ngưng kết thành thực chất giống như, khí huyết không ngừng sôi trào. Phun ra một đạo thẳng tắp trùng thiên, vô cùng rực rỡ, vô cùng hung mãnh cột máu, đem thiên khung đều đánh xuyên, cuồn cuộn tràn ngập ra huyết khí, hóa thành sương mù, che khuất bầu trời, thậm chí che đậy thiên ma đạo phương. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Thiên Nữ, Vũ Tổ bọn người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, lộ ra hãi dị chi sắc. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là trong chớp mắt, Lôi Âm Thần Điểu cùng Ẩn Sơn Vân Nghê liền tự bạo. Thậm chí mang đi Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên tính mệnh. Bọn hắn bốn giả khí huyết năng lượng, toàn bộ trở thành tế phẩm tài liệu, nghiêng rơi xuống Hiên Viên Vương bố trí trụ thần đại trận bên trong. Cái này trụ thần đại trận, vốn là tế phẩm không đủ để câu thông đại hiền giả, nhưng bây giờ nhận được bốn cái thiên đế cấp bậc cường giả khí huyết, tế phẩm liền hoàn toàn đầy đủ. Tòa này đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận, liền cực hạn bắt đầu chuyển động, huyết sắc cột sáng chiếu rọi chư thiên. Không sai biệt lắm, lại cho bản tọa tranh thủ thời gian một nén nhang, đừng để luân hồi chi chủ cùng vũ tổ quấy dày bản tọa. Hiên Viên Vương nhìn thấy đại trận huyết quang dâng lên bộ dáng, luôn luôn vắng lặng trên gương mặt,
cũng là lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc kích động, hướng Cốt Thiên Đế hạ lệnh quát lên. Ước chừng hiến tế 4 cái thiên đế, tòa này trụ thần đại trận, cuối cùng là tích xúc đến đầy đủ năng lượng, một lần nữa khởi động, từ nơi sâu xa, Hiên Viên Vương có thể nghe được đại hiền giả âm thanh. Chỉ cần lại cho hắn thời gian một nén nhang, hắn liền có cơ hội tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Phụ tổ chấn động, thiên chiêu vũ hồn kích cuồng vung, muốn đánh giết Sấu Viên Vương, đi ngăn cản Hiên Viên Vương. Nhưng Sấu Viên Vương liều chết chiến đấu chặn lại, phụ tổ muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết nó, cũng không phải chuyện dễ. Diệp thần gặp Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên đều đã hy sinh, cái kia trụ thần đại trận lại cực hạn vận chuyển, trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thế cục biến hóa nhanh như vậy, là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hiên Viên Vương không hổ một đời kiêu hùng, thủ đoạn đích xác hung ác, đầu tiên là giết Tinh Ẩm Nguyệt cùng Độc Cô Già La mẫu nữ, lại hy sinh hết Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê hai đầu thần thú, lấy mạng của bọn nó, cắt lấy Diệt Không Thiên Đế cùng Minh Khiếu Thiên Mệnh, một chút được 4 cái thiên đế khí huyết xem như tế phẩm, lập tức liền để trụ thần đại trận khởi động. Nếu như bị hắn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, thì còn đến đâu? Diệp thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chính hắn liền kế thừa nửa đường trụ thần quyền chuôi, biết rõ trụ thần quyền chuôi lợi hại. Nếu để cho Hiên Viên Vương nhận được đại hiền giả quyền hành, vậy hắn cùng vũ tổ, hôm nay có thể cũng phải chết ở đây. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần lần nữa thôi động tinh hà diệt thương trận, huyền thiên tinh hà hóa ra cuồn cuộn thác nước, như thủy long giống như hướng cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ phóng đi. Nhưng lúc này, Cốt Thiên Đế giết ra tới. Cốt Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay thí thần chi mâu, toàn thân thiên đế khí bắn ra đến cực hạn, thiên đế kim quang trùng thiên, từng cái tóc lay động. Hắn biết rõ, bây giờ là thế cục thời điểm mấu chốt nhất, nếu như hắn có thể vì Hiên Viên Vương tranh thủ được thời gian một nén nhang, vậy cái này cuộc chiến tranh còn có cơ hội lật bàn. Nếu không, hắn cùng Hiên Viên Vương cũng phải chết ở Diệp Thần trong tay. Huyền Thiên Tinh Hà nước sông cũng tại trên tinh nguyên hạo thổ tàn phá bừa bãi, ẩn chứa trong đó tinh không uy áp, sinh diệt thế giới uy áp, còn có thế giới bản nguyên hắc ám uy áp, đem cổ tinh môn nhiều năm kinh doanh từng tòa vương triều đế quốc toàn bộ phá hủy chôn vùi. Một trận chiến này bất kể như thế nào, tinh nguyên hạo thổ đều phải hủy diệt, cổ tinh môn muốn trùng kiến gia viên, chỉ có kế thừa đại hiền giả quyền hành. Thanh Đồng Cổ Thiềm nhìn thấy Cốt Thiên Đế xông ra, trên trán cũng có màu đen phù chú lấp lóe, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng phi thân trở lại bên cạnh Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, nên quyết tử chiến một trận. Cốt Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt thí thần chi mâu, thân thể lóe lên một cái, đã giết đến Diệp Thần trước mặt, một mâu nhấc lên vạn trọng thần quang, thiên đế khí diễm diễm, đâm về Diệp Thần trái tim. Diệp Thần sầm mặt lại, thân thể lóe lên, né tránh Cốt Thiên Đế nhất kích. Lách mình đến Thanh Đồng Cổ Thiềm bên cạnh. Luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Thanh Đồng Cổ Thiềm keng một tiếng, rút ra trường đao, chỉ sợ Diệp Thần đánh không lại. Cốt Thiên Đế tu vi, vốn là đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, bây giờ trên trán hắn lại có Hiên Viên Vương chúc phúc phù chú, sức mạnh càng là cường hoành. Bất quá, Diệp Thần lại cũng không hoảng, khẽ gật đầu một cái, hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, không cần phải để ý đến ta, Cổ Thiềm tiền bối. Ta có thể tại nửa nén hương bên trong giết chết Cốt Thiên Đế, người đi tới giúp bọn hắn a. Diệp Thần quan sát tiếp, liền thấy thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch hai nữ, mang theo luân hồi trận doanh đám người, cùng cổ tinh môn rất nhiều võ giả chém giết, lại ngang tàng oanh kích cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ, song phương tử thương nằm ngổn ngang. Lần này quyết chiến, nếu Tường Vi không có tham chiến, lưu thủ tại trong sụp đổ di tích cổ, tránh phòng lấy lá khô ma tôn. Mà thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch dẫn đội chiến đấu, cũng lộ ra có chút phí sức, Diệp Thần liền nghĩ để cho Thanh Đồng Cổ Thiềm xuống hỗ trợ. Thanh Đồng Cổ Thiềm nghe Diệp Thần lời nói, lập tức sững sờ, nói, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi có thể giết chết Cốt Thiên Đế. Thậm chí chỉ cần nửa nén hương thời gian. Diệp Thần bình tĩnh nói, ân, không sai biệt lắm, ngươi đi xuống đi. Thanh Đồng Cổ Thiềm kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần. Cả người lộ ra một cỗ trầm ổn vô địch khí thế, so với nó lần đầu gặp gỡ, không biết cường đại đến mức nào. Tốt a. Thanh Đồng Cổ Thiềm cắn cắn trong miệng ống điếu, thân thể liền cúi hạ xuống. Ngươi muốn tại nửa nén hương thời gian bên trong giết chết ta. Cốt Thiên Đế cười, hắn tuy biết thời khắc này Diệp Thần vô cùng cường hãn, hai người quyết chiến, hắn là không thể nào giết chết Diệp Thần. Nhưng, mục đích của hắn, cũng không phải giết chết Diệp Thần. Chỉ là muốn kéo dài thời gian,
vì Hiên Viên Vương tranh thủ thời gian thôi. Chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian một nén nhang, để cho Hiên Viên Vương tiếp thu đồng thời dung hợp đại hiền giả quyền hành, đến lúc đó, Hiên Viên Vương chấn đè toàn trường, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Diệp Thần lại nói, chỉ cần nửa nén hương thời gian, liền có thể đem Cốt Thiên Đế giết chết, thật sự là kinh thế hãi tục. Ân, đúng vậy, ân oán giữa chúng ta, cũng gần như vẽ lên dấu chấm tròn. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú Cốt Thiên Đế, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm trong tay hiện ra mà ra, bóng lưỡng phong mang nở rộ, hắn tạm thời ngừng thôi động Tinh Hà Diệt Thương trận, ngập trời huyền thiên tinh hà nước sông, ngưng lơ lửng ở trên bầu trời, như một mảnh tinh thần đại mạc, lại ẩn ẩn cùng Diệp Thần cộng minh lấy. Diệp Thần tu luyện huyền thiên tinh lưu quyết, từ nơi sâu xa, liền có thể điều động huyền thiên tinh hà năng lượng, lại thêm luân hồi mộ địa hai vị đại năng trợ lực, hắn muốn giết Cốt Thiên Đế, cũng không phải việc khó gì. Muốn giết ta, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Cốt Thiên Đế ánh mắt mãnh liệt, lần nữa huy động thí thần chi mâu, thân thể lướt ầm ầm ra, mũi thương mãnh liệt hướng Diệp Thần đâm tới. Trong mắt Diệp Thần lập lòe lạnh lùng tia sáng, tay hắn chỉ Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, thân hình khẽ động, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, nghênh hướng Cốt Thiên Đế công kích. Chanh! Thương mâu cùng kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tia lửa tung tóe. Liệt giới băng thiên trường. Tại va chạm trong nháy mắt, Diệp Thần lại là hét lớn một tiếng, bàn tay trái đột nhiên chụp ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hư không trong nháy mắt băng liệt, một đạo khe nứt to lớn lan tràn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Đây là sụp đổ chi chủ trưởng pháp, Diệp Thần bây giờ mượn dùng lấy sụp đổ chi chủ sức mạnh, vô cùng hung mãnh cuồng chụp đi ra, năng lượng ba động giống như điên cuồng phong bạo mưa giống như tàn phá bừa bãi, một cỗ trưởng thế phong bạo tập sát hướng Cốt Thiên Đế. Cái gì? Cốt Thiên Đế hoảng hốt, bây giờ hắn thí thần chi mâu, còn cùng Diệp Thần Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đụng vào nhau, Diệp Thần thế mà không cần lấy hơi điều tức, tại mâu kiếm va chạm tương tiếp đích trong nháy mắt, liền ầm vang một trưởng bạo sát đi ra. Đây là bởi vì Diệp Thần kế thừa nửa đường trụ thần quyền chuôi, đạo pháp nội tình trở nên vô cùng thâm hậu, nhục thân cũng là cường hoành đến dọa người, coi như nhất tâm nhị dụng, song chiêu tề ra, cơ thể cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Bạch cốt huyết thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Cốt Thiên Đế phun ra một ngụm tinh huyết bên trong ẩn chứa cốt tủy năng lượng, trong nháy mắt trước người ký kết thành một mặt bạch cốt huyết thuẫn, điêu khắc đầu lâu hình dạng. Diệp Thần một trưởng oanh sát mà đến, cuồn cuộn trưởng thế phong bạo, mang theo cuồng bạo sụp đổ chi lực, đem cái kia bạch cốt huyết thuẫn đánh răng rắc bạo liệt vỡ vụn, nhưng lực lượng của hắn cũng bị hóa giải mất. Tuy là như thế, Cốt Thiên Đế cũng bị ép liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng ngưng trọng. Chỉ là giao thủ một hiệp, hắn liền bị Diệp Thần ép miệng phun tinh huyết, sống lâu như vậy, hắn còn chưa có thử qua chật vật như thế. U Minh Quỷ Cốt Trận. Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, lập tức biến hóa thần thông, thân hình lao nhanh chớp động, bạch cốt chi lực mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt ở chung quanh bày ra một tòa âm trầm kinh khủng quỷ cốt đại trận, trong trận quỷ hồn gào thét, bạch cốt xâm xâm, tạo thành một mảnh tử vong lĩnh vực, tính toán đem Diệp Thần vây nhốt trong đó. Đừng si tâm vọng tưởng, bây giờ ta đây muốn giết người tựa như chụp chết một con kiến. Diệp Thần nhìn xem Cốt Thiên Đế bày ra quỷ cốt đại trận, không chút nào hoảng, thân thể một cái thẳng tắp, toàn thân kim sắc Phật quang nở rộ, như đại nhật ngày qua, Thiên Đế kim luân tại đỉnh đầu dâng lên, hắn trong nháy mắt liền hóa thân thành vô thượng Phật tổ, thân thể có cao vạn trượng. Vô tận Phật quang chiếu rọi toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, toàn trường mặc kệ là luân hồi trận doanh vẫn là cổ tinh môn người, mắt thấy Diệp Thần thân hóa Phật tổ khí thế bàng bạc, đều là rung động. Vô tận tinh quang lượn lờ tại Diệp Thần Phật đà bên trên kim thân, hắn huyền thiên tinh lưu quyết nắm giữ viên mãn sau, chư thiên tinh thần tựa như cũng là sự thân thuộc của hắn, hắn một cái ý niệm, vô tận tinh thần linh quang cuồn cuộn buông xuống. Răng rắc. Diệp Thần bàn tay đè ép, ngập trời Phật quang cùng tinh quang nổ tung, chỉ một trường, liền đem Cốt Thiên Đế bày ra quỷ cốt đại trận toàn bộ nghiền nát. Phốc phốc. Cốt Thiên Đế chịu đến phản phệ, tại chỗ thổ huyết. Thân hình vô cùng chật vật bay ngược ra ngoài. Toàn trường kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần sức mạnh, thế mà cường hoành đến nước này, chỉ là giao thủ hai ba chiêu, liền đem Cốt Thiên Đế đánh thổ huyết, cái sau không hề có lực hoàn thủ. Cổ tinh trong môn phái, Hiên Viên Vương cũng rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, vừa âm thầm bấm ngón tay suy tính, tiểu tử này không có khả năng mạnh như vậy. Sau lưng có người ở giúp hắn. Hắn biết Diệp Thần bản thể tu vi.
chỉ là cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, bây giờ lại bộc phát ra nghiền ép thiên đế khí thế, sau lưng tất nhiên có người giúp đỡ. Bất quá, hắn suy tính không ra, Diệp Thần người sau lưng là ai. Hơn nữa, dựa theo lẽ thường tới nói, coi như Diệp Thần sau lưng có người, thực lực cũng không khả năng vượt qua cốt thiên đế, bây giờ lại đem cốt thiên đế đánh giống như chó rơi xuống nước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là bởi vì, thần thông của Diệp Thần thủ đoạn, liền vô cùng cường hoành, có thể xưng nghịch thiên, chỉ là không có đầy đủ năng lượng phát huy ra thôi, bây giờ chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ, liền thôi động tự thân thần hồn chi lực, vì Diệp Thần cung cấp năng lượng. Hai vị đại năng, giống như nhiên liệu đồng dạng, bọn hắn cũng không can thiệp Diệp Thần động tác, chỉ là vì Diệp Thần cung cấp linh khí năng lượng. Diệp Thần có đầy đủ linh khí chèo chống, đơn giản vô địch, một chưởng liền đem cốt thiên đế đánh bay. Thấy cảnh này, Vũ Tổ cùng Sấu Viên Vương cũng chấn động. Vũ Tổ đại hỉ, khí thế mạnh hơn. Mà Sấu Viên Vương, nhưng là toàn thân run rẩy. Cứ kéo dài tình huống như thế, Vũ Tổ đoán chừng nửa nén hương thời gian, liền có thể triệt để đánh giết Sấu Viên Vương, không cần dây dưa quá lâu. Ta không tin. Ta phải thua sao? Cốt Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần vạn trượng nguy nga kim quang thân Phật, triệt để choáng váng, chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở, sinh ra một cỗ không cách nào đối kháng trầm luân. Thiên Đế cửu đỉnh, phá cho ta. Tiếp theo sát, Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, cũng không có liền như vậy đánh mất đấu trí, thân thể mổ một cái ra cửu sắc quang mang, chín tòa thần đỉnh bắn ra, từng tòa đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy thế, như từng khỏa nhật nguyệt đại tinh, hướng Diệp Thần thân thể oanh tạc mà đi. Hắn đây là liều mạng đấu pháp, Thiên Đế cửu đỉnh là thiên đế cảnh cường giả hạch tâm át chủ bài, là toàn thân khí huyết tinh túy pháp tắc trật tự ngưng kết mà thành tinh hoa, một chút toàn bộ nổ ra, nếu là cửu đỉnh vỡ tan mà nói, tự thân cũng muốn chịu đến cực lớn phản phệ. Nhưng, Cốt Thiên Đế cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn cùng Diệp Thần liều mạng. Giờ khắc này, hắn đã không phải là vì hoàn thành Hiên Viên Vương nhiệm vụ, mà là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hắn không tin chính mình đường đường đỉnh cấp thiên đế, thế mà lại như sâu kiến như chó chết, bị Diệp Thần mấy chiêu liền đánh bại. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể bị chết không có chút nào tôn nghiêm. Hô hô hô, chín tòa thiên đế thần đỉnh, gào thét mà đến, năng lượng cực kỳ hung mãnh, thần đỉnh phá không lướt qua, hư không chôn vùi thành hư, ngạnh sinh sinh bị cọ sát ra chín đầu hỗn độn màu đen khe rãnh, giống như có người đem màn trời xé ra chín đầu dữ tợn lỗ hổng, hình ảnh thê mỹ và cực kỳ kinh khủng. Cửu đỉnh lại như thế nào? Ta lúc này lấy một đỉnh chấn chi. Tinh không đỉnh, cho ta chấn áp. Diệp Thần nhìn xem Cốt Thiên Đế bạo sát mà đến thiên đế cự đỉnh, không chút nào hoảng, tế ra tinh không đỉnh, thân đỉnh lưu chuyển tinh thần chi lực, mặt trên còn có tinh không đạo thư phủ văn đang lóe lên, lại thêm hắn huyền thiên tinh lưu quyết thôi động, cả tòa tinh không đỉnh uy có thể vô tận, liền hướng Cốt Thiên Đế cự đỉnh đánh tới. Phanh! Răng rắc! Tinh không đỉnh cùng Cốt Thiên Đế một tòa thần đỉnh va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ một cú đánh, Cốt Thiên Đế đi đầu một tòa thần đỉnh, liền lập tức phá toái thành mảnh vụn cặn, mà Diệp Thần tinh không đỉnh liền một điểm vết thương cũng không có, bàng bạc tinh thần chi lực bộc phát, tạo thành tinh lưu phong bạo, phong quyển tàn vân, bẻ gãy nghiền nát, đem Cốt Thiên Đế còn lại 8 đỉnh, toàn bộ trong nháy mắt bên trong phá hủy ép bạo. Phốc phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vụn. Từ Cốt Thiên Đế trong miệng cuồng phún mà ra, hắn gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, cửu đỉnh phá toái, hắn trong nháy mắt lọt vào cực lớn phản phệ, thân thể phát run, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin thần sắc nhìn qua Diệp Thần. Nên kết thúc. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa thôi động tinh không đỉnh, như một mảnh đại tinh thần rủ xuống, hướng về Cốt Thiên Đế bạo đập mà đi. Không, còn không có kết thúc. Cốt Thiên Đế như là dã thú gào thét, cầm trong tay thí thần chi mâu ném ra ngoài, thí thần chi mâu, hiến tế. Cái này thí thần chi mâu, là sự vĩ đại của hắn kỳ quan, cũng là hắn tâm huyết mơ ước ngưng kết, ký thác hắn thí thần tâm nguyện. Giờ khắc này, hắn giống như điên dại, hiến tế tâm huyết của mình, thí thần chi mâu ông một tiếng, mỗi lần bị hiến tế, liền phóng xuất ra cuồn cuộn tinh hoa năng lượng, toàn bộ quán chú đến trong cơ thể hắn. Vừa mới cửu đỉnh phá toái, chịu phản phệ nghiêm trọng Cốt Thiên Đế. Trong nháy mắt liền được bổ sung, hai con người nổi lên huyết quang, toàn thân bạch cốt răng rắc vang động, từng cây cốt thứ phá vỡ ra của hắn bạo đi ra, để cho cả người hắn nhìn tựa như một đầu quái vật, thực lực cực kỳ kinh khủng. Bạch cốt tịch diệt chỉ. Nhìn xem Diệp Thần tinh không đỉnh đánh tới, Cốt Thiên Đế lập tức một chỉ điểm ra,
Bạch cốt tinh hoa hội tụ một ngón tay, một đạo đá phấn trắng chỉ mang nổ bắn ra đi, bộp một tiếng liền đánh vào Diệp Thần Tinh không trên đỉnh, đem thân đỉnh phản kích trở về. Crack! Diệp Thần Tinh không lừng lấy thân, liền xuất hiện một tia vết rách, hắn khí tức chịu đến điểm liên lụy, xuất hiện một tia dung chuyển. Còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta vốn còn muốn cho ngươi thống khoái, xem ra ngươi là muốn ta giày vò ngươi a. Diệp Thần ánh mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo, thân Phật thu liễm trở về, khôi phục nguyên thân, mắt lạnh nhìn xem Cốt Thiên Đế. Đừng nói nhảm, hôm nay ta muốn chết, ngươi cũng muốn đi theo ta chôn cùng. Bạch Cốt Thiên táng múa. Cốt Thiên Đế cắn chặt răng, một tiếng gào thét, toàn thân huyết nhục cùng cốt tủy đều bốc cháy lên, hắn ngay cả mạng cũng không cần, chỉ muốn dùng mạng của mình, tranh thủ sau cùng tôn nghiêm. Kèm theo hắn huyết nhục cùng cốt tủy thiêu đốt, một màn kinh khủng xuất hiện, bên trên bầu trời, mỗi một cái hạt không gian bên trong, đều có một cây cốt thứ nổi lên mà ra, bầu trời giống như bị quỷ dị ô nhiễm, vô căn cứ sinh ra ngàn vạn căn cốt đâm, vô số cốt thứ phong tỏa thiên địa, đột nhiên hướng Diệp Thần đâm tới. Muốn đem hắn triệt để xuyên qua đánh giết. Diệp Thần đã không chỗ có thể trốn, chung quanh rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là cốt thứ, đầy trời cốt thứ cấu tạo thành từng tầng lồng giam, tràng diện cực kỳ kinh khủng. Những thứ này cốt thứ, so sắt thép còn cứng rắn hơn ước vạn lần, ẩn chứa Cốt Thiên Đế khí huyết tinh hoa, sinh mệnh tinh hoa. Hắn đang điên cuồng thiêu đốt lên thân thể của mình, nhiều nhất 10 hơi sau đó, hắn liền muốn sống sờ sờ đốt hết, trước lúc này. Hắn chỉ muốn lôi kéo Diệp Thần chôn cùng. Nhưng, Diệp Thần không chút nào không hoảng hốt, cũng không dự định muốn chạy trốn. Táng hư luân hồi pháp, vạn vật hóa hư, đại phá diệt. Diệp Thần vung tay lên, một đạo rộng rãi óng ánh trong suốt luân hồi bàn, ngay tại phía sau hắn hiển hóa ra ngoài, vô tận vĩ lực, vô tận pháp tắc, vô tận năng lượng nổ tung, một cỗ đủ để cho vạn vật hóa thành hư vô pháp tắc ba động, như gợn sóng khuếch tán. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chung quanh bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, ngàn vạn căn cốt đâm, vừa tiếp xúc với Diệp Thần tản mát ra hóa hư pháp tắc, cốt thứ liền răng rắc bạo liệt nát bấy, nhưng cũng không có dù là một chút xíu xương vụn rớt xuống. Tất cả cốt thứ tại bạo toái sau đó, lập tức liền hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, liền một điểm bụi bặm đều không tồn tại. Cốt Thiên Đế nhìn thấy chính mình liều mạng phóng thích ra bạch cốt trung cực áo nghĩa, thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần hóa giải mất, hắn tại chỗ liền choáng váng. Không thể tin được một màn trước mắt. Liền xem như Vũ Tổ ra tay, Nhậm Phi Phàm ra tay, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy, liền nghiền nát hắn bộc phát đầy trời cốt thứ, nhưng Diệp Thần lại làm được. Đó cũng không phải nói, Diệp Thần sức mạnh, vượt qua Vũ Tổ cùng Nhậm Phi Phàm, mà là bởi vì táng hư luân hồi pháp uy năng, quá mức lợi hại. Môn thuật pháp này, mang theo pháp tắc nghiền ép, cái gì là pháp tắc? 1+1=2, chính là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Trừ phi thiên nói toạc ra diệt. Diệp Thần táng hư luân hồi pháp, chính là muốn để vạn vật hóa hư, để cho hết thảy hữu hình đồ vật, toàn bộ nát bấy hóa thành hư vô. Cốt Thiên Đế cốt thứ, vô cùng cứng rắn sắc bén, đầy trời ám sát, coi như siêu phẩm thiên đế tới, dựa vào sức mạnh đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn nát bấy, nhưng Diệp Thần dựa vào táng hư luân hồi pháp, lại có thể làm được dễ dàng. Tất cả cốt thứ, toàn bộ phá diệt sau. Trên bầu trời lưu lại ngàn vạn đạo quả đấm lớn màu đen lỗ thủng, đó là vừa mới bị cốt thứ phá hỏng không gian. Đang khắp nơi cũng là lỗ rách bầu trời làm nổi bật phía dưới, Diệp Thần thân ảnh tựa như cổ lão ma thần giống như, lăng lệ xâm nghiêm, khí tức khiếp người. Thi thể của ngươi, ta giữ lại còn hữu dụng, cũng không nên đốt cháy hầu như không còn. Diệp Thần nhìn xem thân thể còn đang thiêu đốt Cốt Thiên Đế, đại thủ cách không một chảo, như diều hâu vồ gà con, liền đem hắn vồ tới. Sách trong tay. Luân hồi chi chủ, mọi người cùng nhau chết. Cốt Thiên Đế tức giận, trong lúc trước mắt, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đó chính là hắn trên trán phù chú, đó là Hiên Viên Vương gia chỉ phù chú. Ong ong ong. Phù chú đang lóe sáng, kịch liệt vù vù, bàng bạc năng lượng bộc phát, Cốt Thiên Đế liền nghĩ tự bảo. Rơi vào trong tay ta, ngươi còn nghĩ tự bảo. Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh khốc đường cong, vũ trụ mệnh cách bộc phát. Cực hạn thời không pháp tắc, từ trên người hắn thả ra. Vũ trụ mệnh cách, bao hàm không gian cùng thời gian cực hạn huyền bí, vũ là không gian, trụ là thời gian, Cốt Thiên Đế trên thân mỗi một cái hạt thời gian, tại Diệp Thần thôi động phía dưới, lâm vào đứng im. Chỉ một thoáng, Cốt Thiên Đế cảm thấy, thân thể của mình không động được, huyết dịch, hô hấp, khí tức di động, toàn bộ đứng im, có thể hoạt động, chỉ có ý thức.
Diệp Thần Đông lại thời gian của hắn, hắn trong nháy mắt như hóa đá giống như không thể động đậy, muốn tự bạo đều không làm được. Sau đó, từng cái không gian pháp tắc, cấu tạo thành một cái tựa như trong suốt khối Rubik một dạng lồng giam không gian, đem cốt thiên đế một mực khóa ở bên trong. Thời gian của hắn, không gian, hoàn toàn bị Diệp Thần phong tỏa, cả người còn có ý thức, nhưng lại không thể sống động một chút. Diệp Thần lòng bàn tay hiển hóa ra một mảnh luân hồi địa ngục hư ảnh, đang hấp thu độ chi mảnh vụn đại lượng ma khí sau, hắn đã nắm giữ cường đại siêu độ pháp tắc cùng một tia luân hồi địa ngục sức mạnh. Bây giờ Diệp Thần có thể cấu tạo ra một cái đơn giản luân hồi địa ngục, mặc dù không có chân chính thời kỳ đỉnh phong địa ngục khủng bố như vậy, nhưng nên có núi đao biển lửa, dạ xoa tu la, các loại ác quỷ, cái gì cần có đều có. Diệp Thần liền bị phong tỏa ngăn cản cốt thiên đế, vứt xuống lòng bàn tay luân hồi trong địa ngục đi. Trong địa ngục ngàn vạn ác quỷ ác mộng, sẽ để cho cốt thiên đế tiếp nhận vô biên đau đớn. Đây là Diệp Thần đối với cốt thiên đế dày vò. Hắn lại đem độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, thiên ngục tử linh hoa, độ ngục vương tỏa các loại, chuyển hóa thành thuần túy linh khí năng lượng, dùng để tẩm bổ cốt cơ thể của thiên đế. Này chủ yếu là cân nhắc đến vừa mới đại chiến, cốt thiên đế hao tổn quá lớn, Diệp Thần nhất thiết phải trước tiên giúp hắn chữa thương khôi phục, đã như thế, cốt thiên đế mới có đầy đủ tư cách, đi làm chế tạo sáng sinh chi trụ tài liệu. Nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, gọi Diệp Thần cung cấp 3 bộ đỉnh cấp thiên đế thi thể, thời gian qua lâu như vậy, Diệp Thần chung quy là thu tập được cỗ thứ nhất. Cổ tinh môn cùng luân hồi trận doanh hai bên nhân mã, nhìn thấy Diệp Thần đánh bại cốt thiên đế, thậm chí đem đối phương thu vào địa ngục hình ảnh, đều là rung động. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Diệp Thần cũng là đè lên cốt thiên đế tới đánh, quả thực là vô địch, đến cuối cùng đem cốt thiên đế chấn áp, trước sau thời gian tiêu phí không cao hơn nửa nén hương thời gian. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đang cùng vũ tổ chiến đấu xấu viên vương, cũng là đầy mắt kinh ngạc, giống như lập tức bị quất rơi mất người lãnh đạo, ngơ ngác nói, cốt thiên đế bại. Cứ như vậy bại. Nó có thể tiếp nhận cốt thiên đế thất bại, nhưng không thể nào tiếp thu được hắn giống như chó chết, bị Diệp Thần đè lên đánh, hơn nữa không tới nửa nén hương thời gian cũng sẽ thua. Diệp Thần cường đại, lại đã cường đại đến tình trạng này, coi như Diệp Thần sau lưng có người chèo chống, nhưng hắn đối với thần thông vận dụng, pháp tắc vận dụng, đủ loại võ kỹ vận dụng, cũng đủ để vang dội cổ kim. Ha ha ha, Diệp Thần, làm được tốt. Phú Tổ ngửa mặt lên trời cười to, tinh thần phấn chấn. Thiên chiêu vũ hồn kích như rồng cuồng đâm, xấu viên vương trong kinh hoàng, ngăn cản không được, bị một kích xuyên qua đầu vai. Thốn kình, băng thiên. Phú Tổ lại thuận thế vội xông đi lên, hung hăng một quyền, đánh bể đầu của nó, máu tươi cùng óc bắn tung tóe. Cốt thiên đế cùng xấu viên vương, hiên viên vương thủ hạ cường đại nhất hai vị cao thủ, phụ tá đắc lực, cứ như vậy tại không đến nửa nén hương thời gian bên trong, tuần tự bại vong, toàn trường đều kinh hãi. Luân hồi trận doanh đám người, tại ngắn ngủi ngây người đi qua, chính là bộc phát ra một hồi như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ, mà cổ tinh môn tất cả trưởng lão hộ pháp các đệ tử, nhưng là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Hiên viên vương cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới cốt thiên đế cùng xấu viên vương bị bại nhanh như vậy. Luân hồi chi chủ a luân hồi chi chủ, người thực sự là muốn mạng của ta a. Hiên viên vương gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Thần, ánh mắt giống như rắn độc cừu hận. Hắn lại nhìn phía trụ thần đại trận, lúc này cái kia trụ thần đại trận, huyết khí lượn lờ trùng thiên, ẩn ẩn đạt tới thiên nhân cảm ứng, hắn có thể nghe được đại hiền giả âm thanh, nhưng muốn chân chính thu lấy đại hiền giả quyền hành, còn cần chút thời gian. Bây giờ Diệp Thần cùng Vũ Tổ, rõ ràng sẽ lại không cho hắn bất luận cái gì thời gian. Phương xa sụp đổ di tích cổ bên trong, nếu Tường Vi nhìn thấy Diệp Thần khí thế ngất trời bộ dáng, cũng là kinh ngạc tán thưởng không thôi, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục vẻ vui thích. Nghĩ thầm, thiên tổ cuối cùng có người kế nghiệp. Một bên Lá Khô Ma Tôn, nhưng là run lẩy bẩy, hắn vốn còn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng nhìn bộ dáng, hắn không có bị chiến đấu tác động đến đều coi là tốt. Ha ha ha, Phú Tổ đánh chết xấu viên vương, cuồng ngạo cười to, ánh mắt nhìn về phía hiên viên vương, quát lên. Hiên viên vương, ngày tận thế của ngươi đến. Hắn bị cổ tinh môn săn bắn không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhận hết khốn khó. Hôm nay cuối cùng có cơ hội báo thù, trong lòng cực kỳ thoải mái, lập tức huy động thiên chiêu vũ hồn kích, một kích hung hăng hướng về cổ tinh môn sơn môn vòng bảo hộ mãnh liệt đâm mà đi. Cổ tinh môn cái kia sơn môn vòng bảo hộ, sớm đã gặp trọng trọng xung kích, lại chịu Vũ Tổ một kích mà nói, tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn triệt để phá toái. Hiên viên vương đại nhân,
chúng ta xong. Cổ Tinh Môn nội, mấy cái chờ đợi tại Hiên Viên Vương bên người Thái Thượng Trưởng Lão, lộ ra hoảng sợ biểu tình tuyệt vọng, liền nhìn Vũ Tổ một kích đâm tới, lại là thúc thủ vô sách. Những thứ này Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực cũng không mạnh, chỉ là bối phận cao, trước kia từng theo Hầu Múa Thiên Đế cứu vớt tận thế, tại tận thế đại kiếp đi qua, bọn hắn tu vi khí tức suy sụp, bây giờ hoàn toàn không có thủ đoạn đi đối kháng Vũ Tổ cùng Diệp Thần. Vội cái gì? Hiên Viên Vương lông mày đầu nhíu một cái, rất là không vui, ngón tay vẩy một cái, mấy cái kia Thái Thượng Trưởng Lão, liền lọt vào một cỗ lực lượng xung kích, thân thể ngã vào trụ thần đại trận bên trong, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thành tế phẩm. Hoa lạp, Vũ Tổ trường kích đã đâm tới, chỉ nhất kích, liền xuyên thủng Cổ Tinh Môn Sơn Môn vòng bảo hộ tại bị đánh xuyên một cái lỗ thủng sau, trật tự pháp tắc phá toái, toàn bộ vòng bảo hộ trong nháy mắt liền diệt vong tiêu tan. Cổ tinh bên trong cửa hết thảy, đều triệt để bạo lộ ra. Ha ha ha, Vũ Tổ cười to, vung kích hướng Hiên Viên Vương quét tới. Bên trên bầu trời, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, cũng là một cái lắc mình, nắm chặt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, chém tới Hiên Viên Vương. Theo Diệp Thần thân thể hoạt động, còn có cuồn cuộn huyền thiên tinh sông nước sông, cuối cùng là đột phá cổ tinh môn tất cả phòng ngự, điên cuồng chút xuống quán chú đi vào. Luân hồi trận doanh bên này, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Thanh Đồng Cổ Thiềm mấy người, vội vàng mang theo đám người đằng không mà lên, miễn cho bị huyền thiên tinh sông bao phủ. Thiên Nữ lấy kiếm hóa thuyền, thần chu thiên kiếm biến thành phương chu, gánh chịu được luân hồi trận doanh tất cả mọi người, ánh mắt mọi người liền nhìn về phía dưới, liền thấy toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, đã toàn bộ bị hồng thủy nuốt sống. Huyền thiên tinh sông hồng thủy gào thét, khí tượng bàng bạc, mãnh liệt dòng nước như cự long va chạm, liền sụp đổ di tích cổ đều bị chìm. Nếu tường vi cùng lá khô ma tôn không thể không phi thân lên. Cổ tinh môn sơn môn, cũng triệt để bị dìm ngập, Diệp Thần cảm giác huyền thiên tinh sông có chút mất khống chế, hồng thủy như mãnh thú, hắn có chút trưởng khống không được. Cái này huyền thiên tinh sông, lực lượng hay là quá kinh khủng, ẩn chứa trong đó tinh không chi lực, sáng thế diệt thế chi lực, hắc ám chi lực, quả thực là nghịch thiên, Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế chiến đấu hoàn tất sau, tự thân khí tức tiêu hao không nhỏ. Bây giờ trưởng khống huyền thiên tinh sông đã cảm giác vô cùng phí sức. Ầm ầm, cuồn cuộn mãnh liệt huyền thiên tinh sông, đem cổ tinh bên trong cửa hết thảy kiến trúc, rất nhiều cổ lão bí cảnh, toàn bộ phá hủy chôn vùi đi, tất cả trận pháp bảo vệ, sát lục trận pháp, tại huyền thiên tinh sông trùng kích vào, liền tựa như là giấy đồng dạng, ngăn cản không nổi một chút. Đây là tinh không bị ngạn sông thần uy lực, trên trời sông thần hàng thế, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, chôn vùi hết thảy. Trong toàn trường, cũng chỉ có Hiên Viên Vương đứng yên một tấc vuông, còn không có bị hồng thủy nuốt hết. Hiên Viên Vương khí hơi thở hùng vĩ, tạo thành một cỗ khí tràng, đem hồng thủy ngăn tại bên ngoài, còn tại duy trì lấy trụ thần đại trận vận chuyển, muốn tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Nhưng, đã không kịp. Diệp Thần cùng Vũ Tổ, một trái một phải, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm cùng trời chiêu vũ hồn kích, mang theo kinh thế quang hoa cùng phong mang, hướng hắn bạo sát mà đến. Hắn đã không có chỗ trống đi tiếp thu đại hiền giả quyền hành. A, bản tọa không cam lòng, không cam lòng a. Hiên Viên Vương bị buộc đến tuyệt lộ, phát ra thê lương thảm thiết tiếng kêu to, từng cái tóc sôi sục phiêu tán, hắn cũng không để ý sinh tử của mình, hắn chết không quan trọng, chỉ cần có thể thành lập được trong lòng hoàn mỹ thế giới. Hắn từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó, liền gánh vác lấy số mệnh, muốn chấn áp thế gian hắc ám, truyền bá văn minh chi quang, thiết lập trung cực trật tự, chế tạo hoàn mỹ thế giới số mệnh. Đây là hắn sinh tồn ý nghĩa. Nhưng trong lúc trước mắt, số mệnh chưa thành, hắn lại sắp bỏ mình. Hắn không cam lòng, ánh mắt huyết hồng, tràn đầy tê liệt phẫn nộ, toàn thân khí tức tại thời khắc này nổ tung, khí tràng cường đại mở rộng ra, đem Diệp Thần cùng Vũ Tổ đều đẩy lui. Diệp Thần cùng Vũ Tổ tương vọng một mắt, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hiên Viên Vương lực lượng hùng hồn như thế. Thực lực của người này không thể dùng lẽ thường ước đoán, bản thân hắn chính là vĩ đại kỳ quan, ẩn chứa văn minh trật tự, chư thiên thế giới, vương triều đế quốc, ngàn vạn gia tộc môn phái, chỉ cần là có trật tự chỗ, hắn đều có thể hấp thu sức mạnh. Vũ Tổ ánh mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, Hiên Viên Vương tồn tại rất đặc thù, thực lực của hắn không thể dùng thường quy cảnh giới đi đánh giá, hắn là nắm giữ một loại pháp tắc nào đó sức mạnh, trật tự pháp tắc. Hết thảy trật tự, pháp lệnh, văn minh, giáo hóa, quang minh, phồn vinh, hưng thịnh, mỹ hảo, cũng có thể vì Hiên Viên Vương cung cấp trợ lực, cho nên thực lực chân chính của hắn, phi thường cường đại, coi như cùng Vũ Tổ cái này siêu phẩm thiên đế so sánh, cũng
cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Hiên Viên Vương khiếm khuyết, là một bộ đủ cường đại nhục thân, hắn bây giờ chỉ là mượn dùng ngày xưa ban thiên đế thi thể, thân thể này nội tình cùng tiêu hóa lực thực sự là có hạn, cũng không cách nào chịu tải chư thiên vô tận trật tự vĩ lực. Nhưng bất kể như thế nào, Hiên Viên Vương trung quy là cực kỳ cường hãn đặc thù tồn tại, hắn bây giờ giống như điên dại phát cuồng, Diệp Thần cùng Vũ Tổ muốn giết chết hắn mà nói, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Không sao, Sư Tôn, chúng ta hợp lực thi triển thiên đạo đại tinh không, đủ để đem cái này Hiên Viên Vương chấn giết. Diệp Thần ung dung không vội, trong lòng có tính toán trước. Chỉ cần Hiên Viên Vương không có kế thừa đại hiền giả sức mạnh, vậy hắn là không lật được trời, dù sao có Vũ Tổ Tôn này siêu phẩm thiên đế ở đây, kết hợp với Diệp Thần cường đại thần thông, đủ để đem chấn sát. Vũ Tổ nghe Diệp Thần lời nói, ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái. Răng rắc. Lúc này, Hiên Viên Vương đã bước vào cái kia trụ thần đại trận bên trong. Hắn giang hai cánh tay, tựa hồ muốn tiếp thu đại hiền giả quyền hành, từng sợi huyết sắc quang mang tràn vào hắn trong thân thể, trên bầu trời, có mịt mờ pháp tắc khí tức tại cổ động, giống như có đồ vật gì đang cùng hắn cộng minh lấy. Động thủ. Diệp Thần quyết định thật nhanh, tay bóp quyết, một tờ tinh không đạo thư như màn sân khấu bay ra, trong nháy mắt bao trùm thiên khung, hóa thành một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, phía dưới tàn phá bừa bãi huyền thiên tinh sông, phản chiếu lấy điểm điểm tinh quang, rực rỡ hùng vĩ. Bàng bạc tinh thần chi lực, nhật nguyệt uy áp, tinh không pháp tắc, giữa thiên địa quanh quẩn, có hồng cự tinh ở phương xa phía chân trời nổ tung, truyền đến kinh người khí lãng cùng tia sáng phóng xạ, có mãn thiên tinh thần hóa thành mưa sao băng bay xuống, mỗi một khỏa thiên thạch cũng như hỏa cầu thật lớn, nện ở bị hồng thủy chìm ngập tinh nguyên hạo thổ bên trên, liền ầm vang nổ lên cao vạn trượng sóng lớn. Có từng cái hình vòng xoáy trạng tinh hệ, trong tinh không chìm nổi lấy mặt, mỗi một cái trong tinh hệ, đều có triệu tỷ tỷ ngôi sao. Mỗi một viên tinh thần tia sáng cùng sức mạnh, đều chút xuống đến trên thân Diệp Thần. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Lá Khô Ma Tôn, Nếu Tường Vi bọn người, còn có toàn trường luân hồi trận doanh võ giả, cổ tinh môn còn sót lại đệ tử, mắt thấy một màn này, toàn bộ đều sợ ngây người. Thời khắc này Diệp Thần, phóng xuất ra tinh không đạo thư, triệu hồi ra thiên đạo đại tinh không, hình ảnh thực sự quá hùng vĩ. Ức vạn tinh thần, phổ biên minh mông vũ trụ, tất cả sức mạnh vĩ đại, toàn bộ hội tụ tại trên thân Diệp Thần, Diệp Thần toàn thân làn da hóa thành óng ánh trong suốt màu sắc, như tinh không chế tạo, hắn phảng phất chính là vô biên tinh không chúa tể, là vĩ đại vũ trụ sáng thế thần, liền trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm, đều hóa thành tinh không giống như thâm thúy màu sắc, một kiếm liền hướng Hiên Viên Vương chém tới. Khi Diệp Thần vung chém ra một kiếm, phanh 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 phanh, trong tinh không, triệu tỷ tỷ hành tinh nhật nguyệt cùng nhau nổ tung. Sáng chói nổ tung tia sáng đem tinh không đều chiếu sáng, đây là Diệp Thần kiếm, hội tụ chư thiên tinh thần chi lực, một kiếm ra, cuồn cuộn tinh thần năng lượng đều bị hắn rút sạch, ngôi sao đầy trời liền bạo diệt. Cảm nhận được Diệp Thần một kiếm này uy thế, toàn trường tất cả mọi người đều là ngạt thở, trợn mắt hốc mồm run lẩy bẩy. Đây là bực nào huy hoàng nhất kiếm, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể tiếp lấy người một kiếm này Diệp Thần, có thể ngay cả 10 cái cũng không có. Tại Diệp Thần xuất kiếm đồng thời, Vũ Tổ cũng động, hắn nhanh chân bước ra, khí trùng thiên khung, tinh thần ý chí cùng thiên đạo cộng minh, tinh không phía trên liền hiển hóa ra một khỏa thiên ma đạo phương, đây không phải là cái gì hư ảnh, mà là chúa tể không không lúc nào khoảng không hết thảy quy luật pháp tắc thiên ma đạo phương, thật sự bị hắn triệu hoán đi ra. Diệp Thần thiên đạo đại tinh không, vốn là có thể triệu hoán thiên đạo hư ảnh, mà Vũ Tổ thân là thiên đạo người đại diện, cũng có thể câu thông thiên đạo. Lần này hai sư đồ đồng loạt ra tay, cái này một mảnh bầu trời đạo đại tinh không, khí tượng rộng rãi tới cực điểm, liền chân chính thiên ma đạo phương, đều được triệu hoán xuống, từng sợi như thủy tinh thiên đạo chân quang, cuồn cuộn thần huy, liền rơi vào Diệp Thần cùng trên thân Vũ Tổ. Hai người lấy được thiên đạo chúc phúc, càng là uy mãnh vô địch, bành trướng bá khí, sư đồ dưới sự liên thủ, liền xem như hồn thiên đế, hồng quân lão tổ loại này cấp bậc cường giả, đều khó có khả năng thẳng anh kỳ phong. Diệp Thần một kiếm, Vũ Tổ một kích, tả hữu giáp công, liền hướng Hiên Viên Vương bạo sát mà đi. Hiên Viên Vương giống to, tựa như trở thành một đầu bị buộc đến tuyệt lộ dã thú, tròn mắt tận nứt, làn da cũng nứt ra, khí tức bàng bạc nổ tung, từng cái tóc sôi sục, hắn khí chàng cường đại đủ để đem thiên đế cấp bậc cường giả, như con kiến hôi nghiền nát đi. Nhưng Diệp Thần cùng Vũ Tổ, sư đồ liên thủ, sát khí ngút trời, tài năng lộ rõ. Tuyệt mệnh thiên kiếm cùng trời chiêu vũ hồn kích, mang theo nhật nguyệt tinh thần rực rỡ quang huy,
nhẹ nhõm liền đột phá rồi Hiên Viên Vương khí chàng, mãnh liệt chém giết mà đi. Răng rắc, răng rắc. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Hiên Viên Vương hai tay tề xuất, thế mà dựa vào một đôi tay không, một tay bắt được Diệp Thần Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, tay kia bắt được Vũ Tổ Thiên Chiêu Vũ Hồn Kích, kiếm cùng kích ẩn chứa lực lượng cường đại, tại chỗ để cho hắn cẳng tay đứt gãy. Nhưng, Diệp Thần cùng Vũ Tổ cũng cảm thấy có một cổ quỷ dị nóng bỏng khí tức, dọc theo Hiên Viên Vương bàn tay, đổ truyền mà đến. Chỉ thấy Hiên Viên Vương đôi bàn tay, đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, cái kia liệt hỏa bên trong, mang theo so thiên kiếp còn kinh khủng hơn tai nạn khí tức. Không chỉ là hai tay, Hiên Viên Vương toàn thân đều giấy lên kiếp hỏa, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều tựa như ẩn chứa ngàn vạn ngọn núi lửa, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, cuồn cuộn nham tương vọt ra. Hùng mãnh kiếp hỏa đem hắn gương mặt ngũ quan đều thiêu đến bóp méo, trong cổ họng hắn như là dã thú kéo dài gầm rú kêu gào. Là, phần thiên đại kiếp. Diệp Thần đại chấn, vừa nhìn thấy trên thân Hiên Viên Vương giấy lên kiếp hỏa, hắn thì nhìn đi ra, cái kia lại là phần thiên đại kiếp. Hắn chỉ sợ chính mình lọt vào phần thiên đại kiếp phản phệ, vội vàng đem Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm rút trở về. Vũ Tổ cũng là kinh hãi, rút ra trường kích thân thể bay ngược. Các ngươi hủy diệt bản tọa bá nghiệp, bản tọa muốn các ngươi chôn cùng. Coi như bản tọa không chiếm được đại hiền giả quyền hành, nhưng cũng có thể kế thừa hắn kiếp nạn. Hôm nay bản tọa cùng các ngươi cùng nhau hóa thành cho bụi, đồng quy vu tận chính là. Hồng Quân lão tổ, trông mong mời ngươi tương lai kế thừa đại hiền giả nguyện vọng, truyền bá giáo hóa, trấn áp hắc ám, thiết lập hoàn mỹ quốc độ, bản tọa hôm nay thay ngươi chu diệt luân hồi. Hiên Viên Vương lớn tiếng gào thét. Tại phần thiên đại kiếp liệt hỏa bao trùm phía dưới, hắn đã trở thành một hỏa nhân, toàn thân thiên hỏa tàn phá bừa bãi, kiếp nạn gào thét, nhiệt độ kinh khủng để cho chung quanh huyền thiên tinh sông đều bốc hơi. Dưới chân hắn trụ thần đại trận, đã phá toái, mặc dù hắn đã hiến tế đầy đủ tế phẩm, nhưng ở Diệp Thần cùng Vũ Tổ ngăn cản phía dưới, hắn đồng thời không thể thành công kế thừa đại hiền giả quyền hành. Nhưng, hắn cũng không có hoàn toàn thất bại, hắn vẫn là kế thừa đại hiền giả một điểm sức mạnh. Nhưng không phải bất luận cái gì quang minh vĩ đại ngay mặt sức mạnh, mà là phần thiên đại kiếp sức mạnh. Đại hiền giả phần thiên đại kiếp, chỉ ít có một nửa sức mạnh, truyền tới trên thân Hiên Viên Vương. Phần thiên đại kiếp, kinh khủng bực nào, Hiên Viên Vương chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt phỏng, làn da, cơ bắp, xương cốt, linh hồn, toàn bộ hết thảy, đều nhanh muốn bị vô tận liệt hỏa chôn vùi. Nhưng hắn bây giờ còn bảo lưu lấy thanh tỉnh ý thức, hắn phát ra thật lớn âm thanh. Hy vọng Hồng Quân lão tổ có thể kế thừa ý chí của hắn, kế thừa truyền bá đại hiền giả hào quang. Mà trước lúc này, hắn sẽ chu diệt luân hồi, vì Hồng Quân lão tổ chém dụng bụi gai, mở con đường phía trước. Oanh! Hiên Viên Vương tựa như một đầu hỏa diễm cuồng ma, trong nháy mắt liền ép bạo hư không, giết đến Diệp Thần trước mặt. Phần hồn liệt diễm chảm. Bàn tay hắn bổ ra, liệt diễm như đao, lăng lệ vô song, nóng bỏng đao mang cuốn lấy thiêu tấn vạn vật liệt diễm kiếp hỏa. Vô cùng hung mãnh hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, Hiên Viên Vương đã là điên dại, hắn đáng sợ không phải bản thân hắn, mà là trên người hắn thiêu đốt phần thiên đại kiếp. Một chiêu này phần hồn liệt diễm chảm, mang theo vô cùng kinh khủng phần thiên kiếp hỏa uy năng gào thét mà đến, liền Diệp Thần đều cảm thấy ngạt thở. Tinh bạo khí lưu chảm. Diệp Thần vội vàng phi thân lui lại, đồng thời thôi động huyền thiên tinh lưu quyết, điều động bốn phía huyền thiên tinh sông sức mạnh. Một kiếm vung ra, chính là cuốn lên cuồn cuộn tinh hà sóng lớn, hướng Hiên Viên Vương chém giết mà đi. Xùy, oanh, một thủy một hỏa hai đạo sát chiêu, mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, Diệp Thần kiếm mang dòng nước, còn có Hiên Viên Vương kiếp hỏa đao mang, song song va chạm xé rách nổ tung to lớn khí lãng đem Diệp Thần đánh bay, phụ cận một số võ giả lọt vào dư ba xung kích, thân thể tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Thần võ nhất kích, phá. Vũ Tổ quát to một tiếng, cũng không có để cho Diệp Thần độc thân chiến đấu, từ sau vừa mới kích mãnh liệt đâm mà ra, tinh chuẩn quán xuyên cơ thể của Hiên Viên Vương. Nhưng, tại chọc thủng cơ thể của Hiên Viên Vương sau, Vũ Tổ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn cảm thấy, chính mình cái này một kích, cũng không có xuyên thủng ra thịt chắc nịch cảm giác, chỉ có vô tận trống rỗng, giống như xuyên thấu không khí. Cơ thể của Hiên Viên Vương, đã không tồn tại. Tại phần thiên đại kiếp bao trùm phía dưới, cơ thể của Hiên Viên Vương đã thiêu đốt thành hư vô, hắn chỉ còn lại linh hồn ý chí, đang thao túng phần thiên đại kiếp kiếp hỏa, chính là một cái thuần túy hỏa diễm người. Phần thiên đại kiếp lực sát thương, cực kỳ khủng bố, không cần bao lâu, Hiên Viên Vương linh hồn ý chí, cùng
cũng biết triệt để bị cướp hỏa phần thành hư vô, hắn vô cùng rõ ràng điểm này, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn vẻ dữ tợn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là tại linh hồn bị đốt diệt phía trước, triệt để diệt sát Diệp Thần cùng Vũ Tổ. Các ngươi giết không chết bản tọa muốn các ngươi hồi phi yên diệt. Thiên Viên Vương nhe răng cười, hỏa diễm đại thủ chụp ra, thiên địa pháp tướng một chút hiển hóa, bàn tay tựa như giả thiên thật lớn, bàng bạc trưởng thế lay rơi xuống tinh thần, ngôi sao đầy trời rơi xuống, nhật nguyệt bạo diệt, vừa mới Diệp Thần cùng Vũ Tổ gọi ra thiên đạo đại tinh khoảng không, giống như một trang giấy giống như bị vô thanh vô tức đốt thành hư vô. Bầu trời đã không tồn tại, chỉ còn lại một đoàn cuồng loạn bạo ngược hỗn độn hỏa diễm dòng lũ, vô tận hỏa vân đang lăn lộn, đó là Hiên Viên Vương trên người phần thiên đại kiếp, nhiễu loạn thiên tượng, cho dù là thiên ma đạo phương, đều không thể áp chế, thậm chí muốn bị Hiên Viên Vương trên người kiếp hỏa khí tức, ép ẩn độn mở ra. Phần thiên đại kiếp kiến nạn như vậy, đã vượt qua thiên đạo cũng không thể áp chế, uy thế quá kinh khủng, Hiên Viên Vương một chút hỏa diễm bàn tay, trước tiên hướng Vũ Tổ vỗ tới. Tại Hiên Viên Vương bàn tay to lớn phía dưới, Vũ Tổ cái này siêu phẩm thiên đế, lại như con kiến hôi nhỏ bé. Phần thiên đại kiếp, cỡ nào tồn tại, có thể nói là thế gian kinh khủng nhất kiếp nạn, ngay cả thiên ngoại trụ thần đều không thể chịu đựng, chớ nói chi là Vũ Tổ. Vũ Tổ đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy tại Hiên Viên Vương một trưởng bên dưới, chính mình khí thế lại bị hoàn toàn khóa chặt, không cách nào chuyển động. Sư tôn cẩn thận, Diệp Thần khẽ cắn môi, vung tay lên. Lơ lửng ở chân trời phía trên, bị hắn dùng để áp chế huyền thiên tinh sông đạo thiên kiếm, lập tức liền đè xuống, cao vạn trượng cự kiếm ngăn tại trước mặt Vũ Tổ. Phanh! Thiên Viên Vương hung hăng một trưởng, liền đánh vào Diệp Thần đạo thiên trên thân kiếm ấn ra một cái đáng sợ hỏa diễm trưởng ấn. Diệp Thần kêu lên một tiếng, bị liên lụy phản phệ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi phỏng, thậm chí trong cơ thể mình phần thiên đại kiếp, cũng có bị câu lên dấu hiệu. Vốn là hắn đạo thiên kiếm, phía trên dùng tảng sáng cung đúc khắc ra một đạo thủ hộ phù văn, đủ để áp chế hắn thể nội phần thiên đại kiếp, chỉ cần hắn không quá phận sử dụng tử thần quyền hành sức mạnh, cái này đại kiếp cũng sẽ không bộc phát. Nhưng bây giờ, tại Hiên Viên Vương kiếp hỏa đại thủ trùng kích vào, Diệp Thần chính mình đại kiếp, cũng có bộc phát dấu hiệu. Luân hồi chi chủ, như vậy vội vã chịu chết sao? Ha ha, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Hiên Viên Vương quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Liền cười gằn, bàn tay hiển hóa ra một cây hỏa diễm tiêu thương, xoẹt một tiếng, tiêu thương ném ra, thẳng hướng Diệp Thần sâu giết mà đi. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ thấy tình thế không ổn, lập tức điên cuồng bốc cháy lên thần hồn của mình, đem tất cả sức mạnh đều trút xuống đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Mộ chủ, chúng ta đến cực hạn, nhưng còn giống như là đánh không lại cái này Hiên Viên Vương a. Chín thương cổ hoàng gầm hét lên, cảm giác sâu sắc không ổn. Hắn cùng sụp đổ chi chủ, thật là không giữ lại chút nào đang liều mạng, thần hồn đều đang thiêu đốt, hai người hồn phách cấp tốc ảm đạm đi, giống như sau một khắc liền muốn tiêu tan. Nhưng kể cả như thế, đối mặt Hiên Viên Vương, lực lượng của hai người, cũng lộ ra nhỏ bé. Cái này kỳ thực không phải Hiên Viên Vương cường đại, là phần thiên đại kiếp quá mức kinh khủng, đây chính là ngay cả trụ thần đều không thể chịu đựng kiếp nạn a. Hiên Viên Vương bây giờ chấp trưởng kiếp hỏa, quả thực là thiêu tẫn chư thiên vô địch. Diệp Thần khẽ cắn môi, vội vàng thôi động đạo thiên kiếm, oanh một tiếng, miễn cưỡng lại ngăn trở Hiên Viên Vương tiêu thương nhất kích. Còn nghĩ ngoan cố chống lại. Hiên Viên Vương nhe răng cười, hai tay giương lên, trên thân từng mảnh hỏa diễm bắn ra, rơi xuống dưới chân huyền thiên tinh trong sông, tinh hà nước sông sôi trào, hóa thành nóng bỏng đỏ thẫm nham tương, theo động tác tay của hắn. Cuồn cuộn nham tương liền tựa như biển động đồng dạng, hướng Diệp Thần bao phủ mà đi. Diệp Thần lập tức ngạt thở, biết lại tiếp như vậy, chính mình là chết chắc. Muốn phá cục, chỉ có nhất pháp. Thế gian này, có thể cùng trụ thần lực lượng đối kháng, cũng chỉ có trụ thần. Tử thần quyền hành, quyết tử ma nhãn, mở. Diệp Thần hai tay kết ấn, quát to một tiếng, trong đan điền trụ thần chủng tử phóng ra ngập trời đen hy, cuồn cuộn hắc ám cùng tử vong năng lượng. Trong nháy mắt bạo dũng hướng Diệp Thần kinh mạch toàn thân. Hắn trực tiếp bộc phát ra Diêm Ma tử thần quyền hành sức mạnh, tại thời khắc này, như thân hóa tử thần, quần áo trên người hóa thành màu đen tử thần trường bào, vô biên hắc khí tại hắn quanh người dũng đãng, diễn hóa ra địa ngục huyết hải, ngàn vạn tu la ác quỷ tràng diện. Mượn nhờ tử thần chi lực, Diệp Thần hai mắt hóa thành màu sắc đen nhánh, quyết tử ma nhãn trực tiếp mở ra.
Cái này quyết tử ma nhãn, là hồn thiên đế ánh mắt, cũng là thần thông, có thể thông qua hậu thiên tu luyện sáng lập ra. Diệp thần quyết tử ma nhãn, vốn là chỉ có một khỏa, nhưng bây giờ, hắn hai con mắt, đều hóa thành ma nhãn. Hắc ám là tương thông, tử thần quyền hành vốn là mang theo chí cao vô thượng hắc ám cùng tử vong uy năng, cho nên, dựa vào tử thần quyền hành sức mạnh, Diệp thần đủ để đem hai mắt đều hóa thành quyết tử ma nhãn. Hắn quyết tử ma nhãn pháp tắc sức mạnh, thậm chí vượt qua hồn thiên đế bản thân. Xì xì xì. Diệp thần quyết tử ma nhãn, một chút mở ra, bên trong hư không liền vang lên từng trận phá diệt âm thanh, chung quanh hắn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều tại sụp đổ, biến thành hư vô hỗn độn. Vô biên vô hạn, mênh mông bàng bạc hắc ám cùng khí tức tử vong, từ Diệp thần hai mắt lan tràn ra, khi hắn ánh mắt chạm đến Hiên Viên Vương cuốn tới nham tương thủy triều, cái kia rực đỏ nham tương thủy triều, lập tức suy một tiếng, vậy mà tại chỗ bốc hơi xuất thủy hơi. Ân. Hiên Viên Vương nhìn thấy Diệp thần một đôi mắt, chỉ một thoáng sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ khí lạnh, tựa như thấy được ngày xưa Diêm Ma tử thần đích thân tới. Suy suy suy. Tại quyết tử ma nhãn tử vong ba động áp chế xuống, Hiên Viên Vương trên người kiếp hỏa, không ngừng bị bốc hơi hết, suy suy hóa thành khói xanh. Thậm chí, Hiên Viên Vương cảm thấy, linh hồn của mình ý thức, tại Diệp thần quyết tử ma nhãn uy áp bên dưới, cũng muốn hướng đi chôn vùi. Dạ hoàng tử thần trảm. Diệp thần ánh mắt sắc bén, tuyệt mệnh thiên kiếm cuồng trảm mà ra, dạ hoàng trải qua cùng tử thần quyền hành dung hợp, cuồn cuộn bóng tối vô biên cùng khí tức tử vong, tại tuyệt mệnh thiên trên thân kiếm hội tụ, cả thanh kiếm hóa thành đen như mực màu sắc. Hắn muốn một kiếm đem Hiên Viên Vương chém chết. Cơ thể của Hiên Viên Vương đã sớm bị phần thiên đại kiếp đốt thành hư vô, chỉ còn lại một tia linh hồn ý thức, cái kia phần thiên đại kiếp, không có nhục thân ký thác, cũng sẽ không vĩnh hằng tồn tại tiếp, sớm muộn sẽ như mây khói giống như tiêu tan. Hiên Viên Vương là muốn tại linh hồn mình tẫn diệt phía trước, tại phần thiên đại kiếp tiêu tan phía trước, lôi kéo Diệp Thần cùng Vũ Tổ chôn cùng. Nhưng, Diệp Thần sẽ không cho hắn cơ hội này. Tử thần quyền hành sức mạnh đã bộc phát, Diệp thần bây giờ liền tựa như là một cái tử thần, trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm muốn sâu xé thế gian hết thảy vong hồn, lăng lệ hung hãn sát phạt khí tức, để cho Hiên Viên Vương cảm thấy mình linh hồn đều phải triệt để bị chém chết xoắn nát. Muốn giết bản tọa, vậy thì cùng chết. Hiên Viên Vương biểu lộ dữ tợn, kiếp hỏa hóa thành một cái hỏa diễm đao, suy một tiếng chém về phía Diệp thần tuyệt mệnh thiên kiếm. Đao kiếm va chạm, hai cỗ sức mạnh trên không trung nổ tung. Hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào một chỗ, nổ lên oanh liệt phong bạo, không khí chung quanh lọt vào xé rách, phát ra cực kỳ sắc bén gào thét. Từng mảnh kiếp hỏa bắn ra, quay đầu đúng ngay vào mặt hướng Diệp thần vọt tới, nhưng đều bị Diệp thần quyết tử ma nhãn hóa giải mất. Diệp thần ánh mắt như điện, toàn thân sức mạnh toàn bộ chút xuống đến tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong, dùng sức đem mũi kiếm hướng Hiên Viên Vương đè đi, chỉ cần có thể chém chết đi Hiên Viên Vương linh hồn ý thức. Phần thiên đại kiếp kiếp hỏa mất đi chèo chống cùng ký thác, liền sẽ cấp tốc tán loạn. Tại Diệp thần cường hoành bàng bạc kiếm thế uy áp bên dưới, Hiên Viên Vương minh lộ ra không địch lại, trong tay hỏa diễm đao trật tự rất nhanh sụp đổ, thân đao hóa thành nát hỏa băng tán. Diệp thần trong miệng phát ra tiếng kêu to, tròn mắt tận nứt, mũi kiếm cắt vào Hiên Viên Vương hỏa diễm trong thân thể đi, một chút hơ lửa diễm nồng cốt linh hồn cắt tới. Hiên Viên Vương lại là nhe răng cười. Ngửa mặt lên trời phát ra cười ha ha, toàn thân kiếp hỏa mãnh liệt phồng lên, đây là muốn tự bạo. Luân hồi chi chủ, chúng ta cùng nhau hóa thành cho bụi. Hiên Viên Vương cuồng tiếu, tại Diệp thần mũi kiếm cắt xuống, hắn hỏa diễm thân thể cũng tại cấp tốc bị bại, nhưng còn lại kiếp hỏa chi lực, đủ để cho hắn bộc phát ra một hồi kinh thế tự bạo. Hắn liền muốn tự bạo, lôi kéo Diệp thần cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Diệp thần nhìn xem Hiên Viên Vương toàn thân hỏa diễm phồng lên bộ dáng. Liền biết hắn muốn tự bạo, nhưng hắn đã không thể lùi bước, cắn răng liều chết đem mũi kiếm hướng trong cơ thể hắn cắt tới. Hắn đang đánh cược của mình kiếm nhanh, có thể đuổi tại Hiên Viên Vương tự bạo phía trước, đem linh hồn hắn chém chết. Toàn trường người trợn mắt hốc mồm, vô cùng sợ hãi nhìn xem một màn này. Mau bỏ đi! Thanh đồng cổ thiềm hét lớn một tiếng, chỉ sợ Hiên Viên Vương tự bạo, uy lực nổ tung sẽ lan đến gần ở đây. Đem luân hồi trận doanh mấy chục vạn người toàn bộ nổ chết. Thiên nữ sợ hãi, vội vàng thôi động thiên kiếm thần chu lui lại, nàng cũng nghĩ giúp Diệp thần, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu, nàng căn bản là không có cách nhúng tay, chỉ có thể ở trong lòng vì Diệp thần cầu nguyện. Đến cùng là Diệp thần kiếm nhanh, vẫn là Hiên Viên Vương tự bạo nhanh. Không có người biết, Diệp thần đang đánh cược. Nhưng,
Phú Tổ nhìn thấy một màn này, cũng không dám đánh cược. Hắn nhanh chân xông về phía trước, bàn tay cách không hút một cái, bàng bạc hấp lực từ hắn lòng bàn tay truyền ra, liền muốn đem Hiên Viên Vương hút vào trong cơ thể mình. Hiên Viên Vương sững sờ, không nghĩ tới Vũ Tổ thế mà nghĩ hút vào chính mình. Vũ Thiên Nhai, người nghĩ nuốt ta. Ha ha ha, ngươi là đang tìm cái chết. Hiên Viên Vương trương cuồng cười to, cũng không có chống cự Vũ Tổ hấp thu, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì, hắn nguyên bản mục tiêu, chính là muốn cướp đoạt cơ thể của Vũ Tổ A. Vũ Tổ bây giờ thế mà hút vào hắn, đây là cho hắn đoạt xá cơ hội sống lại. Lập tức, Hiên Viên Vương liền không có chống cự, thân thể hóa thành từng tia lửa, toàn bộ bị Vũ Tổ hút vào đi qua. Trong khoảnh khắc, Vũ Tổ liền đem Hiên Viên Vương linh hồn, cũng dẫn đến phần thiên đại kiếp tất cả kiếp hỏa, toàn bộ thôn vệ vào trong cơ thể. Ngô! Phần thiên đại kiếp nhập thể, trong thoáng chốc, Vũ Tổ liền cảm giác thể nội có ngàn vạn ngọn núi lửa nổ tung, hắn cắn răng, vận chuyển siêu phẩm thiên đế pháp tắc sức mạnh, cưỡng ép đem thể nội kiếp hỏa áp chế lại, nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi áp chế, không cần bao lâu, kiếp hỏa liền sẽ một lần nữa bạo phát đi ra. Sư tôn! Diệp Thần một kiếm phách không, cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Tổ thế mà lại thôn vệ Hiên Viên Vương, liền phần thiên đại kiếp kiếp hỏa cũng toàn bộ cho nuốt. Vũ Tổ làm như vậy, quả thực là tự tìm cái chết, phần thiên đại kiếp bạo phát, đủ để đem hắn đốt thành kiếp cho. Ta không thể để cho Hiên Viên Vương tự bạo, bằng không ngươi có thể sẽ chết. Vũ Tổ thở ra một hơi, dường như là tạm thời áp chế lại phần thiên đại kiếp, khóe miệng thậm chí nhấc lên vẻ mỉm cười độ cong, hướng về Diệp Thần đạo. Không, ta có thể giết chết hắn. Diệp Thần toàn thân run rẩy, Vũ Tổ nuốt Hiên Viên Vương cùng phần thiên kiếp hỏa, lần này như thế nào cho phải, đầu hắn lâm vào trống không. Vũ Tổ cười cười nói, ta không dám đánh cược. Vừa mới là Diệp Thần kiếm nhanh, vẫn là Hiên Viên Vương tự bạo nhanh, Vũ Tổ không dám đánh cược. Bởi vì, Diệp Thần thân phận, quá là quan trọng, hắn là luân hồi trận doanh người lãnh đạo, nếu là hắn chết, toàn bộ luân hồi trận doanh, đều phải băng diệt. Mệnh của ngươi, so với ta mạng trọng yếu. Ta sẽ tìm một chỗ, tiếp đó dẫn bạo phần thiên đại kiếp, ta là muốn chết, nhưng chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, vậy liền đầy đủ. Vũ Tổ cười nhìn xem Diệp Thần, đột nhiên sắc mặt ảm đạm, ho khan kịch liệt một tiếng, thân thể một hồi phát run. Cái này phần thiên đại kiếp, quả nhiên hung mãnh a, ta sắp không áp chế được nữa, ta nhất thiết phải rời đi. Vũ Tổ khẽ cắn môi, hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh. Dẫn bạo đi phần thiên đại kiếp, miễn cho kiếp hỏa tàn phá bừa bãi, thương tổn tới Diệp Thần. Không, sư tôn, ngươi sao có thể? Diệp Thần đại não trống không, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ ra phương pháp phá cuộc, hắn không nghĩ tới Vũ Tổ thế mà lại nuốt lấy phần thiên kiếp hỏa. Gặp lại, nói dùm cho ta Hồng Quân một tiếng, ta còn nhớ rõ hắn người bạn này. Hắn đối với ngươi có chút hiểu lầm, hy vọng hắn có một ngày có thể biết rõ, có một số việc, cũng không phải lỗi của ngươi. Có thể ai cũng không tệ, chỉ là vận mệnh như thế, nửa điểm không do người a. Vũ Tổ thở dài, sau đó lại là nở nụ cười, quay người xé rách hư không, trực tiếp rời khỏi. Không. Diệp Thần rất là chấn động, tiến lên trước mấy bước, lại bị chung quanh mãnh liệt huyền thiên tinh sông nước sông đến chân đứng không vững, té ngã tại trong sông. Không cần đã lâu, chỉ thấy phương xa phía chân trời, oanh một tiếng, truyền ra kinh thiên nổ đùng, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ trụ trùng thiên. Rung động toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Phương xa nổ tung, thậm chí có khí lãng truyền lại đến mảnh này tinh nguyên hạo thổ, đem hồng thủy nhấc lên trọng trọng sóng lớn. Đó là Vũ Tổ tự bạo. Hắn dẫn nổ phần thiên kiếp hỏa, một tôn siêu phẩm thiên đế tự bạo, cũng dẫn đến kiếp hỏa nổ tung, khí tượng cỡ nào hung mãnh, toàn bộ không không lúc nào khoảng không đều bị rung chuyển, không biết bao nhiêu cái vũ trụ thế giới trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vô tận tinh thần vẫn lạc. Cuồng bạo sóng xung kích động truyền khắp toàn bộ không không, chấn động đến mức tất cả mọi người màng nhĩ phát run, đầu ong ong. Đây là một tôn siêu phẩm thiên đế vẫn lạc a, trong nháy mắt đã dẫn phát vô tận dị tượng, giữa thiên địa khắp nơi quanh quần ai ca, cử thế đồng bi, có như chút nước huyết phũ chiếu nghiêng xuống, thiên đạo cũng bị chấn động, Vũ Tổ xem như thiên đạo người đại diện, giờ khắc này vẫn lạc, thiên đạo rung chuyển, hạ xuống vô tận thiên tai. Tại không không lúc nào trống không từng mảnh giờ vũ trụ giữa không trung, trời sinh kinh lôi, địa dũng kiếp hỏa, đại địa băng liệt, địa mạch chỗ sâu nhất hắc ám sinh sôi ra quỷ dị quái vật, tàn phá bừa bãi lấy thu hoạch sinh linh hồn phách, vô tận tinh thần nhật nguyệt vẫn lạc rơi xuống đất, không biết phá hủy bao nhiêu cái thời không cùng quốc độ,
không biết có bao nhiêu người cho vũ tổ chôn cùng. Đây cũng không phải là vũ tổ bản ý, hắn không có ý định tổn thương người vô tội, cũng không muốn tai họa sinh linh, nhưng hắn tự bạo cùng vẫn lạc, quá mức rung động, kinh động đến thiên đạo, lệnh thiên đạo hàng giận, huyết phũ bay lả tả, tai họa tàn phá bừa bãi, có vô số sinh linh cho vũ tổ chôn cùng. Đây là một hồi kinh khủng đại thiên tai, Diệp Thần có thể cảm nhận được chư thiên thời không biến động. Luân hồi tinh giới bên trong, Nhậm Phi Phàm đang dẫn theo luân hồi trận doanh vô số cường giả, phản công Hồng Quân Lão Tổ, đoạt lại đại lượng mất đất. Đến cuối cùng, Hồng Quân Lão Tổ chỉ chiếm căn cứ lấy Tinh Không Thần Sơn nửa khúc trên địa bàn, địa phương khác toàn bộ bị Nhậm Phi Phàm thu phục. Tinh không này Thần Sơn nửa khúc trên địa bàn, lại là luân hồi tinh giới khẩn yếu nhất, trọng yếu nhất tồn tại, bởi vì Tinh Không Thần Trì, ngay tại trong đó, là Diệp Thần phục sinh chỗ mấu chốt. Nếu như bị mất Tinh Không Thần Trì, Diệp Thần liền tương đương là thiếu đi một lá bài tẩy, một khi chết, liền thật muốn chết, không có phục sinh khả năng. Hồng Quân Lão Tổ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên liều chết giữ vững cuối cùng này địa bàn. Hai người liền chuẩn bị quay chung quanh Tinh Không Thần Trì, bày ra kịch liệt nhất tranh đấu, nhưng lúc này, Vũ Tổ tự bạo bỏ mình. Huyết phú tại luân hồi tinh giới bay lả tả, Nhậm Phi Phàm cùng Hồng Quân Lão Tổ đều ngây dại, đình chỉ chiến đấu, có chút ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Luân hồi tinh giới đại địa bên trên, luân hồi trận doanh cùng Hồng Quân trận doanh kịch liệt chém giết hai đội nhân mã, cũng là ngừng tranh đấu, ngơ ngác nhìn xem từ thiên bay lả tả mưa máu. Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi, Võ Giao, Thân Độ Uyển Nhi, các nàng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có chút không thể tin được. Vũ Tổ thế mà chết, hơn nữa còn là tự bạo vẫn lạc. Thiên Nhai, Tinh Không Thần Sơn bên trên, Hồng Quân Lão Tổ thần sắc hoang mang, huyết phũ dính ướt y phục của hắn cùng tóc, ẩn chứa trong đó thê lương khí tức, tỏ rõ lấy Vũ Tổ đã chết, ngay cả thiên đạo đều bị chấn động, tại không không lúc nào trên xuống xuống ngập trời huyết phũ. Hồng Quân Lão Tổ tại thế gian này, cũng chỉ có Vũ Tổ một cái bạn thân, mặc dù hai người bởi vì lý niệm khác biệt, đã mỗi người đi một ngả, nhưng dù sao tình nghĩa còn tại. Bây giờ nhìn thấy Vũ Tổ vẫn lạc, Hồng Quân Lão Tổ đại não lập tức lâm vào trong trống không, một mảnh mờ mịt. Tinh Nguyên Hạo Thổ, Diệp Thần cảm giác được Vũ Tổ tự bạo bỏ mình, cũng là sợ hãi không thôi. Nhưng chợt, hắn liền phát hiện chính mình gặp phải nghiêm trọng hơn, chuyện càng đáng sợ. Huyền Thiên Tinh Sông đã mất đi khống chế, tất cả nước sông toàn bộ trút xuống, bao trùm toàn bộ Tinh Nguyên Hạo Thổ, trong nước sông ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, tướng Tinh Nguyên Hạo Thổ xé nát, mảnh này cương vực đã hóa thành hư vô. Cũng dẫn đến, Tinh Nguyên Hạo Thổ phương viên triệu tỷ tỷ bên trong vũ trụ, đếm không hết nhật nguyệt tinh thần, đều bởi vì tàn phá bừa bãi Huyền Thiên Tinh Sông, nhao nhao vẫn lạc phá toái. Thậm chí, ngay cả thời gian và không gian pháp tắc, đều không thể tiếp nhận Huyền Thiên Tinh Sông lực lượng cuồng bạo, thời không tại phá toái. Ước vạn dặm cương vực đang nhanh chóng biến thành hỗn độn phế tích, toàn bộ sinh linh chết, hoàn toàn ngăn không được Huyền Thiên Tinh Sông xung kích. Chỉ có thiên nữ khống chế thiên kiếm Phương Chu, phiêu phù ở Huyền Thiên Tinh Sông phía trên, không có bị mãnh liệt nước sông sóng lớn cuốn xuống đi. Nếu Tường Vi cùng Lá Khô Ma Tôn thấy không ổn, cũng rơi xuống chiếc này Phương Chu phía trên. Nhanh đi cứu luân hồi chi chủ. Nếu Tường Vi chỉ vào Diệp Thần, vội vàng hướng thiên nữ thúc giục nói. Vừa mới chiến đấu, đã hao hết Diệp Thần linh khí, thời khắc này Diệp Thần, ngay tại Huyền Thiên Tinh trong sông phiêu lưu lấy, chìm chìm nổi nổi, như người chết chìm, giống như sau một khắc liền bị nuốt hết. Ai ra, cái này Huyền Thiên Tinh sông, lại có thể sợ đến nước này. Lá Khô Ma Tôn đập mạnh lưỡi, liền gặp được cái kia tinh hà diệt thương trận trận đồ đã thành cho tiêu diệt, bây giờ Huyền Thiên Tinh sông đang gầm thét bốn phía va đập vào, đem hết thảy tồn tại đồ vật toàn bộ chôn vùi thành hư vô. Vốn là Huyền Thiên Tinh Sông uy năng, liền 10 phần đáng sợ, Diệp Thần cùng Vũ Tổ lợi dụng tinh hà diệt thương trận, triệu hoán xuống nước sông, càng là hung mãnh, tại Phạn Thiên Đại Thần bên cạnh chảy xuôi nhiều năm, lây dính Phạn Thiên Thánh địa khí tức bàng bạc, còn có sáng thế cùng sức mạnh diệt thế, nước sông sông lên, đó là vũ trụ quy khư, nhật nguyệt băng diệt, sơn hà phá toái, hết thảy pháp tắc đều phải sụp đổ. Thiên nữ khẽ cắn môi, cũng chỉ sợ Diệp Thần bị Huyền Thiên Tinh Sông tiêu diệt. Vội vàng thôi động thiên kiếm thần chu đi cứu người. Không cứu được, nước sông quá hung mãnh, chúng ta vẫn là mau trốn thì tốt hơn, cái này Huyền Thiên Tinh Sông, chỉ có đem chung quanh tồn tại đồ vật, toàn bộ hỏa sạch sẽ phá hủy đi, mới có thể một lần nữa chảy trở về đến Phạn Thiên bên cạnh. Lá Khô Ma Tôn lắc đầu, trong mắt hắn, Diệp Thần đã là người chết,
lập tức liền muốn bị huyền thiên tinh xông xé nát nuốt hết, chỉ tiếc cái kia khô cảnh liễu, cũng muốn đi theo Diệp Thần cùng một chỗ chôn theo. Ngậm miệng, thiên nữ quát lớn lá khô ma tôn một tiếng, cũng không có từ bỏ, nhanh chóng thôi động thiên kiếm thần chu đi cứu viện. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng là nước chảy bèo trôi, tại huyền thiên tinh xông mãnh liệt trùng kích vào, hắn khó khống chế thân thể của mình. Hắn linh khí đã khô kiệt, mà luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ cũng sắp đến rồi cực hạn, hai vị đại năng đang cực hạn tiêu hao lấy, bảo hộ lấy cơ thể của Diệp Thần không bị huyền thiên tinh xông xé nát. Thần sắc đẹp, Diệp Thần phải chết. Thiên nữ gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra, liều mạng thôi động thiên kiếm thần chu muốn đi cứu viện, nhưng hồng thủy quá mạnh, dòng nước xông lên, liền đem Diệp Thần vào tới không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, nàng từ đầu đến cuối không đuổi theo kịp, trong lúc nguy cấp kêu gọi thần sắc đẹp tên. Hoa Lạp. Không biết là thần sắc đẹp chúc phúc hay là cái gì, huyền thiên tinh sông hồng thủy giống như thoáng bình tĩnh một chút, thiên nữ nhân cơ hội này, vội vàng thôi động thiên kiếm thần chu đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần, lôi kéo tay ta. Thiên nữ từ không dám nhảy đến huyền thiên tinh trong sông đi, bằng không nàng cũng muốn bị hồng thủy cuốn đi, vội vươn tay ra muốn kéo Diệp Thần đi lên. Diệp Thần trong lòng thư giãn một chút, tự hiểu là cứu, đưa tay đi bắt thiên nữ tay, nhưng không ngờ hai người bàn tay vừa mới tiếp xúc. Thiên nữ còn không có dùng lực, hồng thủy lại tàn phá bừa bãi gầm hét lên. Một đạo dòng chảy xiết vòng xoáy, liền đem Diệp Thần thân thể cuốn đi. Diệp Thần! Thiên nữ bàn tay không còn một mống, cả kinh quát to một tiếng, phương chu bên trên luân hồi trận doanh đám người đều kinh hãi, sợ hãi gọi, nhưng Diệp Thần đã bị hồng thủy cuốn đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Thiên nữ lập tức liền mộng, đầu ông ông tác hưởng, trong lòng giống như có cái gì hải đăng trong nháy mắt sụp đổ. Lá khô ma tôn mắt thấy hồng thủy hung mãnh, lớn tiếng nói, đi mau, đi mau. Tiểu tử kia đã chết, không thể cứu được, chúng ta nếu ngươi không đi, cũng muốn bị hồng thủy nuốt sống. Huyền thiên tinh sông hồng thủy điên cuồng gào thét tàn phá bừa bãi lấy, thỉnh thoảng cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, đánh vào thiên kiếm thần chu phía trên, tựa hồ muốn đám người cũng cùng nhau nuốt hết. Thiên nữ lại là thất hồn lạc phách bộ dáng, ngơ ngác nhìn xem phương chu ở dưới dòng lũ. Lá khô ma tôn khẽ cắn môi, liền cùng thanh đồng cổ thiềm cùng như tường vi cùng một chỗ, vội vàng thôi động thiên kiếm thần chu, rời đi trước nơi đây. Ước chừng qua một canh giờ, tàn phá bừa bãi huyền thiên tinh sông hồng thủy, mới chậm rãi lui xuống đi, lại trở về chảy tới Phạn Thiên Thánh Địa. Mà ngày xưa tinh nguyên hạo thổ, cũng dẫn đến phương viên triệu tỷ tỷ bên trong không gian vũ trụ, hết thảy Nhật Nguyệt Sơn Hà, đế quốc phương triều, giang sơn xã tắc, môn phiệt gia tộc, đã không còn sót lại chút gì. Tại huyền thiên tinh sông đáng sợ hồng thủy trùng kích vào, chỉ cần là hữu hình đồ vật, đều phải chôn vùi, liền xem như vô hình thời gian cùng không gian, cũng muốn sụp đổ. Cổ tinh môn cùng tinh nguyên hạo thổ, triệt để hủy diệt, mảnh này thời không đã không còn tồn tại, ngay cả thời gian và không gian pháp tắc đều tại huyền thiên tinh sông trùng kích vào hóa thành hư vô, không có thời không tồn tại, mảnh này ức vạn giảm bát ngát khu vực, liền thành một mảnh đứng im mất đi hỗn độn phế tích. Một vùng tăm tối, liền trong vũ trụ tinh quang cùng tia sáng phóng xạ đều không thể xuyên thấu đi vào. Vùng đất này đã triệt để chết. Tỉnh táo lại thiên nữ, vội vàng khống chế thiên kiếm thần chu, lại lần nữa lái vào mảnh này hắc ám khu vực, kiếm quang chiếu rọi bốn phía, nhưng nàng lại tìm không thấy Diệp Thần chút nào dấu vết. Nàng cùng Diệp Thần quan hệ mật thiết, nếu như Diệp Thần trong vùng không thời gian này, nàng tuyệt đối có thể bắt được Diệp Thần khí tức. Nhưng bây giờ... nàng liền một điểm khí tức đều bắt giữ không tới. Coi như Diệp Thần chết, coi như Diệp Thần chỉ còn lại một điểm cho cốt, nàng cũng có thể bắt được Diệp Thần tồn tại, nhưng bây giờ lại một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Tại mới vừa rồi huyền thiên tinh sông hồng thủy đánh chúng, Diệp Thần có thể đã hóa thành hư vô, liền một điểm cho cốt đều không lưu lại. Thiên nữ trong lòng liền dâng lên cái này ý tưởng đáng sợ, toàn thân rét run, cũng không dám thừa nhận, khu động lấy phương chu tìm kiếm bốn phương Diệp Thần dấu vết. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Thiên nữ bốn phía tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không tìm tới, ở đây chỉ có hư vô cùng hỗn độn, đã từng đạo thống cơ nghiệp truyền thừa vô tận kỷ nguyên cổ tinh môn, bây giờ liền một điểm cặn bã cũng không có lưu lại, tất cả tồn tại đồ vật đều hóa thành hư vô. Huyền thiên tinh sông quá kinh khủng, đây là tinh không bỉ ngạn bên trên sông thần, uy năng ngập trời, buông xuống không không lúc nào khoảng không, cung cấp là giảm chiều không gian đả kích, tàn phá bừa bãi hồng thủy che mất hết thảy. Cũng phá hủy hết thảy. Thiên nữ liền Diệp Thần một điểm cho cốt cũng không có tìm được, nàng hoảng được sủng ái cho trắng bệch. Đã từng tinh hằng thiên,
không pháp cốc, áo nghĩa giới đám võ giả, cũng còn tại trên phương chu, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Thần bị Hồng Thủy nuốt hết, bây giờ cũng là tinh thần chán nản, trong lòng lại là mờ mịt. Trận này giá quá lớn, lưỡng bại câu thương, có thể xưng ngọc thạch câu phần. Đã từng không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp thế lực cổ tinh môn, trong một đêm hôi phi yên diệt, liền một điểm cặn bã cũng không có lưu lại, Cốt Thiên Đế, Hiên Viên Vương, Xấu Viên Vương, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê, Tinh Ẩm Nguyệt mỗi người kinh thế cường giả, cũng đã vẫn lạc. Nhưng, luân hồi trận doanh bên này, đại giới cũng là thảm liệt. Diệt Không Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả vẫn lạc đương nhiên không cần phải nói, Phu Tổ cùng Diệp Thần thế mà cũng đã chết, đại giới to lớn như vậy, để cho tại chỗ mỗi người, đều không thể tiếp nhận. Đồ Ách Chân Quân, sư phụ cũng đã chết, chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Lãnh Nguyệt Tịch hai mắt đỏ bừng, Diệp Thần vẫn diệt cũng làm cho nàng mộng, nàng không biết như thế nào cho phải, ánh mắt nhìn về phía Như Tường Vi. Nếu Tường Vi ngơ ngác xuất thần, nàng có thể làm cái gì, nàng thời đại đã qua, nàng bây giờ đã sớm không phải ngày xưa cái kia Đồ Ách Chân Quân, hơn nữa tại đem Hỗn Nguyên Kim Hộp cùng Độ Chi mảnh vụn giao cho Diệp Thần sau, nàng liền có thoái ẩn ý tứ, chỉ muốn qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đột nhiên vẫn diệt, để cho nàng cũng là chân tay luống cuống, luân hồi chi đạo người đại diện chết đi như thế, thiên tổ lại không tiện tự mình buông xuống, một lần nữa chọn lựa người đại diện cũng cần thời gian, thiên đầu vạn tự, nàng nơi nào lý phải rõ ràng. Ngậm miệng, Diệp Thần nhất định còn sống. Thiên nữ cắn răng, hướng về phía Lãnh Nguyệt Tịch quát lên. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận Diệp Thần vẫn diệt. Lá Khô Ma Tôn lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ chết đến mức không thể chết thêm, trên người hắn mang theo liễu thần cây một đoạn cành khô, đó là ta bảo đệ biến thành, nếu là hắn còn sống, ta chắc chắn có thể bắt được khí tức của hắn, nhưng bây giờ lại là nửa điểm dấu vết cũng không có, đáng tiếc a đáng tiếc, ta bảo đệ cũng đi theo hắn chôn theo. Lá Khô Ma Tôn có thể không cảm ứng được Diệp Thần khí tức, nhưng tuyệt đối có thể bắt được cái kia đoạn khô cành liễu khí tức. Nhưng bây giờ, hắn nửa điểm nhân quả ba động đều không cảm ứng được, vậy thì tỏ rõ, tại Huyền Thiên Tinh sông dòng lũ trùng kích vào, Diệp Thần hài cốt không còn, cũng dẫn đến trên thân có hết thảy mọi thứ, đều hóa thành cho bụi. Huyền Thiên Tinh sông uy năng, thật là quá mức kinh khủng, cũng vượt qua Lá Khô Ma Tôn dự kiến. Dường như là kiểm chứng Lá Khô Ma Tôn mà nói, trên bầu trời hạ xuống huyết vũ, hóa thành mưa đen, khí tượng càng là thảm liệt. Nguyên bản Vũ Tổ vẫn lạc. Chỉ là trên trời rơi xuống huyết phú thôi, nhưng bây giờ huyết phú thế mà chuyển hóa thành mưa đen, cái kia cỗ thê thảm thê lương khí tức, làm cho người động dung, tựa hồ cũng mang ý nghĩa Diệp Thần đích xác vẫn diệt, thiên đạo bị xúc động, hạ xuống mưa đen. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lấy ra cái gì tinh hà trận đồ, Diệp Thần cũng sẽ không chết. Thiên nữ đắm chìm trong mưa đen, trong lòng buồn giận gặp nhau, huy trưởng liền hướng Lá Khô Ma Tôn vỗ tới. Lá Khô Ma Tôn cả kinh. Vội vàng lách mình tránh né, nói, nữ nhân điên, người cầm ta xuất khí làm gì? Nếu không phải ta trận đồ, các ngươi liền công vào cổ tinh môn cơ hội cũng không có. Thiên nữ giận dữ, còn nghĩ tiến công, bị Lãnh Nguyệt Tịch cùng Như Tường Vi ra ở. Lá Khô Ma Tôn lắc lắc đầu nói, các ngươi thương tâm, lão phu cũng thương tâm vô cùng, luân hồi chi chủ chết, ta bảo đệ có thể đi theo hắn cùng một chỗ tống táng. Thôi, vận mệnh đã như vậy. Xem ra lão phu cũng không có quay về tinh không bỉ ngạn hy vọng, cáo từ. Hắn không muốn dừng lại thêm xuống, chỉ sợ thiên nữ nổi điên, thiên nữ sau lưng dù sao có Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp thân ảnh, hắn cũng không dám trêu chọc, lập tức quay người rời đi. Thiên nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì, nhìn xem đầy trời phiêu phiêu sái sái mưa đen, còn có bốn phía một vùng tăm tối yên tĩnh hỗn độn, nội tâm của nàng một mảnh trống rỗng. Diệp Thần thật sự cứ như vậy đã chết rồi sao? Luân hồi tinh giới. Thiên phiêu mưa đen, từ cái kia mưa đen bên trong, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Diệp Thần ra ra, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết bọn người, đều cảm thấy vô biên thê lương. Trong thoáng chốc, bọn hắn liền bắt được một cỗ cực đáng sợ nhân quả, đó chính là Diệp Thần vẫn diệt, hài cốt không còn, liền một điểm cho cốt cũng không có còn lại. Cái này, không có khả năng. Nhậm Phi Phàm đồng tử co rụt lại. Không thể tin được. Phú Tổ hy sinh chính mình, nuốt vào phần thiên kiếp hỏa tự bạo, vốn chính là vì cứu vớt Diệp Thần. Nhưng cuối cùng, Diệp Thần lại bị Huyền Thiên Tinh sông Hồng Thủy tiêu diệt, đây là tất cả mọi người đều không có dự liệu đến sự tình. Nhậm Phi Phàm đầu ông một cái, luôn luôn giếng cổ không gợn sóng đạo tâm, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn trong rung động,
không thể nào tiếp thu được chân tướng sự tình. Hắn cùng Diệp Thần tương hỗ là hải đăng, mặc kệ Diệp Thần đi ở đâu, chỉ cần còn tại không không lúc nào trống không phạm vi bên trong, hắn đều có thể bắt được Diệp Thần khí tức. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nội tâm hải đăng đã băng diệt, cho dù đạp biến chư thiên, hắn cũng tìm kiếm không đến Diệp Thần chút nào khí tức. Tinh không thần sơn chi đỉnh, Hồng Quân lão tổ cũng là vô cùng sợ hãi chấn động. Luân hồi chi chủ, cuối cùng đã chết rồi sao? Hồng Quân lão tổ tự lẩm bẩm, hắn vẫn muốn giết chết Diệp Thần, đem thế giới từ trong luân hồi khốn khó giải cứu ra, bây giờ Diệp Thần đột nhiên vẫn lạc, lại làm cho hắn bất ngờ, trong lòng có loại không hiểu trống rỗng. Nhưng, Hồng Quân lão tổ cũng là may mắn, Diệp Thần vừa chết, luân hồi tinh giới bên trong, luân hồi trận doanh đại quân, lập tức một mảnh bạo động hỗn loạn, có người bắt đầu khóc toáng lên, đại quân giống như thủy triều lui bước. Vốn là vây quanh tinh không thần trì, Hồng Quân lão tổ cùng Nhậm Phi Phàm triển khai kịch liệt tranh đấu, nhưng bây giờ Diệp Thần vừa chết, Nhậm Phi Phàm hải đăng phá diệt, đạo tâm hỗn loạn tương bừng, đã không cách nào lại đánh xuống, chỉ có thể rút lui. Hồng Quân lão tổ áp lực giảm nhiều, liền vững vàng chiếm cứ tinh không thần sơn nửa khúc trên sơn phong, tinh không thần trì cũng rơi vào trong hắn trưởng khống. Truyền thuyết đem linh hồn của mình ký thác đến tinh không bên trong thần trì, liền có thể vô hạn phục sinh, nhưng ta là siêu phẩm thiên đế, ao nước này không phục sinh được linh hồn của ta. Chỉ hy vọng tinh không này thần trì, có thể rửa đi ta linh hồn ác mộng sát khí. Hồng Quân lão tổ yên lặng tính toán, hắn là siêu phẩm thiên đế, linh hồn quá cường đại, tinh không thần trì phục sinh hiệu quả là có hạn độ, không có khả năng để cho hắn loại này cấp bậc cường giả vô hạn phục sinh. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ cũng không hy vọng xa vời vô hạn phục sinh, chỉ muốn dùng tinh không thần trì ao nước, tới tịnh hóa linh hồn mình ác mộng sát khí. Hắn trước đây uống xong ác mộng nước suối, bây giờ hậu hoạn cực lớn, nếu không mau chóng giải quyết, hắn về sau nhất định trở thành xấu thần khôi lỗi. Luân hồi tinh giới bên trong chiến tranh, cứ như vậy lắng xuống, Diệp Thần vừa chết, toàn bộ luân hồi trận doanh đánh mất người lãnh đạo, nếu như không phải còn có Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đang chấn thủ, chỉ sợ mọi người đã triệt để bị bại, bây giờ cũng là toàn trường uể oải, lòng người bàng hoàng, không nhìn thấy con đường phía trước. Luân hồi chi chủ đã chết rồi sao? Thiên Khư Thần Điện Sơn Môn, đỉnh một ngọn núi, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời bay xuống huyết vũ trở thành mưa đen, liền bắt được luân hồi vẫn diệt, thiên địa đồng bi thê lương khí tức. Hắn có chút không thể tin được, lúc này hắn tại Thiên Khư Thần Điện trong nội chiến, liên tiếp thắng lợi, đánh Chu Mục Thần quân lính tan rã, bây giờ đã nhanh hoàn toàn trưởng khống Thiên Khư Thần Điện đạo thống, trong lòng tính toán về sau phản sát luân hồi, thống ngự chư thiên. Nhưng Diệp Thần đột nhiên vẫn diệt, lại làm cho hắn trực tiếp mộng, không ngừng bấm ngón tay suy tính, nhưng từ đầu đến cuối bắt giữ không đến Diệp Thần mảy may sinh cơ khí tức. Đích xác có thể là chết. Mỹ Thần Thánh Địa, thần sắc đẹp thánh giáo cùng mộ cung, chân lý sẽ trở thế lực, đều hội tụ ở này, mảnh này thánh địa mặt ngoài chúa tể tối cao là thần sắc đẹp, nhưng người người đều biết, chúa tể chân chính là thần sắc đẹp phụ thân Nguyên Thiên Đế. Bây giờ Nguyên Thiên Đế trận doanh đang cùng Hồn Thiên Đế trận doanh đánh đến túi bụi, cho nên Diệp Thần lần này cùng Cổ Tinh Môn tranh đấu, thần sắc đẹp chỉ phái thiên nữ đi qua hỗ trợ, cũng thật sự là rút không ra nhân thủ. Mà thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế, cũng không ngờ tới Diệp Thần cùng Cổ Tinh Môn ở giữa, thế mà lại nghênh đón trung cực quyết chiến, thậm chí chiến tranh kết quả, vẫn là như thế thảm liệt. Phú Tổ tự bảo, Diệp Thần cũng vẫn diệt, cái này kinh thiên nhân quả truyền đến ở đây, mưa đen bao phủ Mỹ Thần Cung. Thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế đều là kinh hãi. Họ chủ phụ, Diệp Thần hắn. Thần sắc đẹp choáng váng, trước đây thiên nữ kêu gọi tên của nàng, nàng cũng hạ xuống sức mạnh hỗ trợ cứu vớt Diệp Thần. Nhưng Huyền Thiên Tinh sông Hồng Thủy quá mức hung mãnh, một cơn lốc xoáy liền đem Diệp Thần cuốn đi, nàng cũng không kịp phản ứng, dù sao tâm tư của nàng, chủ yếu đặt ở đối phó Hồn Thiên Đế trên trận doanh, nghĩ thầm Diệp Thần có đại khí vận, tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Thậm chí còn chờ lấy Diệp Thần tới Mỹ Thần Cung, giúp nàng cùng đi đối phó Hồn Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đột nhiên vẫn diệt, để nàng làm chàng mộng. Nguyên Thiên Đế cũng là chấn động, ngơ ngác nói, cái này. Làm sao có thể, luân hồi chi chủ không có khả năng chết, Thiên Tổ đã đem toàn bộ tâm huyết khí thác đến trên người hắn, có Thiên Tổ chúc phúc, coi như không không lúc nào khoảng không băng diệt, hắn đều sẽ không chết. Vẫn là, hắn thôn phệ Diêm Ma Tử Thần quyền hành. Trung quy là bị bóng tối cùng tử vong cắn trả. Nguyên Thiên Đế lâm vào hoang mang, bấm ngón tay thôi diễn, cũng đã bắt giữ không đến Diệp Thần chút nào dấu vết.
tử thần giáo đoàn. Mà Phi Thiên đang trốn về tới sau, liền bố trí đủ loại phòng ngự đại trận, hắn ban sơ cho là Diệp Thần muốn bị phần thiên đại kiếp thiêu chết, nhưng không nghĩ tới về sau Nhậm Phi Phàm ra tay, đã bình định hết thảy. Hắn cho là Diệp Thần đã vượt qua nan quan, trong lòng thống hận chửi mắng, tại mắt thấy trên trời rơi xuống huyết vũ, cảm giác được vũ tổ rơi xuống nhân quả sau, tâm tình của hắn mới vui vẻ một chút. Nhưng bây giờ huyết vũ trở thành mưa đen, tỏ rõ lấy Diệp Thần đều đã chết, bất thình lình kinh thiên tin vui, để cho hắn cũng khó mà tin được. Tiểu tử này, cuối cùng đã chết rồi sao? Không đúng, hắn trụ thần quyền chui đâu? Tại sao còn không trở lại trên tay của ta? Vẫn là, hắn còn sống. Ma Phi Thiên biểu lộ đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng chợt nụ cười ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện, hắn đích xác bắt giữ không đến Diệp Thần chút nào khí tức, nhưng trong cơ thể của Diệp Thần cái kia nửa đường trụ thần quyền chui, cũng không có quay về trên tay hắn. Trụ thần quyền chui là bất diệt, 72 trụ thần là cố định số, vô luận như thế nào cũng sẽ không ma diệt, coi như Diệp Thần thịt nát xương tan, linh hồn hủy diệt, cái kia trụ thần quyền chui cũng sẽ không ma diệt, chỉ có thể tản mạn khắp nơi đi ra. Ma Phi Thiên nắm giữ lấy nửa đường Diêm Ma quyền hành, nếu như Diệp Thần trên người Diêm Ma quyền hành chảy ra, vậy tất nhiên sẽ quay về trong tay hắn, sẽ không lướt tới nơi khác. Nhưng bây giờ, hắn lại không có tiếp thu được bất luận cái gì quyền hành sức mạnh. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn sống? Cùng lúc đó, Diệp Thần cho là mình đã chết, cơ thể nát bấy một dạng đau đớn, đầu cũng vô cùng đau đớn, đan điền trống rỗng linh khí khô kiệt, cổ họng phát khô nói không nên lời nửa câu, mí mắt trầm trọng như thiên quân, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chi giác mới thoáng khôi phục. Mở to mắt, Diệp Thần phát hiện mình nằm ở bờ biển trên bờ cát, sóng biển ào ào cuốn lên tới lại lui xuống đi, mấy cái con cua tại trước mắt hắn ngang ngược mà qua, nóng hừng hực phơi nắng làn da nứt ra đau đớn. Ta còn sống. Đây là Diệp Thần sau khi tỉnh lại ý niệm đầu tiên, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, trước khi hôn mê ký ức, là mình bị huyền thiên tinh sông Hồng Thủy cuốn đi, cái kia Hồng Thủy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho hắn cơ hồ cho là mình đã bị xé nát ép diệt. Không nghĩ tới còn sống. Hắn giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng bây giờ không có nửa điểm khí lực, toàn thân thụ thương nghiêm trọng, kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng không biết nát bao nhiêu, linh khí khô kiệt cùng đau đớn phía dưới, hắn liền bò dậy khí lực cũng không có. Chín thương tiền bối, sụp đổ chi chủ. Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi hai vị đại năng, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng đã không thấy, chỉ còn lại sụp đổ chi chủ một người. Khoanh chân ngồi ở kia địa ngục dưới cây bồ đề, yên lặng điều tức khôi phục. Nghe được Diệp Thần kêu gọi sau, sụp đổ chi chủ mở to mắt, cười khổ một tiếng, âm thanh mang theo bất đắc dĩ cùng thê lương, lại có chút may mắn, nói, mộ chủ, người đã tỉnh. Cảm ơn trời đất, đều qua hai ngày, người cuối cùng thức tỉnh. Diệp Thần chỉ cảm thấy sụp đổ chi chủ khí tức vô cùng suy yếu, thần hồn phảng phất tùy thời có thể tán đi, hắn vội vàng nói, sụp đổ chi chủ, người không sao chứ. Chín thương tiền bối đâu? Sụp đổ chi chủ khổ sở nói, phía trước ta cùng với chín thương bệ hạ, giúp người đối kháng Hiên Viên Vương, khí tức tiêu hao quá mức nghiêm trọng, người hai ngày phía trước bị huyền thiên tinh sông dòng lũ cuốn đi, chín thương bệ hạ sợ ngươi cơ thể bị xé nát, đốt hết hồn lực che chở ngươi, cuối cùng nhường ngươi sống tiếp được. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, chín thương tiền bối đã tan mất. Sụp đổ chi chủ không nói gì gật đầu. Diệp Thần cũng trầm mặc. Hắn cùng cổ tinh môn một trận chiến, tiêu hao quá lớn, cuối cùng bị dòng lũ cuốn đi thời điểm, hắn kỳ thực đã mất đi tất cả sức phản kháng, nếu như không phải chín thương cổ hoàng hy sinh bảo vệ mà nói, hắn có thể thật sự liền bị hồng thủy xé nát. Hắn lại một lần sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng không có vui sướng chút nào, vô tận tang thương cùng thê lương quanh quẩn trong lòng, lần này đại chiến, cuối cùng là công diệt cổ tinh môn, nhưng vũ tổ cũng đã chết, đại giới thực sự quá lớn. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp tàn phế. Chín thương tiền bối cùng ta vũ tổ sư tôn đều đã chết, chỉ có ta sống xuống. Diệp Thần thì thào nói nhỏ, tinh thần từng trận hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sụp đổ chi chủ nói, vũ tổ hẳn là còn không có vẫn diệt a. Hắn dù sao cũng là siêu phẩm thiên đế, coi như tự bạo, đều cũng sẽ còn lại một điểm cặn bã, lấy hắn loại này cấp bậc tồn tại. Chỉ cần có một điểm cặn bã cho tàn tồn tại, đều có thể tích huyết trùng sinh. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, bị phần thiên kiếp hỏa đốt sạch, không có trùng sinh khả năng. Trong lòng của hắn đối với vũ tổ vô hạn nhớ lại, lại là cảm kích, lại là thương tiếc vũ tổ mất đi,
chỉ hy vọng tương lai mình có cơ hội phục sinh vũ tổ, nhưng cơ hội quá xa vời. Bởi vì vũ tổ chết, là nuốt vào phần thiên kiếp hỏa, lại tự bạo mà chết, phần thiên kiếp hỏa kinh khủng bực nào, đủ để đem vũ tổ tồn tại vết tích, quá khứ tương lai tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đốt thành tro, muốn phục sinh vũ tổ cơ hồ là chuyện không thể nào. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy, trong đầu của chính mình liên quan tới vũ tổ ký ức, đều tại phai nhạt, hắn nhất định phải vô cùng tận lực tỉnh táo chính mình, mới có thể duy trì trí nhớ củng cố. Đó là bởi vì vũ tổ vết tích, bị phần thiên kiếp hỏa không ngừng thiêu hủy, hết thảy nhân quả không còn, không cần bao lâu, vũ tổ tất cả tồn tại vết tích, cũng dẫn đến thế nhân đối với hắn ký ức, đều biết dần dần biến mất đi, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 585.